huyết ma đế quân muốn giãy giụa, nhưng hai cánh phía sau Khương Thương giống như là bàn tay vô hình, xé rách ở vũ trụ mịt mờ, cưỡng bức định hắn ở nơi đó. Đôi cánh lớn kia không chỉ là đại biểu cho tốc độ, càng là khống chế thiên khung pháp tắc, có thể giam cầm thiên khải. Nhận lấy cho ta. Khương Thương hét lớn, hắn giam cầm không gian, đồng thời cường thế thả ra sát tiễn tự nhiên. Âm âm bạo động, sát tiễn tự nhiên giống như là mở ra tinh thần vạn cổ, diễn biến lên bức tranh sơn hà tươi đẹp, khuấy động minh mông đại đạo thế giới tự nhiên, vô tình đánh vào huyết ma đế quân. Thương thế của huyết ma đế quân quá nặng, thực lực không bằng ba phần đỉnh phong, có thể ngạnh kháng siêu thần, nhưng không phải đối thủ của đế cảnh toàn thịnh. Hắn điên cuồng giãy giụa mà không thể tránh thoát, thật chỉ có thể ngoan ngoãn, chịu lấy. Phốc phốc, sát tiễn bao phủ chiến khu đã bị tàn phá của huyết ma đế quân, giống như toàn bộ thế giới đánh vào trên thân, năng lượng bạo kích kinh khủng trùng kích huyết nhục hài cốt. Thân thể vừa mới mở ra, lần nữa chia năm xẻ bảy. Thiên hậu đã tới gần tuyệt cảnh lại thuận thế thoát khốn, trong ánh mắt mông lung chính là chiến khu tinh linh cao tới ngàn trượng của Khương Thương, còn có hai cánh hoa lệ kéo lấy phong bạo quấn quanh bầu trời. Giết hắn! Khương Thương không có thừa thắng xông lên, mà quả quyết rút lui về phía sau. Hai cánh thần hoàng đánh ra phong bạo khuấy động bầu trời, vờn quanh thiên khung pháp tắc, tốc độ siêu tuyệt, đinh tai nhức óc, nhanh chóng giết trở lại thiên khải chiến trường. Hắn là cưỡng ép rời khỏi chiến trường chôn vùi, một mình tinh linh đế quân không kéo nổi Thái Sơ đế quân quá lâu. Tốt! Hồng Hoang Thiên Long phấn chấn gào thét, không lo được đau xót, nó dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía thân thể tàn phế bị phân tán của huyết ma. Đều ném qua đây cho ta. Thôn Thiên Ma Hoàng hét lớn, hình thể tăng vọt lên gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Cuối cùng đạt tới vạn trượng, hư vô cuồn cuộn toàn thân, thôn thiên nạp địa, như là vũ trụ đều nhập vào trong đó. Uy lực thôn vệ cuồn cuộn không dứt, đế huyết tán loạn cùng thân thể tàn phế, đều giống như nhận dẫn dắt hội tụ tới nơi này. Trở về. Đế hồn của huyết ma đế quân gào thét, pháp lệnh quay quanh bên trong thân thể tàn phế, nhưng Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần đang nhanh chóng xuất kích, tiếp tục đánh thân thể tàn phế gần đó, đánh thành mảnh vỡ, đánh thành bụi, nhìn xem ngươi chắp vá như thế nào. Hồng Hoang Thiên Long, cắt đứt huyết ma đại đạo của hắn. Thiên hậu lắc đầu mãnh liệt, sau khi khôi phục tỉnh táo, nàng hóa thân thành siêu cấp chiến thú, điên cuồng dung luyện lấy trái tim huyết ma vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ở trong người, duy trì chiến khu hư hóa hoàn chỉnh, đuổi giết huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân, ngươi có từng nghĩ sẽ đến có một ngày này? Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Thiên Bia đi, diễn biến thế giới Hồng Mông cực hạn, trấn áp huyết ma đế quân xua đuổi. Huyết ma đế quân phát cuồng bạo động, cao ngạo nửa đời, chưa từng khuất nhục đến trình độ như vậy. Cái rắm, ngươi nhất định phải chết. Hồng Hoang Thiên Long không quan tâm mà hấp thụ uy lực Hồng Mông, tiếp tục trấn áp, tiếp tục quấy nhiễu. Mẫu thân nó, đều đã đánh thành như thế này, lão tử lại trấn không được, làm bậy Hồng Hoang Thiên Long, làm bậy chủ nhân Hồng Mông. Tại thời điểm huyết ma đế quân bôn tập lọt vào trận đánh thảm liệt, Thái Sơ đế quân nắm lấy cơ hội vọng tưởng triệt để giết tinh linh đế quân. Nhưng, tinh linh đế quân há lại nói giết thì có thể giết, dù có suy yếu thế nào thì bộc phát trong lúc ngắn ngủi vẫn rất cường hãn. Huống chi, tốc độ của Khương Thương lại quá nhanh, hai cánh khống chế thiên khung pháp tắc, được đế uy thi triển, tốc độ hoàn toàn tương xứng với Đông Hoàng Như Ảnh. Cho nên, Khương Thương đột nhiên đi tới tấn mãnh, trước trước sau sau cũng chỉ là vài phút mà thôi. Khi tinh linh đế quân sắp không kiên trì nổi, Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh tàn bạo đã trở về. Thái Sơ đế quân cơ hồ muốn phát điên, hối hận trước đó không có triệt để giết chết tinh linh đế quân. Nhưng lúc đó không phải không muốn giết tinh linh đế quân, mà là cân nhắc đến đế quân vừa chết, tất cả tinh linh tộc, nhất là thiên nghi sẽ có cảnh giác, đánh cỏ động rắn, cho nên chỉ là hấp thu năng lượng, dùng hết khả năng ép đến yếu nhất. Nhưng bất luận như thế nào, ác quả không có giết tinh linh đế quân đã để cho hắn tiếp nhận toàn bộ. Một bên khác, Huyền Vũ đế quân điên cuồng chống cự, cuối cùng dưới sự điên cuồng của bọn người Kiều Vô Hối, hắn vẫn bị cưỡng bức đè lại. Cục diện, tại thời khắc này rốt cuộc cũng nghịch chuyển. Bởi vì, Khương Phàm ép Bạch Hổ đế quân đến Thông Thiên Tháp cùng Thiên Khải chiến trường. Bạch Hổ đế quân bạo tẩu, kích phát tiềm lực huyết mạch, thực lực tăng vọt lên mấy lần, ba phen mấy bận trọng thương Khương Phàm. Chương 3074 đế ngấn xuất hiện. Bình thường mà nói, Bạch Hổ bạo tẩu là đối kháng với ấn ký thủy tổ của Chu Tước. Khương Phàm đã dùng ấn ký thủy tổ tại chỗ huyết ma đế quân nơi đó,
nhất định sẽ lâm vào bị động. Nhưng, bất diệt thiên thể của Khương Phàm cũng không phải ăn chay, song đế mạch bộc phát toàn diện, tăng thêm lực khống chế chiến trường cường đại vẫn dẫn dắt đến Bạch Hổ đế quân đã đánh mất ý thức không ngừng di chuyển mục tiêu ký định. Đông Hoàng Như Ảnh liên tiếp ngưng tụ 13 lần con đường không gian. Lần lượt bị vỡ nát, lần lượt đoàn tụ, cũng lần lượt bị trọng thương đến huyết nhục mơ hồ. Bộ dáng điên cuồng của nàng nào có dịu dàng cao quý như bình thường, hoàn toàn là tên điên đang chiến đấu. Huyết nhục bay lả tả, tóc dài bay loạn, nàng điên cuồng hét lớn, điên cuồng phóng thích. Cũng là trạng thái không sợ chết của nàng, phối hợp với Khương Phàm trong thời gian ngắn nhất trước sau trùng kích 10 vạn dặm chiến trường, dồn Bạch Hổ đế quân đến cấm khu thiên môn hoàn toàn mới. Bạch Hổ đế quân, ta ở Thiên Khải, chờ ngươi trở về. Khương Phàm kịch liệt nhấc lên, diễn biến ra hàng vạn sợi hỏa vũ bạo động, hóa thành lít nha lít nhít chu tước vỗ cánh, kịch liệt bay lên, sôi trào liệt diễm, càng phun trào hủy diệt pháp tắc. Trong chốc lát như là hàng vạn chu tước dẫn động hàng tỷ tia lôi đình, xuyên suốt toàn bộ hệ thống hủy diệt thế giới, tràn ngập đất trời bao phủ tới phía Bạch Hổ đế quân táo bạo, liên miên bất tuyệt, không ngừng tiếp tục. Bạch Hổ đế quân kịch liệt nhấc lên, lại bị ép tới tầng tầng lui lại. Đông Hoàng Như Ảnh ở phía xa trải rộng ra sau cùng vòng xoáy không gian, thoáng qua biến mất. Bành! Bạch Hổ đế quân lui đến chỗ vòng xoáy, giống như dã thú rơi vào trong bẫy, lập tức bị bạo động sóng chiều không gian bao phủ, cưỡng ép xé rách đến ngoài trăm dặm. Ầm ầm! Thông Thiên Tháp tương thông cùng ý thức Khương Phàm, cường quang sáng chói như vạn long lên trời, từ Thương Huyền Đại Lục thẳng tới đỉnh Cửu Thiên, trùng kích Thiên Khải chiến trường. Nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một thanh thiên trụ đại thế bộc phát, vừa vặn tiếp nhận Bạch Hổ đế quân. Giống. Bạch Hổ đế quân hỗn loạn ý thức, chỉ lo bạo tẩu, kết quả lần nữa, đạp hụt, dọc theo thông thiên đại đạo rơi xuống Thương Huyền. Không đợi hoàn toàn rơi xuống, chỉ là rời khỏi Thiên Khải, rơi xuống đỉnh Cửu Thiên, đế ngấn trên linh hồn đã lập tức bừng tỉnh. Ân ký giống như nguyền rủa lập tức nhanh chóng khuếch tán như muốn nổ tung, quét sạch hồn phách. Hồn phách Bạch Hổ đế quân bị Khương Phàm trọng thương, lại bị chính mình bạo tẩu trùng kích huyết mạch, thời khắc này đế ngấn lan tràn cơ hồ không có bất kỳ sự ngăn cản nào, giống như là mạng nhện, triệt để quấn quanh, càng trùng kích đến huyết mạch bạo động bành trướng. Ầm ầm, hình dáng tinh thần xung quanh đế thành chuyển động mãnh liệt, hoa văn tinh thần phức tạp từ mặt ngoài bắt đầu lao nhanh về nội bộ, như là một loại tuyệt thế đại trận đang khởi động. Đường vân rực rỡ hào quang, như tinh hà cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng tỏa sáng cả viên tinh thần. Tinh thần trung bộ đế thành cung điện. Di cốt hư không đế quân ngủ say 30.000 năm bị bừng tỉnh. Nguồn gốc từ tinh thần cùng nở ăn lượng không gian đế thành, như là sông trôi về biển, toàn diện hội tụ tới. Đế ngấn khởi động, mang ý nghĩa mạo phạm, càng mang ý nghĩa đế quân khác khinh nhờn đối với hắn. Một tiếng thở dài, mang theo thất lạc cùng tiếc nuối, quanh quẩn tại đế thành. Di hài hư không đế quân nhanh chóng khô quắt, phong hóa tiêu tán. Năng lượng phong tồn lập tức toàn diện phản hồi pháp trận tại đế thành. Một cơn sóng chiều năng lượng hư không có thể so với hư không đế quân toàn thịnh, ngược dòng lao nhanh, trùng kích đế thành, cuồn cuộn tinh thần, hóa thành vòng xoáy không gian 10 vạn dặm, bóp méo toàn bộ trăm vạn dặm không gian Thương Huyền Đại Lục, đánh sâu vào không gian luân khuếch trong ngàn vạn dặm hệ thống thế giới. Linh hồn Bạch Hổ đế quân rung động, cưỡng ép thức tỉnh, rốt cuộc cũng đã hiểu mình đang ở nơi nào, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt này. Đế ngấn trên linh hồn triền nhiễu đã lập tức chỉ dẫn vòng xoáy không gian đang bạo động 10 vạn dặm. Ầm ầm, tiếng bạo động trầm muộn vang vọng đất trời, âm thanh chấn động toàn bộ hệ thống thế giới, bất luận là nhân tộc, ma tộc, linh tộc, hay là yêu tộc, bất luận là đại lục hay là đại dương mênh mông, tất cả sinh linh đều đã nhận ra tiếng vang tại thời khắc này, cảm nhận được đế uy áp bách không có gì sánh kịp. Toàn bộ thế giới đều triệt để yên tĩnh tại thời khắc này, duy chỉ có thanh triều bạo động kia vẫn quanh quẩn rung động vạn vật. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào ban ngày tại thời khắc này, duy chỉ có ánh sáng trùng thiên phong bạo kia, xoay quanh 10 vạn dặm, va chạm Bạch Hổ đế quân, diễn biến ra đạo ngấn không gian, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Khoảng cách, bên ngoài 800 triệu dặm. Đế ngấn, biến mất. Bên ngoài cấm khu đăng thiên 40 vạn dặm, Bắc Thái đế quân, Hắc Ma đế quân, Long đế đang đi đường ở các phương vị khác nhau, đã lần lượt nhận ra sợi đế ngấn trên linh hồn kia đã biến mất. Đế ngấn đã theo bọn hắn 30.000 năm, vô số lần muốn thanh lý, cũng đã dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn lạc ấn tại linh hồn. Rốt cuộc, đế ngấn cũng biến mất. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ sự kích động gì,
ngược lại là khẩn trương cùng cảnh giác. Bởi vì nửa ngày trước đó, bọn hắn đã đột nhiên nhận ra năng lượng đế quân mãnh liệt lại toàn mới, ngay sau đó hệ thống pháp tắc của thế giới bắt đầu bạo động toàn diện. Mặc dù khoảng cách lúc đó là chừng 60 đến 70 vạn dặm, không biết cụ thể tình huống, nhưng rất có thể là bạo phát đế chiến. Lúc ấy bọn hắn đã rất khiếp sợ, dù là tân đế quân. Giống như không chỉ là một. Sau đó chỉ trong một giờ ngắn ngủi mà thôi, đăng thiên kiều khởi động, lôi kiếp kinh khủng oanh minh cách mấy chục vạn dặm đều có thể mơ hồ nghe được. Ở đâu ra tân đế quân? Là ai lên đăng thiên kiều? Bọn hắn kinh nghi khó định, bọn hắn tiếp tục tăng tốc độ lên, hận không thể biến mấy chục vạn dặm trước mặt thành mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm, vài trăm dặm. Mà bây giờ, đế ngấn đã biến mất. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa là đã có ai đó phát động đế ngấn nguyền rủa. Càng mang ý nghĩa một vị đế quân nào đó đã bị lưu vong thâm không. Là ai? Rốt cuộc là ai? Bắc Thái đế quân, Hắc Ma đế quân, Long đế, nhao nhao sôi trào đế uy, thiêu đốt huyết khí, tăng tốc độ lên tới cực hạn, giống như là lưu tinh xẹt qua bầu trời rộng lớn. Những nơi bọn họ đi qua, cuồng phong tàn phá bừa bãi, núi lớn lay động, cổ thụ đột ngột nhảy lên, sông ngòi nhấc lên sóng lớn. Chương 3075 bại cục. Xung quanh đăng thiên kiều, dưới chiến trường đế cấp bị lôi vân bao phủ. Huyền Vũ đế quân, Thái Sơ đế quân, còn có Huyết Ma đế quân đã nhận ra đế ngấn biến mất. Bọn hắn thân ở chiến trường, đương nhiên biết đang xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ đế quân bị lưu đày. Đế quân thiện chiến nhất, hung tàn nhất, cũng có thể chống lại Chu Tước nhất, Bạch Hổ lại bị lưu đày tới sâu trong vũ trụ. Cái này không chỉ là tương đương tuyên cáo vận mệnh của Bạch Hổ đế tộc, không thể nghi ngờ cũng là tuyên cáo vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì, Khương Phàm sắp trở về. Tên điên Khương Phàm kia, muốn giết trở lại rồi. Huyền Vũ đế quân mãnh liệt đong đưa chiến khu, bi phẫn gầm thét. Thái Sơ đế quân, di chuyển đến hướng Tây. Cực Thái Sơ đế quân không có phản bội. Cực Long đế cùng Hắc Ma đế quân không có phản bội. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, nhanh đi. Huyền Vũ đế quân không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể đánh cược lựa chọn đế quân khác. Nếu như đế quân khác thỏa hiệp, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như đế quân khác không có, chiến cuộc hôm nay còn có hy vọng lật bàn. Con rùa già ngươi xem thường ai đây? Khương Thương pháp lệnh tự nhiên, kéo lấy bầu trời, để minh mông thiên địa đều đặt vào khống chế. Hắn giống như du tẩu ở giữa thế gian, muốn đi đâu thì đi đó, sơn hà rừng rậm đều theo ý niệm mà tùy tiện di chuyển. Thái Sơ đế quân thì giống như bị vây ở chỗ này, mặc kệ chạy đến phương hướng nào, cuối cùng đều trở lại tại chỗ. Cho nên, cục diện chiến trường chỗ này chính là, Thái Sơ muốn thoát khốn, trừ phi là giết Khương Thương, hoặc là Khương Thương chủ động cho đi, hắn muốn đè ép Khương Thương xông ra mấy chục vạn dặm về hướng Tây. Nằm mơ! Thái Sơ có thể thoát khốn sao? Thái Sơ có thể giết Khương Thương sao? Càng là nằm mơ! Bởi vì Khương Thương không chỉ là đế mạch cùng thần mạch kết hợp, càng là khống chế hai loại pháp tắc, đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Huống chi, Khương Thương còn có tinh linh đế quân đang hiệp trợ. Hư không đế quân, thả ta rời khỏi. Huyền Vũ đế quân giãy giụa kịch liệt, tức giận gào thét. Phần thiên thần hoàng khát máu hiếu chiến, không phải người thừa kế lý tưởng của ngươi. Nếu hắn có thể thắng được cuộc chiến thiên khải, chắc chắn sẽ đốt ngọn lửa chiến tranh đến khắp bát châu thập tam hải. Toàn bộ thế giới đều sẽ không được an bình. Hư không đế quân, hôm nay nếu như ngươi đang bảo vệ Thương Huyền, thì chính là tai họa thiên hạ. Ngươi, mới là tội nhân thời đại. Ầm ầm, cánh cửa hư không tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiều dâng trăm ngàn nặng, tiếp tục trấn áp, lấy hành động thực tế triển hiện thái độ của mình. Kiên trì, kiên trì, đều cho ta chịu đựng. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liều mạng thôi động cánh cửa hư không. Cũng đang thét lên ra lệnh các thần ma khác tiếp tục tăng cường thế công. Chúng ta còn có thể đi. Chúng ta nhất định phải đi. Các ngươi là muốn tương lai tự mình cảm tạ sự liều mạng hôm nay, hay là tương lai hối hận chính mình hôm nay từ bỏ. Một trận chiến cực kỳ quan trọng, cho chính chúng ta, cho Thương Huyền, cho chúng sinh. Kiều Vô Hối, Khương Diễm và rất nhiều người đều nhao nhao gầm thét lên ủng hộ cho chính mình, cũng ủng hộ cho người bên cạnh. Bọn hắn đều thiêu đốt tiềm lực. Điên cuồng phóng thích, không quan tâm mà nhấc lên cuồng chiều năng lượng sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài bạo kích Huyền Vũ đế quân. Huyết Ma đế quân, Thái Sơ đế quân, chúng ta không thể thua, chúng ta thua không nổi. Huyền Vũ đế quân điên cuồng bạo tẩu, minh mông đế uy một lần lại một lần phát động cánh cửa hư không.
Nếu như chúng ta thua ở nơi này, thua trận không chỉ là mạng của chúng ta, danh uy 30.000 năm của chúng ta, còn có đế tộc phía sau chúng ta, đại lục chúng ta khống chế. Chúng ta, không thể thua. Danh con, cút ngay cho ta. Thái Sơ đế quân cuồng loạn bộc phát, trực tiếp hóa thân thành vòng xoáy chôn vùi, điên cuồng mở rộng phạm vi. Thâm không bạo động, hệ thống thế giới vặn vẹo, lôi đình như xiềng xích màu đen tràn ngập đất trời phá vỡ tự nhiên lĩnh vực, rót vào vòng xoáy chôn vùi, tiếp tục tăng lên uy lực cùng phạm vi của chôn vùi. Nhưng, Khương Thương cùng tinh linh đế quân liên thủ, cũng là tư thế không thèm đếm xỉa, điên cuồng pháp lệnh tự nhiên, diễn biến sơn hà hoàn toàn mới, chấn áp phạm vi chôn vùi. Huyết ma đế quân điên cuồng gào thét, kiệt lực giãy giụa, hắn cũng biết hôm nay thua không nổi, nhưng thật sự là không có cách nào. Huyết hải cùng tứ chi đều bị thôn phệ, thân thể tàn phế lại bị hồng mông thiên bia quấy nhiễu, khó mà phát huy ra huyết ma đại đạo chân chính uy lực, đến mức triệt để lâm vào bị động. Rốt cuộc cũng, thiên khải hỗn loạn tiếp tục hơn 3 giờ sau khi, Đông Hoàng Như Ảnh cuối cùng Khương Phàm mang về chiến trường. Thiên hậu, rút lui. Khương Phàm đuổi giết vũ trụ, liệp thần thương tiếng oanh minh kịch liệt, như long trời lở đất vang vọng trong thâm không. Bạch hổ đế quân đã rời xa thế giới này, sát lục pháp tắc của thế giới tận về liệp thần thương. Đạo ngấn trong trong ngoài ngoài trên liệp thần thương toàn diện thức tỉnh, dẫn dắt sát phạt pháp tắc của thế giới, hấp thu sát lục cuồng chiều trên chiến trường, như là tuyệt thế đế quân khôi phục, trong chốc lát diễn biến ra đạo ngấn không gian, khóa chặt huyết ma đế quân. Huyết ma, tế thiên. Cuối cùng huyết ma đế quân vẫn tới mức độ này, binh giải. Trừ huyết ma tộc phân hóa bên ngoài, đây là truyền thừa nghịch thiên nhất. Nhưng đây tuyệt đối không phải bí thuật đáng kiêu ngạo gì, bởi vì binh giải mang ý nghĩa chạy trốn. Mà, huyết ma đế quân bây giờ chỉ còn thân thể, không chỉ có tứ chi và huyết triều bị thôn phệ, ngay cả trái tim cũng đã bị mất, cho nên uy lực binh giải nhất định không hề cường đại như tưởng tượng. Tuy nhiên đến vấn đề đế quân, cái gọi là tế hiến tương đương với quy mình về hệ thống thế giới, cho nên thoát thân không có bất kỳ lo lắng gì. Rút lui. Chương 3076 Đại chiến huyền vũ 1. Hồng hoang thiên long điên cuồng thôi động hồng mông thiên bia, diễn biến thế giới hồng mông thần bí, bóp méo thời gian cùng không gian, quấy nhiễu đại đạo cộng minh, cho thiên hậu, lý dần, hồng võ thiên thần tranh thủ thời gian. Huyết ma đế quân vừa bi phẫn vừa đau đớn, dứt khoát tuyệt nhiên toàn diện dẫn bạo. Bạo động trong chốc lát chiếu đỏ lên vũ trụ hắc ám vô biên, sôi trào lên huyết dịch kinh khủng. Không thua gì nửa đế quân tự bạo, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt đã phá hủy hồng mông lĩnh vực của hồng hoang thiên long, khiến nó vỡ nát ngay tại chỗ, cho dù thiên hậu, lý dần, hồng võ thiên thần vừa mới chạy trốn, cũng đều bị huyết triều bao phủ. Trận bạo động này không chỉ là có uy lực và năng lượng khủng bố, càng quan trọng hơn là trùng kích đối với huyết mạch, cơ hồ chính là hủy diệt. Huyết ma đế quân chạy trốn. Để lại bọn người thiên hậu trọng thương sắp chết. Huyết ma đế quân chạy trốn. Triệt để từ bỏ đế khu, chỉ chạy đi linh hồn cùng huyết linh châu mệt mỏi. Thôn thiên ma hoàng, trấn áp huyền vũ đế quân. Lúc này Khương Phàm thay đổi tuyến đường, không lo được quan tâm bọn người thiên hậu, hắn nắm liệp thần thương sát phạt ngập trời ở trong tay, cường thế đánh về phía Thái Sơ đế quân. Đáng chết, đáng chết. Thái Sơ đế quân muôn vàn lần không muốn, có mọi loại khuất nhục, nhưng nhìn thấy Khương Phàm giết tới, hắn biết nếu mình không lựa chọn thì sẽ phải chết ở chỗ này thật. Cho nên, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, mở mồm nhưng đều không nói gì, yên diệt hắc động mãnh liệt cuồn cuộn, dung nhập mình vào thế giới, triệt để tự biến mất thiên khải chiến trường. Thái Sơ đế quân, người chết không yên lành. Huyền vũ đế quân đột nhiên biến sắc, chạy. Mẫu thân nó, hắn chạy. Đây là chiến trường đế cấp, tôn nghiêm tối thiểu nhất đâu. Chạy. Khương Thương đều không có nghĩ đến vừa rồi còn đánh kích tình bành trướng như vậy, đảo mắt đã chạy. Giết huyền vũ. Khương Phàm không có truy kích, chạy càng tốt hơn, đó chung quy vẫn là yên diệt đế quân, ép mắt chuyện gì cũng đều làm ra được, hiện tại bọn hắn có thể tập trung tinh lực, còn có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, vây bắt huyền vũ đế quân. Toàn bộ lui ra, chỉnh đốn lại. Khương Thương, theo ta giết huyền vũ. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, lấy lăng thiên thuật đuổi giết huyền vũ đế quân. Bên trái là vạn kiếp môn, bên phải là liệp thần thương, phân biệt bạo động. Sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng hệ thống thế giới. Rút lui. Bọn người Kiều Vô Hối thật đã đến cực hạn, không chỉ có liên tục tiêu hao, càng nhận lấy hải triều bạo kích từ huyền vũ đế quân, vô cùng suy yếu, còn bị trọng thương.
Một tiếng này la lên tới thật sự là kịp thời. Các ngươi rút lui, chúng ta đánh một kích cuối cùng. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, cuồng loạn phóng thích. Mái tóc dài bọn hắn bay loạn, gương mặt dữ tợn, thân thể gầy gò nhanh đến nỗi mắt trần cũng có thể thấy được, nhưng tiềm lực đồng tiến kịch liệt bộc phát, thôi động đồ đằng nguyên thủy, kích phát nguyên lực hư không, cường thế đánh thẳng vào cánh cửa hư không. Hư không đế quân bên trong cánh cửa hư không kích phát lực lượng pháp tắc, tụ tập năng lượng không gian từ hệ thống thế giới, không ngừng liên tục hình thành sóng chiều hư không, tràn ngập đất trời bạo kích Huyền Vũ đế quân. Đánh thẳng vào hài cốt, kích động nội hải, càng chấn áp Huyền Vũ đế quân với chiến khu nguy nga đang điên cuồng dẫy giụa. Ầm ầm. Khương Phàm bay lên giết tới, ngang nhiên đụng vào sóng chiều hư không, liệp thần thương oanh minh kịch liệt, như vạn dân gầm thét, vang vọng trên chiến trường. Vạn kiếp môn mãnh liệt cuồn cuộn, như đất trời sụp đổ, thế giới tận thế. Sát lục pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tai nạn pháp tắc bên trong hệ thống thế giới, nhao nhao nhận lấy dẫn dắt. Giết! Khương Phàm cuồng dã nhấc lên, cường thế đánh ra liệp thần thương. Liệp thần thương tăng vọt quy mô, dài đến ngàn trượng, sôi trào sát lục pháp tắc, càng dẫn dắt tai nạn cùng hủy diệt pháp tắc, lấy sát huy vô địch chấn vỡ nát không gian, đánh về phía Huyền Vũ đế quân. Ba loại pháp tắc cực hạn va chạm giao hòa vào nhau, dẫn phát hình ảnh không gian sụp đổ, thần ma vẫn lạc, vạn dân gào thét tuyệt vọng, càng mang đến uy áp kinh khủng tràn ngập 10 vạn dặm sơn hà. Bọn người Kiều Vô Hối vừa mới rút lui đều suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, giống như là tuyệt vọng chờ đợi diệt tuyệt. Huyền Vũ đế quân phát giác được nguy cơ, nhưng thân thể bị cánh cửa hư không chấn áp toàn diện, ngay cả cái đầu đều không thể rụt về lại. Bước ngoặt nguy hiểm. Chỉ có thể điên cuồng thôi động nội hải nhấc lên bạo động trồng chất, liên miên bất tuyệt, phóng thích hàng tấn chiều cường cuồng lực. Ầm 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 ầm. Liệp thần thương cường thế giết tới, liên tiếp phá phòng ngự, tàn nhẫn xuyên qua đầu của hắn. Huyền Vũ đế quân từ đầu đến cuối vẫn nâng cao cái đầu đang đổ máu vẩy ra, bỗng nhiên chìm xuống, bị vô tình đính trong địa tầng cứng cỏi, lực xuyên qua kinh khủng cơ hồ để đầu nó vỡ nát, hủy diệt tuyệt vọng, tai nạn pháp tắc rót vào trong đầu, trùng kích ý thức, tàn phá chiến khu. Rút lui. Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả khác cũng không chịu được nữa, theo bạo tạc đưa tới đế uy, tiến đụng vào cánh cửa hư không, toàn diện rút lui về phía sau. Sơn Hà Đại Táng. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, vô tình đạp nát mặt đất, ý thức xuyên suốt Sơn Hà vô tận, đế uy khuấy động pháp chỉ thiên đạo. Trước đó có bọn người Kiều Vô Hối đều ở chiến trường, hắn không có cơ hội thi triển. Bây giờ chiến trường đã hoàn toàn rơi xuống phạm vi khống chế của hắn. Tự nhiên không còn ràng buộc nữa. Huyền Vũ đế quân giãy giụa mãnh liệt, nhưng liệp thần thương lại xuyên qua đại địa, đóng đinh đầu nó, càng phá hủy nội tâm nó, dẫn phát lấy tuyệt vọng cùng đau đớn, trong lúc nhất thời căn bản là không thoát thân ra được. Ầm ầm. Ý thức của Khương Phàm cuồn cuộn trong sơn hà, phạm vi từ trăm dặm đến ngàn dặm đến vạn dặm, lại đến ba vạn dặm. Năm vạn dặm, tám vạn dặm, mười vạn dặm, mười lăm vạn dặm. Chương 3077 Đại chiến Huyền Vũ 2. Cảnh giới biến đổi, đế uy bộc phát, để hắn khống chế đối với Sơn Hà Đại Táng đã đạt đến trình độ khủng bố. Cái truyền thừa táng diệt lĩnh ngộ ban sơ này, cũng làm bạn từ đầu đến cuối, tại chiến trường thiên khải cực kỳ quan trọng đã phát huy ra uy lực và năng lượng siêu tuyệt không có gì sánh kịp, phạm vi cuối cùng đạt tới 30 vạn dặm. Hàng trăm rừng rậm, hoang mạc đếm mãi không hết, dãy núi liên miên bất tuyệt. Thậm chí là nội hải mãnh liệt lao nhanh, cùng hơn 20 tòa đế thành phân tán bên trong phạm vi này, đều khắc đặt vào ý thức khống chế của Khương Phàm. Hắn như là chân chính thương thiên hóa thân, muốn hủy diệt Sơn Hà rộng lớn. Đây là tại thiên khải chiến trường cứng rắn, nếu như ở hạ giới, Sơn Hà Đại Táng bộc phát cực hạn chỉ sợ có thể hủy diệt 50 vạn dặm, tương đương với nửa đại lục. Khương Phàm cường thế dẫn dắt tất cả năng lượng trong 30 vạn dặm, tiến hành hội tụ cùng cô đọng. Một loại sóng chiều táng diệt rung động thiên khải, chúng sinh tuyệt vọng cuồn cuộn xung quanh hắn. Uy lực và năng lượng của Khương Phàm tiếp tục cuồn cuộn nhanh chóng mạnh hơn thực lực tân tấn đế cảnh, về vấn đề trùng kích thì là càng kinh khủng hơn. Huyền Vũ đế quân giãy giụa mãnh liệt, cuối cùng không tiếc gì mà chấn vỡ nát đầu, cường thế thoát khốn. Nhưng, Khương Phàm ngưng tụ sóng chiều táng diệt trong 30 vạn dặm giáng lâm xuống, sau đó vô tình nuốt sống hắn, triệt để áp chế, tầng tàn nhẫn trà đạp ở sâu trong địa. Huyền Vũ đế quân có được mai rùa cứng cỏi, danh xưng phòng ngự mạnh nhất thế gian, nhưng trong cuồng chiều táng diệt mang theo khí tức thời gian thần bí, giống như là muốn triệt để mai táng nó, để thân thể của nó mục nát tàn lụi.
nhưng điều kinh khủng thật sự là, Sơn Hà Đại Táng trùng kích đối với nội hải trong thân thể Huyền Vũ Đế Quân. Phạm trù, sông, trong Sơn Hà Đại Táng, đương nhiên bao gồm cả biển, trong nó. Nội hải cuồn cuộn, cơ hồ không bị khống chế, giống như là muốn nổ tung toàn bộ bất cứ lúc nào. Sóng triều táng diệt kinh khủng kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ này đối với Huyền Vũ Đế Quân mà nói so với 100.000 năm đều là dày vò hơn, đều muốn đau đớn. Áo giáp mục nát, nội hải bạo động, nó đau khổ dẫy giụa, lại tiếp tục trầm luân. Giống. Huyền Vũ Đế Quân chật vật giết ra phế tích, chiến khu vạn trượng nguy nga thẳng tắp, phát ra khí lãng ngập trời, nhưng, mai rùa cứng rắn đã không còn sáng bóng, nội hải dung chuyển đã tiêu hao rất lớn. Nó cố nhịn đau khổ, điên cuồng khống chế diễn biến sinh cơ, đoàn tụ cái đầu mới, tiếp tục chiến đấu. Đổi ta. Khương Thương chỉnh đốn trong ngắn ngủi, cũng giết đến chiến trường, hai cánh bạo kích, pháp lệnh bầu trời, ngưng tụ thiên khung đại ấn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên người Huyền Vũ Đế Quân. Lấy thiên khung pháp tắc hội tụ thiên khung đại ấn, như là bầu trời thật sự đổ sụp, uy áp cực hạn chấn vỡ nát mấy vạn dặm phế tích. Để Huyền Vũ Đế Quân vừa mới thoát khốn ầm vang nằm sát xuống đất, cái đầu hoàn toàn mới vừa mới ngưng tụ ra đều theo đó mà va chạm mặt đất. Lấn ta quá đáng. Huyền Vũ Đế Quân nổi giận gào thét, năng lượng toàn thân bạo động, cuồng lực cuồn cuộn, quả thực là đã chống đỡ được đại ấn này, diễn biến ra trọng quyền biển động, cuồng kích tám phương, nện bước chân nặng nề, nghênh chiến Khương Thương. Khương Phàm nhanh chóng lui đến nơi xa chỉnh đốn điều dưỡng, cầm liệp thần thương trong tay sẵn sàng chiến đấu. Hắn không tiếp tục vội vã ra tay, mà là hoàn toàn giao chiến trường cho Khương Thương. Chiến đấu như vậy cũng không phải có thể gặp phải bất cứ lúc nào đều. Mặc dù Huyền Vũ Đế Quân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là siêu cấp chiến rùa 30.000 năm, trình độ phòng ngự càng là có thể xưng là đỉnh cấp thế gian, quan trọng nhất chính là nó đã bắt đầu nổi điên, còn có thể bộc phát ra ý chí đồng quy vô tận, dùng để ma luyện Khương Thương không có gì thích hợp bằng. Khương Thương, hung hăng đánh cho ta. Ta đều đã đánh phế đi cho ngươi, ngươi còn không đánh chết, có lỗi với hai loại pháp tắc của ngươi. Khương Phàm kích thích Khương Thương, kích thích hắn kiêu ngạo. Hỗn đản, các ngươi coi ta là cái gì? Huyền Vũ Đế Quân tức giận không kiềm chế được, hỗn đản này coi nó là cái gì rồi? Khương Thương, đánh đi, tất cả mọi người đang nhìn đây. Không phải ngươi muốn kích tình sao? Không phải ngươi muốn chiến đấu sao? Ta cho ngươi, nắm chặt cho ta. Khương Phàm không ngừng tới gần chiến trường, lớn tiếng kích thích Khương Thương, cũng mang đến áp bách cho Huyền Vũ Đế Quân. Tinh Linh Đế Quân khẩn trương chú ý, mặc dù quả thật Huyền Vũ Đế Quân đã bị trọng thương, nhưng đây chung quy vẫn là Huyền Vũ Đế Quân. Cần chúng ta phối hợp không? Đông Hoàng Như Ảnh mệt mỏi đi đến bên cạnh Khương Phàm, mặc dù Khương Thương rất mạnh, nhưng muốn giết Huyền Vũ Đế Quân, chỉ sợ không thực tế. Trừ phi bọn hắn cố ý chế tạo mấy cái ngoài ý muốn. Xin mời Hư Không Đế Quân, bảo vệ Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế. Khương Phàm nhỏ giọng an bài. Cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Là quấy nhiễu, hay là bảo vệ? Bảo vệ. Khương Phàm khẳng định đáp lại. Chàng muốn. Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn chất vấn, lại đột nhiên tỉnh ngộ. Huyền Vũ Thái Tổ cứ như vậy chết đi thật sự rất đáng tiếc, nếu như chống đỡ lôi kiếp, hoàn thành biến đổi, đó chính là đế quân hoàn toàn mới. Đến lúc đó, bọn hắn hẳn là có thể chém giết Huyền Vũ Đế Quân, có thể tiếp tục luyện binh, cũng có thể tiếp tục trấn áp. Cứ như vậy, chẳng khác nào bọn hắn đạt được di hài hai tôn đế quân. Đây coi là cái gì? Lợi dụng phế vật. Mạch não của gia hỏa này quả nhiên cùng không giống với người bình thường mà. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Hắn bị thương nặng, cơ hội thành công cũng không lớn lắm. Kích thích hắn. Dùng niềm tin cứu vớt Huyền Vũ Đế Quân và cứu vớt Huyền Vũ Đế Tộc đi kích thích hắn. Bước hắn vào chỗ chết, bây giờ hắn tiếp nhận thiên kiếp, nghĩ không ra cấp độ quá sâu, khẳng định sẽ buồn bực, đánh cực mệnh ngạnh kháng vọt mạnh. Chương 3078 Thái Tổ xưng đế. Hắn muốn biến đổi, cần phải 2-3 ngày, nhưng Hắc Ma Đế Quân và Long Đế, còn có Thái Sơ Đế Quân đã đến, sớm nhất đều có thể là ngày mai. Bọn hắn dám đến sao? Ta cược bọn hắn nửa đường đã trở về. Tại thời điểm Khương Thương ác chiến Huyền Vũ Đế Quân, ba người Đông Hoàng Như Ảnh khống chế cánh cửa hư không, chuyển rời đến đỉnh Đăng Thiên Kiều. Lúc này Huyền Vũ Thái Tổ đang thừa nhận lôi kiếp bạo kích thảm liệt. Lôi chiều tràn ngập đất trời bao phủ lấy hắn, tàn phá lấy hắn, dày vò lấy hắn. Lúc trước hắn e ngại lên trời,
bây giờ bị cưỡng ép tiến lên, càng tuyệt vọng bối rối, kinh khủng bạo kích để hắn lúc nào cũng có thể từ bỏ. Huyền Vũ Thái Tổ, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Từ bỏ đi. Đông Hoàng Như Ảnh đến sau, không có trực tiếp cổ vũ hắn đột phá, mà là phương pháp trái ngược. Bạch Hổ Đế Quân bị ném vào Thương Huyền Đại Lục, xúc động đế ngấn, đã lưu vong thâm không. Huyết Ma Đế Quân bị thân phận nổ nát vụn, binh giải chạy trốn. Thái Sơ Đế Quân thấy tình thế không ổn, đã rời khỏi. Bây giờ Thiên Khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng đế quân của ngươi. Thanh âm Đông Hoàng Như Ảnh truyền vào lôi bạo triều dâng, kích thích Huyền Vũ Thái Tổ. Ý chí Huyền Vũ Thái Tổ gần như sụp đổ, suýt chút nữa sụp đổ, thảm liệt lôi triều để hắn liên tục lui hai tầng, hư vô chiến khu kịch liệt phồng lên, như là muốn nổ tung. Trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh siết chặt, thật sợ gia hỏa này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Kiềm chế một chút, ổn định. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại tranh thủ thời gian nhắc nhở, tuyệt đối đừng biến khéo thành vụng. Đây chính là một siêu cấp tiệc tùng sắp xưng đế nha. Đông Hoàng Như Ảnh thoáng an tĩnh, mới nói. Bây giờ Thiên Khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng đế quân các ngươi, cũng đều bị khốn trụ, không chỗ có thể trốn. Bọn người Khương Phàm đang thay phiên tra tấn Huyền Vũ Đế Quân, tôi luyện chiến kỹ, tiêu hao năng lượng, bất cứ lúc nào có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Mà ngươi, chúng ta đang vây xem tang lễ của ngươi. Các ngươi thật sự là một tên thảm hơn so với một tên. Huyền Vũ Đế tộc cao ngạo vậy mà hủy ở trên tay các ngươi. Huyền Vũ Đại Lục muốn đổi tên. Huyền Vũ Đế tộc muốn xuống dốc. Đông Hoàng Như Ảnh nói xong, ra hiệu Đông Hoàng Càn đuổi theo, không thể tự kiềm chế làm đơn độc. Đông Hoàng Càn xoay động nhãn châu, lập tức lĩnh ngộ, cố ý ha ha cười lạnh. Nếu như ngươi có thể xưng đế, có lẽ có thể cứu Huyền Vũ Đế quân, nếu như ngươi có thể xưng đế, có lẽ có thể trốn về đế thành, bảo toàn đế tộc. Đáng tiếc, nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của ngươi, ngay cả đuôi rắn đều nát, ngươi dứt khoát từ bỏ đi. Huyền Vũ Thái Tổ bao phủ trong lôi triều, đau đớn không chịu nổi, tuyệt vọng đến sụp đổ. Nhất là sau khi nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến trào phúng, vì phẫn hận không thể rời khỏi Đăng Thiên Kiều, trực tiếp cùng đám người kia tự bạo. Đường đường Huyền Vũ Đế tộc, lại muốn xuống dốc rồi. Huyền Vũ Đế quân cao ngạo vậy mà thảm tao bị chà đạp. Sau này giữa thiên địa, còn có thể lại có Huyền Vũ sao? Thẳng đến, thanh âm khác bay vào. Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên bừng tỉnh, hắn đang ở trên Đăng Thiên Kiều, đang nghênh đón thiên kiếp, đang phát sinh biến đổi. Mặc dù tình cảnh đáng lo, lúc nào cũng có thể tử vong, nhưng nếu như thành công? Nếu như thành công thì sao? Bọn người Khương Phàm vẫn đang, chà đạp, đế quân, nói rõ đế quân không chết được. Đế quân có phòng ngự khủng bố, cũng hẳn là không bị giết chết. Nếu như mình có thể đột phá liền có thể liên thủ, cứu vớt đế quân, trốn về đế thành. Nói không chừng đế quân còn đang mong mỏi mình đột phá. Chỉ cần trốn về đế thành, bọn hắn xong đế thủ vững, Khương Phàm đừng nghĩ đột phá phòng ngự, lại tổn thương đến bọn hắn. Không sai. Chính là như vậy. Chỉ cần ta đột phá, đế quân liền có thể sống. Chỉ cần ta đột phá, đế tộc cũng sẽ bất diệt. Ta nhất định phải đột phá. Ta muốn cứu vớt đế quân, ta muốn cứu vớt đế tộc. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ Đế tộc cứ như vậy bị hủy ở thời đại này. Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên cảm giác được cảm giác thức trách nhiệm cùng sứ mệnh trước nay chưa từng có ý, càng có tín niệm cùng nghị lực đột nhiên bộc phát từ sâu trong linh hồn. Giống. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt đong đưa chiến khu, hướng về Đăng Thiên Kiều khởi xướng trùng kích, khiêng lôi kiếp, hét giận giữ lôi kiếp. Cái gì đều mặc kệ. Buông tay đánh cược một lần. Hướng chết mà sinh. Hoặc là, ta chết. Đế tộc diệt tuyệt, hoặc là, ta sống, đế tộc hưng thịnh, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh âm thầm phấn chấn, vậy mà thật tạo nên tác dụng. Đông Hoàng Toại nhắc nhở, đừng vui mừng quá sớm, thân thể hắn bị trọng thương đi đến Đăng Thiên Kiều, bất kỳ vô ý gì đều có thể thất bại trong gang tấc. Đông Hoàng Càn nói, không nên coi thường tín niệm cùng ý chí, bây giờ hắn không phải là vì mình lên trời, mà là cho đế quân hắn, cho đế tộc hắn. Vì liệt tổ liệt tông hắn, hắn có vô số lý do không thể nào bại. Đông Hoàng Toại nói, ý chí có thể kích thích nhất cổ tác khí, chưa hẳn có thể làm cho hắn đối kháng đến cuối cùng. Đông Hoàng Càn trợn trắng mắt. Ngươi giờ dám tranh cãi với cùng, ta thấy ngươi sau khi thành thần đã không còn tôn trọng ta. Dịch chuyển khỏi đây cho ta, giữ vững khoảng cách nửa bước. Đông Hoàng Toại dở khóc dở cười. Thần tôn, ta chỉ là luận chuyện,
chúng ta còn không thể chủ quan, cần tiếp tục kích thích khi thời điểm thích hợp. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận quan sát nói. Cũng đừng xem nhẹ Huyền Vũ Thái Tổ, hắn áp chế mấy ngàn năm hư hóa, không phải thực lực không đủ, trèo lên không được trời, mà dưới cục diện trước đó, nếu như hắn lên trời, tất lọt vào đế quân khác quấy nhiễu, cửu tử vô sinh. Hắn áp chế mấy ngàn năm, không phải không lắng động mấy ngàn năm, hắn hoàn toàn có tư chất lên trời. Mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng kích phát tín niệm bổ sung, tỷ lệ thành công vẫn có thể có 7 phần trở lên. Chương 3079 Đại Thắng Thiên Khải 1. Đông Hoàng Càn liếc mắt Đông Hoàng Toại. Nghe một chút, học tập một chút, đừng luôn muốn cải giống, phải biết phân tích, Như Ảnh, nói rất hay. Đông Hoàng Toại há miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, còn có thể làm gì. Cùng lúc đó, Bắc Thái Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế vượt qua bầu trời lần lượt đứng bên ngoài hơn 300.000 dặm. Không đến một ngày, bọn hắn trọn vẹn đi hơn 30 vạn dặm, đây không thể nghi ngờ là mức cực hạn của đế cảnh, nhưng bây giờ, bọn hắn ngừng. Bởi vì bọn hắn không cảm giác được huyết ma đế quân. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được Thái Sơ Đế Quân rời khỏi Thiên Khải. Xung quanh Đăng Thiên Kiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Đế Quân rõ ràng rời khỏi, vì sao sát lục pháp tắc còn đang bạo động? Hai cỗ đế cảnh hoàn toàn mới là ai? Lôi kiếp Đăng Thiên Kiều lại đang thẩm phán ai? Bọn hắn càng sốt ruột, càng muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn thật khẩn trương hơn. Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong. Huyết Ma Đế Quân sống chết không rõ. Thái Sơ Đế Quân rút lui Thiên Khải chiến trường. Chỉ còn lại có Huyền Vũ Đế Quân đang kiên trì. Rốt cuộc là kiên trì, hay bị khốn trụ. Ba vị đế quân bọn hắn dừng ở khu vực khác nhau, nhìn ra phương hướng Đăng Thiên Kiều xa xa, trong bất chi bất giác. Vậy mà từ sâu trong nội tâm cuồn cuộn ra một cỗ cảm giác hồi hộp trước nay chưa từng có. Đăng Thiên Kiều nơi đó còn chiếm cứ dòng dã 4 cỗ đế uy, cũng mang ý nghĩa Huyền Vũ Đế Quân đang lọt vào trấn áp, càng mang ý nghĩa. Kết thúc. Chiến đấu nơi đó, kết thúc. Bọn hắn còn chưa tới nơi đó, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền kết thúc. Tràng chiến dịch này thế nhưng có thể trực tiếp quyết định cách cục thiên hạ. Bọn hắn rất muốn tiếp tục xông về phía trước, lại không cất bước nổi. Đã kết thúc, còn có thể thế nào? Gửi hy vọng ở Huyền Vũ Đế Quân có thể chống đỡ được vây bắt. Nhưng 30 vạn dặm sơn hà, bọn hắn đi đường còn muốn một ngày mới đến. Coi như Huyền Vũ Đế Quân có thể chống đỡ được, lại là cái dạng bộ dáng bi thảm gì? Lui sao? Lui về đế thành, chờ đợi bọn hắn lại là cái gì? Không lâu sau đó, Bắc Thái Đế Quân động, tiếp tục xông về phía phương hướng Đăng Thiên Kiều. Sau khi Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế phát giác được, cũng chạy về phía trước, nhưng ngắn ngủi sau vài trăm dặm, bọn hắn cuối cùng vẫn ngừng. Bắc Thái Đế Quân phát giác hai vị đế quân khác dừng lại, ra đầu lại cứng rắn tiếp tục vọt lên mấy vạn dặm, nhưng hai vị đế quân khác từ đầu đến cuối không động, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Kỷ nguyên năm 26, ngày mùng 2 tháng 1. Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, lần lượt lui về, trở về đại lục của mình. Bắc Thái Đế Quân ngừng chân đến đêm khuya, cũng cuối cùng trở về. Ba vị đế quân, bỏ dở nửa chừng, để Thiên Khải chiến trường lại không lật bàn hy vọng. Ngày mùng 3 tháng 1, sáng sớm, trải qua hai ngày vây bắt bạo kích, Huyền Vũ Đế Quân cuối cùng bị đánh xuyên mai rùa cứng cỏi, tàn phá đại dương mênh mông. Khương Phàm hóa thân phần thiên luyện lô, điên cuồng dung luyện Huyền Vũ Đế Quân. Ngày mùng 4 tháng 1, trải qua bọn người Đông Hoàng Như Ảnh kích thích cùng chỉ dẫn. Huyền Vũ Thái Tổ cuối cùng tại Đăng Thiên Kiều cao ngạo xưng đế. Nhưng không đợi lôi đình tản ra, vận sức chờ phát động Khương Thương cùng ngắn ngủi tu dưỡng tinh linh đế quân, liên hợp khởi xướng vây bắt, đánh hắn vào vũ trụ thâm không. Huyền Vũ Thái Tổ tức giận phản kích, mưu toàn cứu vớt Huyền Vũ Đế Quân, càng ý đồ thoát khỏi Thiên Khải chiến trường, nhưng dưới sự phối hợp của cánh cửa hư không, hắn tất cả phản kích toàn bộ lạc không, cuối cùng bị kiềm chế tại vũ trụ chiến trường, kéo dài trọng thương. Ngày 13 tháng 1, trải qua trọn vẹn 10 ngày điên cuồng dung luyện, Huyền Vũ Đế Quân tất cả kiên trì cùng chống cự rốt cuộc cũng tan rã. Theo linh hồn vẫn diệt, hồn về thế giới pháp tắc hệ thống, tàn phá chiến khu ầm vang ngã xuống, bao phủ bên trong luyện lô. Khương Phàm lập tức đuổi giết vũ trụ chiến trường, dắt tay Khương Thương bọn hắn vây bắt Huyền Vũ Thái Tổ. Ngày 13 tháng 1 cùng ngày, phần thiên luyện lô hoàn toàn mới đứng vững tại vũ trụ. Lần này mục tiêu trấn áp biến thành Huyền Vũ Thái Tổ vừa mới xưng đế. Khương Phàm, ta nhận thua, ta đại biểu Huyền Vũ Đế Tộc, nhận thua. Ta không thể chết,
ta không thể chết. Huyền Vũ không thể nào cô đơn, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Khương Phàm, phần thiên đế quân, ta, nhận thua. Huyền Vũ Thái Tổ tuyệt vọng đến kêu rên, bi phẫn đến rơi lệ. Muôn vàn không muốn, mọi loại không cam lòng, nhưng vì tộc đàn sinh sôi, hắn chịu đựng khuất nhục đau khổ cầu xin tha thứ. Nếu như Huyền Vũ đế tộc xuống dốc tại thế hệ này của bọn hắn thật thật đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bọn người Hồng Võ Thiên Thần cũng hơi nhíu mày, có thể làm cho đế quân cao ngạo kêu khóc, có thể thấy được giờ khắc này hắn là thật sợ. Nhưng không phải sợ chết, mà là sợ tộc đàn xuống dốc. Tình cảnh này, trong lòng của hắn tất cả đều là vì tộc đàn. Khương Phàm dùng lạnh nhạt đáp lễ Huyền Vũ Thái Tổ kêu khóc. Chu tước che trời, dương cánh vạn dặm, liệt diễm đong đưa, phần diệt cửu thiên. Tuyệt thế luyện lô diễn dịch huy lực phần thiên diệt thế, kéo dài bạo kích lấy Huyền Vũ Thái Tổ, tàn phá chiến khu cùng ý chí của hắn. Liệp thần thương xuyên qua mai rùa hắn, một mực định sâu trong luyện lô, để hắn khó mà tránh thoát. Một màn rung động, một màn bi thảm nhất định cho thiên khải chiến trường lưu lại ấn ký không cách nào ma diệt. Ta dùng tinh linh tộc tín dự đảm bảo, Huyền Vũ đế tộc sẽ không xuống dốc. Tinh linh đế quân cuối cùng cũng thiện lương, nhẹ giọng thở dài, âm thanh truyền vào luyện lô. Thương Huyền có Huyền Vũ, theo Khương Phàm lập nghiệp, cùng Thiên Long xưng huynh. Sau chiến đấu thiên khải, hắn toàn diện tiếp quản Huyền Vũ đế tộc. Di cốt khu ả người cùng Huyền Vũ đế quân, cuối cùng sẽ trở thành vốn liếng hắn xưng đế. Thiên khải chiến trường, người cùng Huyền Vũ đế quân bại, nhưng Huyền Vũ đế tộc không có bại. Chương 3080 Đại thắng Thiên Khải 2. Sau Thiên Khải, Huyền Vũ đế tộc mặc dù không phải là đế tộc của các ngươi, nhưng cuối cùng rồi sẽ vẫn là đế tộc, cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Di cốt của các ngươi trước sau hai vị đế quân cũng toàn bộ dùng chi Huyền Vũ đế tộc, tạo nên đế quân hoàn toàn mới. Lời tinh linh đế quân nói truyền vào phần thiên luyện lô, để Huyền Vũ Thái Tổ đang sụp đổ trong tuyệt vọng chuẩn bị đồng quy vu tận cuối cùng đè xuống xúc động. Tội tại đế quân, ta chịu chết. Xin thiện đãi Huyền Vũ đế tộc, thiện đãi Huyền Vũ đế tộc. Huyền Vũ Thái Tổ phát ra gầm thét bi thương, không còn hô cho Khương Phàm, mà là đại vương xa xa. Đại vương không có ngang bướng như thường ngày, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng lại có loại cảm giác chua xót không hiểu. 13 tháng 1, đêm khuya, Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế vẻn vẹn 10 ngày tuyệt nhiên chịu chết tại thâm không luyện lô. Cuộc chiến thiên khải, chính thức kết thúc. Kỷ nguyên năm 26, ngày 18 tháng 1, Khương Phàm tại Thương Huyền Đế Thành, hướng về thiên hạ phát ra tuyên cáo, ở giữa thủy triều truyền khắp Cửu Châu Thập Tam Hải. Cuộc chiến thiên khải, đại thắng kết thúc. Bạch Hổ đế quân lưu vong thâm không, Huyết Ma đế quân binh giải bỏ chạy, Thái Sơ đế quân bại trốn thiên khải. Huyền Vũ đế quân chiến tử thiên khải. Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế tại Đăng Thiên Kiều rồi 10 ngày sau chiến tử. Ta, Khương Phàm, lên trời chứng đạo, biến đổi tân đế. Con ta, Khương Thương, lên trời chứng đạo, biến đổi tân đế. Ngắn gọn tuyên ngôn lại tràn ngập rung động cùng uy nghiêm, như vạn đạo lôi đình, oanh minh thế giới, liên miên bất tuyệt, bền bỉ quanh quẩn. Thế giới an tĩnh nửa tháng lâm vào yên tĩnh càng đáng sợ. Toàn bộ sinh linh tất cả địa khu đều nhìn lên bầu trời, tắm rửa tuyên ngôn, đắm chìm trong hoảng hốt. Thắng! Lại thắng! Đại chiến Thương Huyền, rèn đúc kỳ tích khoáng thế. Thiên khải chiến trường, lần nữa viết lên truyền kỳ. Chiến tích bất bại như vậy để cho người ta rung động đến khó tin. Mà, Bạch Hổ đế quân lưu vong thâm không, Huyết Ma đế quân sống chết không rõ, trước sau hai vị Huyền Vũ đế quân toàn bộ chịu chết, tương đương với dòng giã vận mệnh ba mảnh đại lục bị tuyên án. Khương Phàm xưng đế, Khương Thương xưng đế, còn có tinh linh đế quân phối hợp, càng làm cho Thương Huyền có được thực lực tuyệt đối phán quyết mấy vị đế quân khác. Nhưng, Khương Thương là ai? Đây cũng là tên biến thái chỗ nào xuất hiện? Vậy mà theo sát Khương Phàm xưng đế, cường giả khủng bố như thế, trước đó vậy mà không có tin tức gì. Quá không thể tưởng tượng nổi. Bắc Thái đế quân, Hắc Ma đế quân, Long đế, phân biệt đứng bên trong đế thành của mình, nghe không gian triều cường đưa tới tuyên ngôn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Khương Thương. Ở đâu ra Khương Thương? Nhi tử mới của Khương Phàm. Khương Phàm cùng Khương Thương đồng thời xưng đế. Chẳng lẽ hai cỗ khí tức đế quân hoàn toàn mới chính là bọn hắn? Bọn hắn không có đến Đăng Thiên Kiều Thiên Khải, liền sớm xưng đế. Bọn hắn thế nào làm được? Trong nhận biết của bọn hắn, từ khi Thiên Khải chiến trường xuất hiện đến nay, tất cả bán đế muốn xưng đế, đều muốn đến Thiên Khải chiến trường,
đều muốn đi đến Đăng Thiên Kiều, không có bất kỳ ngoại lệ gì. Kết quả, Khương Phàm mở ra tiền lệ không đến Đăng Thiên Kiều xưng đế. Đây chính là lực lượng chân chính Khương Phàm muốn cùng bọn hắn đến Thiên Khải quyết chiến. Nhưng, Khương Phàm cùng Khương Thương xưng đế vì sao không có gây nên pháp tắc cộng minh, vì sao không làm kinh động đến bọn hắn. Mà, coi như Khương Phàm cùng Khương Thương sớm xưng đế, bọn hắn chỉ là hai đế quân, giết thế nào được Huyết Ma đế quân, giết thế nào Huyền Vũ đế quân, lại như thế nào xử lý Bạch Hổ đế quân cùng Thái Sơ đế quân. Bọn hắn chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Bại, lại bại, không chỉ có bị bại triệt để, còn bị bại không hiểu thấu. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm nhận được nồng đậm khuất nhục. Thật giống như, bọn hắn bị vứt bỏ. Tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, cuối cùng là vì thành tựu Khương Phàm. Nếu không, Khương Thương là ai? Như thế nào xưng đế? Cái này hoàn toàn chính là chuyện không hợp lý, không thực tế, không nên xuất hiện. Nhưng nói những thứ kia đã chậm, Khương Phàm đã xưng đế, Càng Đại đang thống ngự Thiên Khải chiến trường, tiếp theo bất cứ lúc nào có thể binh lâm thành hạ. Mặc dù đế thành bọn hắn vững chắc, càng liên thông hệ thống pháp tắc thế giới, nhưng bọn người Khương Phàm là đội hình ba vị đế quân, với số lượng lớn siêu thần cùng thần linh tổ hợp. Đế thành có thể chống đỡ được nhất thời, không thể nào một mực chống cự thời gian dài. Bọn hắn sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn lại làm gì ứng đối? Bắc Thái đế quân đưa nhìn bốn phía, hướng phương hướng Thái Sơ đế quân. Nhưng ngẫm lại sau khi Thái Sơ đế quân bại trốn, đến bây giờ đều không có cùng hắn liên hệ, hiển nhiên chất vấn thân phận của hắn. Không dám qua nói chuyện hợp tác. Thái Sơ đế quân chỉ sợ gặp cũng sẽ không gặp, huống chi, tình huống bây giờ hợp tác như thế nào? Ai chịu từ bỏ đế thành của mình, tìm đế thành khác nương tựa? Hắc Ma đế quân nhìn về phương hướng Thương Huyền nơi xa, cảm nhận được khẩn trương chưa bao giờ có. Bởi vì hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, trước đó đàm phán rất có thể không phải thật tâm thực lòng, mà là vì gây nên đế tộc nội chiến. Bây giờ cục diện đã định, Khương Phàm càng không cần đồng minh, hắn sống hay chết, toàn do Khương Phàm quyết định. Mà Huyết Ma sống chết không rõ, hắn không có bất kỳ minh hữu có thể hợp tác, chỉ có thể đơn độc ứng đối. Long đế cuộn nằm trong đế thành, khẩn trương suy nghĩ đối sách, cũng cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Bạch Hổ đế quân bị lưu vong. Huyền Vũ đế quân bị chém giết, yêu tộc đã từng cường hãn nhất bá đạo nhất bỗng nhiên xuống dốc đến Long tộc, riêng một ngọn cờ, không có bất kỳ minh hữu gì có thể tín nhiệm có thể hợp tác. Theo Khương Phàm đại thắng Thiên Khải, vận mệnh Long tộc đã như mạng sống treo trên sợi tóc, nhưng Long tộc cao ngạo há có thể khuất nhục dưới áp bách. Chương 3081 chủ động xuất kích. Khương Phàm không để cho Hắc Ma đế tộc cùng Long tộc đợi lâu, trở lại hư không đế thành tu dưỡng đơn giản liền bắt đầu hành động chinh phạt. Thời gian nếu như kéo đến lâu, tất cả đế quân chỉ sợ sẽ có tâm tư khác, khai thác hành động khác. Nhất là Huyết Ma đế quân, nhất định phải mau chóng xử lý. Ngày 15 tháng 2, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, năm tôn thần hoàng, giáng lâm Hắc Ma đế thành. Đối với Phượng Hoàng mà nói, bên ngoài Thương Huyền không thể nghi ngờ là tồn tại cấm khu giống như, huống chi là đế thành nguy hiểm. Nhưng lần này, Đông Hoàng Toại trực tiếp đưa bọn hắn đến cửa phía đông của đế thành nguy nga, bọn người Kiều Vô Hối càng không hề cố kỵ sôi trào liệt diễm, nở rộ cường quang, cao ngạo quan sát bọn người Hắc Ma trên cửa thành. Nhìn năm vòng, mặt trời đột nhiên xuất trên không trung, Hắc Ma tộc vậy mà không có bất kỳ một tôn ma nào phát ra tiếng gầm thét đuổi đi. Đế thành an tĩnh, ngàn vạn Hắc Ma khẩn trương chú mục. Hắc Ma tộc cao ngạo chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy không phải tức giận, mà là khẩn trương trước nay chưa từng có. Mặc dù tới chỉ là năm tôn Phượng Hoàng, nhưng, theo Thiên Khải chiến trường ầm vang kết thúc, địa vị Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là tăng mạnh đến không cách nào siêu tuyệt, nói là thẳng mức vượt qua cả Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đã xem như hàm súc. Mà bọn hắn giáng lâm, không thể nghi ngờ là mang đến thẩm phán của phần Thiên Đế quân. Mời! Hắc Ma Đế quân đè ép khuất nhục, tự mình phát ra lời mời. Thanh âm trầm thấp như lôi đình cuồn cuộn, quanh quẩn khắp đế thành mênh mông, nói không hết uy nghiêm, lại như cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng đất trời, kiêu ngạo không hết. Nhưng dùng chữ, xin mời, lại vẫn cứ là khách sáo đơn giản cũng không phải lễ phép. Đã hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, lại không kém phong độ, còn biểu đạt ý nguyện mình tiến đến, đàm phán. Kiều Vô Hối người khoác bất diệt đồ đằng, lưng đeo thiên phạt thần kiếm, đi đầu đến Hắc Ma đế thành. Khương Diễm, Khương Quỳ,
Khương Qua, Triệu Thời Việt, ở hai bên, mặc giáp trụ đồ đằng, cầm cường binh trong tay. Đây là Phượng Hoàng tộc lần đầu quang minh chính đại đi ra Thương Huyền, càng là Phượng Hoàng tộc đại biểu cho Chu Tước đàm phán đế tộc, bất luận là khí thế hay tư thái, đều tuyệt đối không thể yếu. Hắc Ma đế quân ngồi trên cao trong Hắc Ma đại điện, quan sát năm vị thần linh phía dưới. Phần Thiên đế quân đâu? Ta chỗ này không đáng hắn tự mình tới. Kiều Vô Hối nói. Vô ý mạo phạm, nếu là gia phụ đích thân tới, chỉ sợ Hắc Ma tộc không dám mở cánh cửa phía đông kia. Trong lời nói Hắc Ma đế quân có ý bất mãn, nhưng nếu thật sự là Khương Phàm đích thân đến, chỉ sợ không chỉ là đến đàm phán, mà là đổ thành. Khương Diễm nói. Không biết thê tử của ta phải chăng còn ở đế thành? Thê tử ngươi là ai? Đọa Lạc ma nữ trước đó phụng mệnh đến đây đàm phán, An Minh Hề. Nàng à, còn ở lại chỗ này. Có thể làm phiền đế quân mời đi ra hay không? Phần Thiên đế quân chúng ta chính miệng nói, điều kiện đàm phán bắt đầu là nàng vẫn mạnh khỏe. Nếu như nàng bị ủy khuất, xem tình huống một lần nữa chế định nội dung đàm phán, nếu như nàng không có ở đây, Hắc Ma đế tộc. Chôn cùng. Khương Diễm không có nói thẳng ra hai chữ cuối cùng, chỉ là làm khẩu hình, xem như bảo toàn mặt mũi cho Hắc Ma đế quân. Hắc Ma đế quân không có so đo vấn đề thái độ cùng bọn hắn, ra hiệu tộc nhân trước tiên mang An Minh Hề tới. Không lâu sau đó, An Minh Hề được đưa tới đại điện. Thế nào? An Minh Hề khó nén vui mừng. Nếu bọn người Khương Diễm tới, Thiên Khải chiến trường rất có thể đã thắng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi ra được miệng xác nhận. Đại thắng. Khương Diễm nhìn thấy An Minh Hề hoàn hảo không chút tổn hại, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có hy sinh không? An Minh Hề cuồng hỉ, suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên reo hò. Đều không có trở ngại. Khương Diễm giữ chặt tay của nàng, dùng sức nắm chặt, biểu đạt lo lắng mình. Điều kiện Phần Thiên đế quân. Hắc Ma đế quân may mắn mình không có dung luyện Đọa Lạc ma nữ, nếu không hôm nay thật đúng là kết thúc không tốt. Phần Thiên đế quân xác thực có điều kiện. Hy vọng Hắc Ma đế quân có thể phối hợp. Nếu như các ngươi có thể đồng ý, chúng ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp tác lẫn nhau. Nếu như các ngươi không đồng ý, ba vị đế quân sẽ liên hợp Tây Tiến, đạp diệt Hắc Ma đế thành. Không, cũng có thể là bốn vị đế quân, bởi vì thời điểm chúng ta tới đây, Hồng Hoang Thiên Long đã tiếp Long tộc. Kiều Vô Hối nói xong, hơi dừng lại, mới nói. Đế quân không cần tức giận, đây chính là tình thế bây giờ. Sinh tử tồn vong Hắc Ma đế tộc các ngươi, tất cả do một ý niệm của chúng ta. Hắc Ma đế quân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, mặc dù là hiện thực, nhưng bị một tôn thần linh bộc trực nói thẳng, vẫn rất khó tiếp nhận. Kiều Vô Hối nói, trước khi bắt đầu bàn điều kiện, ta phụng mệnh cùng đế quân giải thích mấy tình huống. Đầu tiên, hư không đế thành đã giáng lâm Thương Huyền. Thứ hai, hư không đế quân dung nhập hư không đế thành, hắn xem như chết rồi, cũng coi là còn sống. Thứ ba, cuộc chiến Thiên Khải, chính là hư không đế quân khống chế cánh cửa hư không, trấn áp Huyền Vũ đế quân. Hư không đế quân. Hắc Ma đế quân hơi biến sắc, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân Khương Phàm thắng được cuộc chiến Thiên Khải. Hư không đế quân vậy mà tế hiến cho cánh cửa hư không. Chẳng phải nói hư không đế quân tương đương với còn sống. Kiều Vô Hối cho Hắc Ma đế quân chút thời gian, để hắn từ từ tiêu hóa, sinh ra, kính sợ, cùng, hổ thẹn, mới tiếp tục nói. Còn chuyện sớm xưng đế, chúng ta tự đào ra một đầu đăng thiên kiều hoàn toàn mới bên trong thượng thương cổ thành, là nguyên thủy đăng thiên kiều thời kỳ hồng hoang ban sơ. Chúng ta không cần đến Thiên Khải chiến trường, liền có thể nghênh đón lôi kiếp tại Thương Huyền. Chương 3082 lấy mạng đổi mạng một. Cái gì? Hắc Ma đế quân bỗng nhiên đứng dậy, còn không có tỉnh táo lại từ bên trong chuyện hư không đế quân, lần nữa bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Nguyên thủy đăng thiên kiều. Không cần đến Thiên Khải, trực tiếp xưng đế tại Thương Huyền. Hắc Ma đế quân gắt gao tiếp cận bọn người Kiều Vô Hối, trong lúc bất chợt cảm xúc cuồn cuộn, mặt đầy tức giận, lại có cỗ xúc động tức miệng mắng to. Tên hỗn đản kia vậy mà không cần đến Thiên Khải lên trời. Mục đích thật sự của kỳ hạn 3 năm chẳng phải là đang đùa bọn hắn. Bọn hắn vậy mà thật giống như đồ đần, cho hắn thời gian 3 năm, lại như đồ đần chạy đến Thiên Khải lặp đi họp mặt. Tên hỗn đản kia hoàn toàn coi bọn họ là đồ đần đùa nghịch. Kiều Vô Hối nói. Chúng ta đang suy nghĩ hủy đi Thiên Khải đăng thiên kiều, chỉ lưu lại Thương Huyền nguyên thủy đăng thiên kiều. Sau thiên hạ các tộc muốn xưng đế, đều muốn triều bái Thương Huyền, tiếp nhận Thương Huyền khảo hạch.
Sắc mặt Hắc Ma Đế Quân lần nữa kịch biến, toàn thân đều nổi lên cỗ ác hàn. Nếu thật sự là như thế này, Thương Huyền chẳng phải khống chế mệnh mạch các tộc thiên hạ. Ai muốn xưng đế, đầu tiên phải đi qua nơi đó đồng ý, Thương Huyền có thể trực tiếp quyết định, cường tộc nào có thể xưng đế, cường tộc nào làm phụ thuộc. Cái này mẫu thân nó mới thật sự là cách cục khống chế thiên hạ như ý nghĩa. Kiều Vô Hối nói, ta nói những lời này có ý là, nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, Hắc Ma Đế tộc không chỉ hủy diệt ở thời đại này, còn có thể từ nay về sau vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về lại vị trí đế tộc. Cho nên, trước khi ngươi làm quyết định, ngẫm lại tương lai Hắc Ma Đế tộc. Không cần bởi vì xúc động nhất thời, hủy toàn bộ truyền thừa Hắc Ma Đế tộc. Hắc Ma Đế Quân dùng sức nắm chặt nắm đấm, trợn mắt trừng trừng, lửa giận nóng nảy cuồn cuộn toàn thân, cơ hồ muốn đốt hắn thành cho bụi. Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm đều ngạo nghễ đứng đó, không sợ hãi chống cự lại đế uy kinh khủng. Hắc Ma Đế Quân cuối cùng vẫn đè lại lửa giận, trầm giọng nói. Điều kiện. Kiều Vô Hối không nóng không vội, tiếp tục nói. Trước khi đàm phán bắt đầu, ta còn muốn để lộ cho ngươi một cái bí mật. Liên quan tới trận tai nạn thiên khải 3 vạn năm trước kia. Chúng ta đã nhìn rõ nguyên nhân chân chính của chàng tai nạn kia, cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho trận nguy cơ kia. Theo các ngươi thấy, chúng ta dã tâm bừng bừng, là muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ, nhưng với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ đang gây dựng trận tuyến liên hợp chân chính ý nghĩa, ứng phó trận nguy cơ từ hồng hoang kéo dài đến nay đã bạo phát mấy chục lần kia. Hắc Ma Đế Quân đưa tay chặn ngang, ngồi trở lại trên ghế. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, cảm xúc ta vừa mới bất ổn, không có nghe rõ. Ngươi nói, mấy lần? Kiều Vô Hối lặp lại. Mấy chục lần, số lượng cụ thể không rõ, nhưng vài vạn năm một lần, vòng đi vòng lại, trăm vạn năm liên tiếp, nhất định có ít nhất 20 lần trở lên. Thể hiện trên mặt Hắc Ma Đế Quân dần dần quái dị. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Cần điều kiện liền trực tiếp bàn bạc, nếu như ta đồng ý liền khẳng định tuân thủ. Đừng thêu dệt cố sự vô cớ hoang đường đến lửa bịp ta. Kiều Vô Hối nói. Nếu như ngươi không tin, ta có thể xin mời hư không đế quân tự mình đến nói cho ngươi, cũng có thể xin mời tinh linh đế quân tới kể ngươi nghe. Đối với chuyện như thế này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết thêu dệt vô cớ. Tóm lại, nguy cơ mới chẳng mấy chốc sẽ tới, dự đoán khoảng chừng 10 năm, rất có thể sẽ sớm hơn chứ không chỉ hoãn càng lâu. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, từ bỏ ân oán nhân gian, cùng nhau ứng đối trận nguy cơ hoang cổ này. Ngươi, thay đế quân tiền nhiệm của ngươi báo thù, ngươi, bảo vệ tộc đàn bảo vệ thế giới, làm chuyện chân chính có ý nghĩa trong 30.000 năm qua. Nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta sớm thanh lý huyết ma đế tộc, lợi dụng tài nguyên nơi này, trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng cường giả mới, theo chúng ta ứng đối trận kia nguy cơ. Hắc Ma Đế Quân ngồi trên cao quan sát thần hoàng phía dưới. Đây là sự thực. Nguy cơ hoang cổ đến nay. Mỗi lần đều là thần ma bại vong. Hắc Ma Đế Quân càng nghĩ càng hoang đường, càng nghĩ càng thấy lấy không chân thực. Cũng thật sự sợ bị bọn cháu trai này lừa gạt. Nếu như lại là âm mưu trận Khương Phàm lập ra, hắn dõng dạc nhảy vào, cuối cùng chẳng phải là trò cười. Kiều Vô Hối lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng bọn người Khương Diễm, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng bọn hắn giống như cảm giác, vị đế quân này, không quá thông minh. Trách không được tinh linh đế quân nhắc nhở bọn hắn, đàm phán phải có kiên nhẫn. Lúc ấy còn tưởng rằng Hắc Ma Đế Quân rất khó đối phó, rất táo bạo, bây giờ xem ra. Giống như không phải chuyện như vậy. Trách không được Thôn Thiên Ma Hoàng nói Hắc Ma tộc là ma tộc điển hình cho việc dùng đầu óc đổi thực lực. Lúc ấy còn tưởng rằng không phục, là nói đùa, bây giờ xem ra. Giống như có chút ý tứ như vậy. Khương Diễm ra mặt nói, ngài đi đến cảnh giới đế quân đến nay đã 30.000 năm, mặc dù cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhận ức vạn ma tộc tôn trọng, nhưng trừ ngủ say, tu luyện, bồi dưỡng ma hoàng, cùng đế quân khác lục đục với nhau, chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì có ý nghĩa. Ngài chưa từng thống thống khoái khoái chiến đấu. Chúng ta chân thành mời Hắc Ma tộc, có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu, đến thiên khải chiến trường, đến sâu trong vũ trụ, nghênh đón đám người giết trời sắp trở về. Dùng chiến đấu chân chính, bảo vệ vinh quang đế quân, dùng Hắc Ma chiến khu cường hãn của ngài, bảo vệ dân chúng nên bảo vệ. Người giết trời, còn một đám. Hắc Ma Đế Quân khẽ nhíu mày, tốt cho một cái tên tùy tiện, còn muốn sát thiên. Không sợ thiên táng hắn. Với tình huống chúng ta hiểu rõ trước mắt, đúng là một đám, đang nhanh chóng tới gần thế giới này.
nhất là từ thế giới khác tới, đường xá xa xôi, chỉ sợ muốn hơn 1 tỷ dặm, thậm chí mấy tỷ dặm, cho nên cần hao phí thời gian, nhưng cũng sắp đến. Chương 3083 lấy mạng đổi mạng 2. Bây giờ, trước mặt ngươi hiện ra 2 con đường. Con đường đầu tiên, chiến tử bên trong nội đấu tại Thương Huyền, chết không có chút ý nghĩa nào, chết chật vật khuất nhục, sau khi chết Hắc Ma đế tộc chôn cùng, Hắc Ma đại lục đổi chủ, mà Hắc Ma tộc từ nay về sau lại không có đế quân sinh ra. Con đường thứ hai, kết minh cùng chúng ta, kết minh chân chính ý nghĩa, cùng nhau nghênh chiến đám người giết trời kia. Cho dù cuối cùng chiến tử, nhưng Hắc Ma đế tộc còn có thể bảo toàn, người càng chết tại cuộc chiến sát thiên, chết đường đường chính chính, chết oanh oanh liệt liệt. Nếu như có thể may mắn sống sót, chờ tương lai ngươi già đi, quay đầu nhớ lại chuyện cũ, đây cũng là dư vị đáng giá nhất bên trong sinh mệnh đế cảnh vài vạn năm của ngươi, đáng giá kiêu ngạo nhất, cũng là cố sự đáng giá nhất kể cho hậu nhân nghe. Thái độ Kiều Vô Hối hỏa hoãn, phát ra lời mời. Mặc dù Hắc Ma đế quân không phải rất thông minh, nhưng thực lực thật mạnh. Nhất là ma nghịch thương thiên đế cảnh, cực hạn bạo phát xuống chắc chắn vô cùng khủng bố, có thể tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng chiến cuộc. Hắc Ma đế quân cau mày, vẫn đang quan sát bọn người Kiều Vô Hối. Đám gia hỏa kia nói chuyện rất có trình độ, tầng tầng tiến dần lên, tình cảm dạt dào. Đây là học cùng tên điên Khương Phàm kia, hay là bình thường luyện tập? Trách không được người ta có thể thành công, thì ra thật rất cố gắng, các mặt đều bỏ công sức. Bọn người Kiều Vô Hối ngước nhìn Hắc Ma đế quân, chờ đợi quyết định của hắn. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Hắc Ma đế quân nhìn như uy nghiêm căn bản không phải đang nghĩ sâu tính kỹ, mà đang rung động về khẩu tài của bọn hắn. Nếu như ngài đồng ý hợp tác với chúng ta, xin mời tháng 9 đích thân tới Thương Huyền Đại Lục. Đến lúc đó, đế quân chúng ta sẽ đích thân giới thiệu cho ngươi cùng biểu hiện ra nguy cơ sát thiên. Kiều Vô Hối thấy Hắc Ma đế quân chậm chạp không có tỏ thái độ, chỉ có thể lần nữa mời. Hắc Ma đế quân cuối cùng mở miệng. Bàn bạc điều kiện. Kiều Vô Hối nói. Đầu tiên là ân oán, chuyện thiên diện ma hoàng cùng liệp thần thương, cùng chuyện đồ sát ma hoàng Hắc Ma tộc, đều xóa bỏ, để báo đáp lại, chúng ta không can thiệp Hắc Ma tộc khống chế Hắc Ma đại lục. Nơi này vẫn là lãnh địa của các ngươi, tất cả ma tộc đều phụ thuộc các ngươi. Chúng ta tuyệt đối không mạo phạm nơi này, càng sẽ không xúi dục ma tộc nào đó. Khương Diễm nói bổ sung. Ngài có khả năng cảm giác rất hoang đường, nhưng nếu như chúng ta bí mật liên hệ hình thiên ma tộc, ta nghĩ bọn hắn rất nguyện ý cùng chúng ta kết minh, chúng ta càng tận hết sức lực bồi dưỡng hình thiên ma tộc. Dựa theo ý kiến thiên hậu, thật ra muốn xúi dục hình thiên ma tộc, nhưng hình thiên ma tộc bây giờ ngay cả thánh hoàng đều không có, trong thời gian ngắn không thể nào lại tạo ra cường giả đặc thù. Cho nên, Khương Phàm đề nghị trấn an Hắc Ma đế quân, bảo đảm Hắc Ma đế quân có thể chân chính hợp tác. Khóe mắt Hắc Ma đế quân kéo ra, cái này rõ ràng là chuyện khi phụ người, từ trong miệng bọn hắn nói ra vậy mà như ân điển. Kiều Vô Hối tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, người muốn kết minh cùng chúng ta thì cần cho thấy tư thái, càng cần hơn mua mệnh. Đơn giản mà nói, chờ tháng 9 người đến Thương Huyền Đại Lục, xin mang đến đầu Bắc Thái đế quân. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma đế quân bỗng nhiên đứng dậy, lửa giận lại nổi lên. Dùng mệnh Bắc Thái đế quân bảo đảm mệnh Hắc Ma đế quân ngươi, bảo đảm mệnh Hắc Ma đế tộc ngươi. Sau khi Kiều Vô Hối nói xong hỏi ngược lại câu. Ngài sẽ không cho rằng, chúng ta đi cầu ngài hợp tác đó chứ? Hắc Ma đế quân gầm thét. Bắc Thái đế quân trốn ở bên trong Bắc Thái đế thành, ta như thế nào giết hắn? Các ngươi quá để mắt ta. Kiều Vô Hối nói. Ngươi còn chưa có thử làm sao biết không được. Ngươi thế nhưng là Hắc Ma đế quân, Hắc Ma tử chú, ma nghịch thương thiên của ngươi đều là cấm kỵ đại pháp ma tộc. Bất luận đế quân nào xưng đế đều không có thực lực chênh lệch tuyệt đối. Ta rất mạnh, nhưng ngươi coi Bắc Thái đế quân yếu à? Huống chi hắn còn trốn trong đế thành. Nếu như ngươi tự mình làm không được, có thể mời minh hữu mà. Ta ở đâu ra minh hữu? Huyết Ma đế quân mặc dù trốn về Huyết Ma đế thành, nhưng các ngươi có thể tha hắn sao? Bây giờ hắn chỉ sợ đã chết đi. Nếu như không để ý, ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Ở đâu ra đường sáng, đường đều bị các ngươi phá hỏng. Đi về phía nam nhìn, Long tộc. Hồng Hoang Thiên Long đã tiến vào Long tộc. Chúng ta cho nơi đó mở ra điều kiện là Long đế cần mang theo đầu lâu Thái Sơ đế quân tiếp Thương Huyền. Ta nghĩ, nơi đó bây giờ cũng rất cần trợ giúp. Hắc Ma đế quân hồng hộc thở hổn hển, nắm đấm càng nắm càng chặt, tiếng khớp xương răng rắc ma sát quanh quẩn trong ma điện rộng rãi,
mang đến cảm giác áp bách kinh hồn nhiếp phách. Quá ghê tởm, coi hắn là kẻ ngu sao? Biết rõ đế thành nguy hiểm, cố ý để bọn hắn đi giải quyết. Cái này rõ ràng là hướng khắp thiên hạ tuyên cáo địa vị Khương Phàm hắn thống trị, các ngươi nhìn xem, ta có thể sai xử Hắc Ma đế quân cùng Long đế. Các ngươi nhìn, Hắc Ma đế quân cùng Long đế cần dùng mệnh đế quân mua mệnh cho mình. Đây càng là muốn thông qua Bắc Thái đế thành cùng Thái Sơ đế thành, tiêu hao thực lực hắn cùng Long đế. Muốn san bằng đế thành, chém giết đế quân, khẳng định sẽ trả giá thật lớn, huống chi còn là hai tòa đế thành, hai tôn đế quân. Đến lúc đó, hắn cùng Long đế đều thân thể bị trọng thương, càng cần thỏa hiệp với Khương Phàm, mà Khương Phàm thậm chí khả năng nhân cơ hội này giết hắn cùng Long đế, chân chính thống trị thế giới. Kiều Vô Hối nói, đế quân không nên nghĩ nhiều, chúng ta muốn ứng đối cuộc chiến sát thiên, cường giả đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng chúng ta càng cần kết minh chân chính hơn, không hy vọng xuất hiện nhân tố không ổn định. Cho nên, bây giờ bên trong đế quân, chúng ta không thể nào lưu quá nhiều, nhưng cũng nhất định phải lưu mấy người. Ngài, đã hiểu ý của ta. Chương 3084 Long tộc kiêu ngạo. Hắn đang làm gì? Rộng rãi đế thành, vạn long tụ tập, toàn bộ ngẩng đầu nhìn hồng hoang thiên long một lần lại một lần bay qua trên bầu trời. Hắn tìm không thấy cửa thành rồi. Cửa thành không phải cho hắn mở ra sao? Hắn đang quan sát đế thành, còn sợ hãi, không dám vào tới. Ngươi nghe tiếng long ngâm to rõ kia giống như là sợ sệt à. Tại sao ta cảm giác, hắn đang khoe khoang. Bọn người long tộc nhỏ giọng nói nhỏ, thể hiện đều rất quái dị. Từ sau khi Khương Phàm tuyên cáo thiên hạ, bọn hắn đang khẩn trương Khương Phàm sẽ tới xâm lấn, cũng đang mong đợi Hồng Hoang Thiên Long có thể trước tới gặp mặt. Rốt cuộc cũng, Hồng Hoang Thiên Long tới. Nhưng, Tôn Thiên Long này vậy mà xoay vòng quanh đế thành một vòng lại một vòng, chính là không tiến vào, thật để bọn hắn mộng. Không sai biệt lắm, được rồi. Đông Hoàng Càn ngồi trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, không biết phải nói gì. Nhất định phải quấn đủ 10 vòng. Lão tử rốt cuộc cũng đến đế thành long tộc, nhất định phải tất cả long tộc đều nhìn thấy. Không phục sao, chịu đựng, lão tử hôm nay là chúa cứu thế long tộc. Hồng Hoang Thiên Long chở hồng mông thiên bia, phát ra tiếng long ngâm to rõ, dưới chú mục của cự long tộc, thiên long tộc, cùng bộ phận chân long tộc, tiếp tục vòng quanh vòng tròn. Rốt cuộc cũng kết thúc vòng thứ 10. Hồng Hoang Thiên Long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ cửa lớn bắc bộ, ngẩng đầu mà bước đi tới đế thành. Ta chờ ngươi ở ngoài. Đông Hoàng Càn ẩn vào hư không, không có đi theo. Lần này đến thăm Long tộc, trừ Đông Hoàng Càn hắn ra, không có bất kỳ người nào cùng đi. Cái này không chỉ là Khương Phàm tín nhiệm đối với Hồng Hoang Thiên Long, càng là tuyệt đối tự tin đối với thế cục trước mắt. Do Ngao Tấn Thiên Long tộc tự mình dẫn dắt, Hồng Hoang Thiên Long đi tới bên trong Long Điện tượng trưng cho địa vị trí cao của Long tộc. Nguyên Thủy Đăng Thiên Kiều. Cánh cửa hư không. Sau khi nghe xong Hồng Hoang Thiên Long giới thiệu, bên trong tòa Long Điện lâm vào bình tĩnh thật lâu. Trách không được Khương Phàm dám can đảm khiêu chiến đế tộc, thì ra không cần đến thiên khải biến đổi. Trách không được Khương Phàm có thể khống chế cục diện thiên khải, thì ra cánh cửa hư không thật trở về. Trách không được Khương Phàm có thể cùng tinh linh đế tộc toàn diện kết minh, thì ra Khương Phàm ở nơi đó còn có hài tử. Bọn hắn thì ra là bại như vậy, không phải bại bởi thực lực, bại bởi sức tưởng tượng. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến Khương Phàm có Nguyên Thủy Đăng Thiên Kiều, không cần đến thiên khải. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến Khương Phàm còn cùng tinh linh làm ra hài tử, còn mẫu thân nó xưng đế. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến hư không đế quân mình tế hiến tặng cho cánh cửa hư không. Tất cả long tộc đều thần tình nghiêm túc, trong đầu quanh quẩn tiếng mắng chửi của mình. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến? A, à, mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến? Tâm tình long đế cũng phức tạp, cuộc chiến thiên khải này bị bại thực sự là. Lại oan lại không oan. Hồng Hoang Thiên Long ngẩng cái đầu lên, nói. Bắt đầu trước khi nói chuyện, ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Vì sao chưa từng xuất hiện tại chiến trường thiên khải? Không cần khẩn trương, cũng bởi vì các ngươi không có đi qua, cuộc chiến thiên khải của chúng ta mới có thể trọn vẹn hoàn thành, không có tạo thành thương vong quá lớn. Đối với thiên khải chiến trường, Hồng Hoang Thiên Long thật ra có tiếc nuối một chút. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Hắc Ma đế quân, Long đế, Thái Sơ đế quân, hẳn là đều ở nơi đó. Khi bọn hắn cao điệu xuất hiện, thời điểm Khương Phàm Khương Thương còn có cánh cửa hư không đại sát toàn trường, Hắc Ma đế quân cùng Long đế quả quyết làm ra lựa chọn,
Cao Điệu kết minh, sau đó dẫn tới một trận đế cảnh đại chiến oanh oanh liệt liệt. Ở dưới loại cục diện kia, không chỉ có Thái Sơ đế quân trốn không thoát, ngay cả Bắc Thái đế quân cũng phải bị bắt được, không chỉ có đặc sắc, cũng không trở thành phiền toái như bây giờ. Long đế chậm rãi cuộn gấp thân rồng, bây giờ đến hỏi, sao hắn đáp? Nói thẳng lúc ấy ta nghĩ hợp tác với các ngươi, cái này chẳng phải lộ ra rất dối trá. Chẳng lẽ nói lúc ấy muốn chế giễu, chẳng phải tìm phiền toái cho mình. Hồng Hoang Thiên Long cố ý nhìn chằm chằm Long Đế, chính là để hắn khó xử, giết giết nhuệ khí. Long Đế nhẫn nhịn thật lâu, trầm giọng nói. Quan sát thế cục, mới quyết định. Hồng Hoang Thiên Long nói. Bây giờ thế cục rất rõ lắng, ngươi làm ra quyết định. Long Đế nói. Bây giờ thế cục phức tạp hơn. Hồng Hoang Thiên Long lặng lẽ cười hai tiếng. Long Đế ngươi nên được cũng không được, làm thống lĩnh chân chính của Long tộc, hẳn là bày mưu nghĩ kế, lắm mưu giỏi đoán, đây là năng lực cơ bản nhất, đẩy ra mê vụ, thấy rõ thế cục, càng là phán đoán ngươi nên có. Kết quả bây giờ thế cục đều sáng suốt như thế, ngươi vậy mà cảm giác phức tạp hơn. Hắc hắc, thực sự không được, nhường chỗ, để ta làm chủ nhân Long tộc. Làm càn. Long Ngâm tức giận vang vọng Long Điện. Chỉ là lúng túng. Cự Long tộc tập thể gào thét, Thiên Long tộc tập thể im lặng, Chân Long tộc nhao nhao cúi đầu. Biến cố đột nhiên vi diệu ẩn chứa rất rất nhiều ảo diệu. Đến mức bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Con mắt Hồng Hoang Thiên Long đi lòng vòng, cười hắc hắc. Ta cùng ngươi giới thiệu sơ lược tình huống Thương Huyền bên dưới. Lần này cuộc chiến Thiên Khải chúng ta không có hy sinh bất kỳ một vị thần ma nào. Ngược lại chấn áp 10 tôn thần, nuốt vào huyết ma đế quân, còn chém giết 2 vị huyền vũ đế quân mới cũ. Thực lực của chúng ta không chỉ có sẽ nhanh chóng khôi phục, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vô cùng mạnh. Xét thấy tất cả đế tộc lúc trước biểu hiện hỏng bét một ít, chúng ta khẳng định muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ. Long tộc, chính là một cái cực kỳ quan trọng. Muốn trọng chỉnh Long tộc, Cự Long đế quân ngươi chính là khâu mấu chốt nhất bên trong. Ngươi có thể cảm giác không phải thư thái như vậy, nhưng đây chính là sự thật, đây chính là thế cục ngươi cố ý giả vờ xem không hiểu. Hồng Hoang Thiên Long nói không chút khách khí, cũng là thật không cho Long Đế mặt mũi. Mặt ngoài vảy rồng toàn thân Long Đế nổi lên lít nha lít nhít long văn, giống như từng cái long ảnh nhấc lên, tràn ngập ra long uy kinh khủng, giống như đại dương mênh mông vô hình, che mất cả tòa cung điện. Chương 3085 Khế ước Long tộc 1. Tất cả long tộc bên trong Long Điện đều cảm nhận được cỗ huyết mạch áp bách kinh khủng. Hồng Hoang Thiên Long cũng không sợ hắn, tiếp tục phách lối nói. Bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết ngươi, do ta tiếp nhận vị trí thống lĩnh Long tộc, do Thiên Long tộc thống ngự Long tộc. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý hợp tác cùng Thương Huyền, chúng ta vẫn có thể cân nhắc giữ lại ngươi, sau đó để Long tộc tiến vào thời đại song đế. Ngao Tấn đột nhiên mở miệng. Ta muốn biết thái độ của ngươi. Ngươi bây giờ là sứ giả của Khương Phàm, hay là Long Đế tương lai của Long tộc? Trong lời nói này rõ ràng mang theo bẫy, càng chất vấn Hồng Hoang Thiên Long khuynh hướng, nhưng Hồng Hoang Thiên Long vừa gian xảo vừa thô lỗ, cũng mặc kệ trong lời ngươi nói giấu lời gì, trực tiếp đáp lễ. Làm sao nói chuyện cùng lão tử? Bây giờ đại biểu Thiên Long tộc chính là ta, không phải ngươi. Nếu ngươi không phục, ta bây giờ cùng ngươi đứng ở trước mặt Thiên Long tộc, xem bọn hắn nguyện ý với ai. Ta cảnh cáo ngươi, chờ ta tiếp quản tộc vụ Thiên Long tộc, đầu tiên liền muốn tiến hành một trận đại thanh lý, không an phận, không phục, không tôn trọng, toàn bộ xử lý sạch. Chỉ cần lưu lại hơn 10 đầu huyết mạch, trăm năm ngàn năm sau, Thiên Long tộc vẫn hưng thịnh như cũ. Đừng mình, nhìn quá quan trọng. Ngao Tấn làm Long thần mạnh nhất Thiên Long tộc, chưa từng nhận qua quát tháo như thế này, 9 cái đầu toàn bộ đổi sắc mặt. Chừng cái gì mà chừng, trước ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết chết ta. Ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Không muốn là người đầu tiên bị thanh lý, liền cúi thấp đầu cho ta. Cự Long tộc Ngao Lê tức giận nói. Ngươi trước làm rõ ràng, ngươi còn không có chân chính quay về Long tộc, càng không thuộc về tộc trưởng Thiên Long tộc, nói chuyện làm việc, đừng quá phách lối. Lão tử có tư cách phách lối. Lão tử hôm nay chính là đến phách lối. Không phục, ai không phục. Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên ngẩng đầu bạo hống, nhấc lên hồng mông triều dâng kinh khủng. Đối đãi Long tộc cao ngạo, càng khách khí bọn hắn càng được đà lấn tới, càng thân mật, bọn hắn càng không biết tốt xấu. Bây giờ hắn không sợ trời không sợ đất, hôm nay chính là đến lập uy. Một cuống họng giống quả thật ngoài ý muốn, toàn bộ Long tộc đều bị trấn trụ.
Long tộc cao ngạo, vô ý thức muốn gầm thét đáp lễ, nhưng nhìn chiến khu hồng hoang thiên long hư hóa, kinh khủng thiên bia, suy nghĩ lại một chút cục diện bây giờ, bọn hắn cưỡng bức đè xuống tiếng long ngâm. Hồng hoang thiên long hừ một tiếng, tiếp tục nói. Ta không nói nhảm cùng các ngươi, hôm nay tới chính là để cho các ngươi làm quyết định. Đầu tiên, các ngươi phối hợp Thương Huyền, thay đổi kết cấu long tộc. Thứ hai, chúng ta tự mình động thủ, thay đổi kết cấu long tộc. Long đế chậm rãi nhắc lên cáo đầu to lớn, hướng hồng hoang thiên long. Nếu như ngươi coi là lưng tựa Thương Huyền thì có thể cố tình làm bậy tại long tộc, ngươi sai. Hồng hoang thiên long sải bước về phía trước, giơ hai cánh, ngẩng cao đầu, rằng co nói. Nếu như ngươi còn tưởng rằng bây giờ long tộc còn có thể giữ vững hiện trạng, ngươi liền sai, mười phần sai. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận, tòa đế thành này sớm muộn gì cũng là đế thành của ta. Nếu như ngươi không phục, bây giờ giết ta, nhưng ta cam đoan, không đến 10 ngày, trăm vạn dặm sơn hà cự long đại lục đều thây ngang khắp đồng. Đừng tưởng rằng thế giới này không thể rời bỏ long tộc, năng lực thế giới sinh sôi mạnh hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Không bao lâu, Khương Phàm có thể từ bên trong thiên hạ xà mãng cùng á long, thức tỉnh lại huyết mạch, bồi dưỡng cự long cùng thiên long mới, thiên long cùng cự long tuyệt đối thuộc về hắn. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, nếu như ngươi còn muốn giữ vững hiện trạng thì hãy tôn trọng ta một chút, ngoan ngoãn nghe ta an bài. Nhìn thấy hồng hoang thiên long cường thế, long đế cuối cùng trầm mặc. Chỉ là không có cúi đầu, càng không có lui lại, đây là cao ngạo sau cùng của hắn. Hồng hoang thiên long cũng không có quá phận bức bách vị long đế đứng ở đỉnh phong thế giới 30.000 năm này thật cúi đầu, tiếp tục nói. Đầu tiên cho thấy một chút, ta cùng Khương Phàm là huynh đệ, chỉ cần ta sống, tình cảm huynh đệ đều muốn vượt qua đại nghĩa tộc đàn. Ta chỉ cần còn sống, thiên long tộc nhất định phải tôn trọng Thương Huyền, tôn trọng phần thiên đế quân hắn. Điểm thứ hai. Chúng ta đang suy nghĩ dỡ bỏ thiên khải đăng thiên kiều, từ nay về sau, tất cả đế tộc thiên hạ muốn lên trời xưng đế, đều muốn đến Thương Huyền, đều cần đạt được phần thiên đế tộc cho phép. Cho nên, vì tương lai long tộc, các ngươi đều hãy tôn trọng ta một chút. Điểm thứ ba, ta chung quy vẫn là long tộc, từ Thương Huyền nơi đó tranh thủ một điều kiện đặc thù. Hồng Hoang Thiên Long nói, thoáng trầm mặc một lát. Ta nghe tinh linh đế quân nói, cự long tộc có khả năng tồn tại cự long hư hóa. Thương Huyền bên kia có thể đồng ý, cự long tộc sinh ra tân đế. Ngươi nói cái gì? Từ long đế đến ngao lê, tất cả cự long toàn bộ biến sắc. Hai điều kiện phía trước nghe qua để bọn hắn phản cảm càng tức giận, nhưng điều kiện thứ ba đi ra, tất cả mâu thuẫn toàn bộ biến thành kích động. Xem ra, các ngươi là thật có cự long siêu thần cảnh. Hồng Hoang Thiên Long âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như trong lúc đại chiến Thương Huyền, siêu thần cự long long tộc đi ra, không chỉ có thế giới mới không có. Bọn người thiên hậu sợ rằng cũng phải không có. Khương Phàm đồng ý chúng ta bồi dưỡng tân đế. Long đế nhìn chằm chằm hồng hoang thiên long, nếu quả thật có thể nuôi dưỡng tân đế, hắn cũng không để ý hợp tác cùng Khương Phàm, thậm chí không để ý tiếp nhận hồng hoang thiên long xưng đế. Ba vị long đế, đây là huy hoàng chưa bao giờ có từ hồng hoang đến nay. Mà bên trong loạn cục hiện tại, thực lực tuyệt đối mới có quyền nói chuyện tuyệt đối, nếu như cự long tộc bọn hắn thật có thể có hai đại long đế. Nhất định có thể ứng phó các loại nguy cơ. Phần thiên đế quân đồng ý, nhưng đưa ra một cái điều kiện đối với cự long tộc. Hồng hoang thiên long khẳng định gật đầu, đây là thiên hậu đề nghị, mà có thâm ý khác. Nói, long đế có chút ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác tên lớn lối này chẳng quá đáng giận. Chương 3086 khế ước long tộc 2. Ngao Lê hít một ngụm khí lạnh thật sâu, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Cự long tộc chẳng những không có xuống dốc, lại còn muốn trở nên mạnh hơn. Tên điên Khương Phàm kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, vậy mà chịu đồng ý cho bọn hắn cơ hội. Chẳng lẽ không biết thực lực long tộc? Hồng hoang thiên long đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, quay người hướng Ngao Lê. Nhìn ta làm gì? Trong lòng Ngao Lê run lên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Một con rồng hối đoái một con rồng. Hồng hoang thiên long nhìn chằm chằm Ngao Lê, gần từng chữ nói. Có ý gì? Toàn thân vảy rồng Ngao Lê đều căng thẳng. Cự long tộc, sinh ra một vị tân đế, kính dâng một vị long thần. Ta không rõ ý của ngươi, nói rõ ràng. Ngươi, đi Thương Huyền. Làm cái gì? Làm khế ước thú cho thiên hậu. Hoang đường, làm càn, lẽ nào lại như vậy? Ngao Lê giận tím mặt, làm long thần đầu tiên của cự long tộc, người mạnh nhất trên mặt nổi cự long tộc, thậm chí từng cùng thiên hậu chém giết sống chết.
há có thể thần phục? Tuyệt đối không thể nào. Long đế đều quả quyết từ chối, cự long cao ngạo há có thể làm khế ước thú nhân tộc. Một tôn long đế, không đổi được một đầu long thần. Các ngươi không quá biết tính toán. Ngươi đổi không chỉ là long thần, còn có tôn nghiêm cự long tộc. Thái độ long đế kiên quyết, tôn nghiêm long tộc cao hơn hết thảy. Dù là dụ hoặc lại lớn, cũng không thể từ bỏ tôn nghiêm long tộc làm đại giá. Ngươi sai, hắn phải đi chuộc tội. Lúc trước long tộc đại chiến thế giới mới, sát hại quá nhiều cường giả thương huyền, ý kiến nơi đó đối với bên này vô cùng lớn, long tộc bây giờ may mắn còn sống sót, không nên làm ra bồi thường sao. Các ngươi có thể nhìn huyền vũ đế tộc, trước sau hai vị đế quân đều bị chém. Ngao Lê làm khế ước thú thiên hậu, là chuộc tội vì toàn bộ cự long tộc. Các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Ta tuyệt đối không làm khế ước thú cho thiên hậu. Ngao Lê trợn mắt nhìn, mặc kệ nói cái gì, hắn đều khó có khả năng thuộc về thiên hậu kia. Thật không làm, vậy xin lỗi, không chỉ có cự long tộc không thể nào lại có tân đế, toàn tộc đều sẽ lọt vào đồ sát. Chớ chừng mắt nhìn ta, lão tử có lực lượng nói câu nói này. Hồng Hoang Thiên Long nói xong, hừ một tiếng. Nói cho các người biết tin tức, Hắc Ma đế tộc đã cùng chúng ta kết minh. Bây giờ hắn hận không thể giết một đế quân, hướng Thương Huyền hiệu chung đây. Ta rất không hy vọng long tộc biến thành mục tiêu của hắn, cho nên các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Không khí bên trong tòa long điện một ngạt đến u ám, không chỉ có cự long, tất cả long tộc đều lộ vẻ mặt giận dữ. Long tộc cao ngạo lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Đối mặt qua nguy cơ như vậy, vẫn bị một tôn thiên long bức hiếp trước mặt mọi người. Hồng Hoang Thiên Long cố ý để bọn hắn tức giận thời gian lâu, mới chậm rãi mà nói. Thật sự quá ngu xuẩn. Khế ước thiên hậu, tại Thương Huyền đó là vinh quang, ai có thể được lọt mắt xanh, không thể nghi ngờ là đại sự làm rạng rỡ tổ tông. Kim Hống, Kim Ô, Đăng Xà, Tổ Kỳ Lân. Bọn chúng ban đầu đều là thuần huyết sao? Không phải. Lại nhìn bọn chúng bây giờ thế nào? Tất cả đều là thần thú. Cự Long cùng Thiên Hậu khế ước, là đôi bên cùng có lợi. Các ngươi kích phát tiềm lực của nàng đến cực hạn, nàng mang các ngươi đột phá cảnh giới cực hạn. Đợi cho tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tùy tiện có thể giải trừ. Lại là một trận kiềm chế trầm mặc. Long đế trầm giọng nói. Thiên hậu nguyện ý giải trừ. Sắc mặt Ngao Lê đột nhiên biến đổi. Đế quân. Long đế nói. Ngự thiên khế ước, song hướng cùng có lợi. Nếu như thiên hậu có thể mang Ngao Lê đột phá cực hạn, cũng coi là một loại giao dịch. Thần linh biến đổi đến siêu thần là quá trình cực kỳ gian nan. Cho dù là cự long tộc đều cần hao hết vạn năm tiềm lực, mới có thể tạo nên một cái. Mà siêu thần đến đế cảnh, càng là khó khăn trùng điệp, không chỉ cần tài nguyên cùng thời gian lắng đọng, càng quan trọng hơn là không để cho các đế tộc khác can thiệp. Hiện nay, nếu như Thương Huyền vấn đề có thể bảo đảm bọn hắn sinh ra siêu thần cùng đế quân mới, một ít điều kiện vẫn có thể tiếp nhận, đương nhiên, nhất định phải cam đoan tương lai có thể tùy tiện giải trừ khế ước, không thể để cho cự long tộc kiêu ngạo vĩnh viễn làm khế ước thú. Chỉ cần thiên hạ yên ổn, khế ước lập tức kết thúc. Dùng cái gì cam đoan? Dùng danh dự Hồng Hoang Thiên Long, dùng danh dự Thiên Hậu Ngự Thiên Đế Văn. Như vậy, Long Đế vừa muốn suy nghĩ đồng ý, đột nhiên tỉnh ngộ nói. Ngươi vừa mới nói, các ngươi, có ý gì? Ngươi vừa mới nói, các ngươi, kích phát cực hạn tiềm lực Thiên Hậu, nàng mang, các ngươi, đột phá cảnh giới cực hạn. Đúng vậy, ta nói. Ý của các ngươi là? Ngao Lê, Ngao Tấn. Hồng Hoang Thiên Long vừa dứt lời, Ngao Tấn giận tím mặt. Thả dám. Hồng Hoang Thiên Long bỗng nhiên quay người, nhìn hằm hằm nói. Ta là lãnh tụ Thiên Long tộc chân chính, ta quyết định. Ngươi, hoặc là chết làm lương thực, hoặc là cút đi Thương Huyền làm khế ước thú cho ta. Hồng Hoang Thiên Long. Ngao Tấn giận tím mặt, chín cái đầu hét lớn, giận dữ trừng trừng Hồng Hoang Thiên Long. Ngươi dám bất kính. Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh bạo kích, ánh sáng hồng mông bao phủ cung điện. Long uy cuồn cuộn, hồng mông phán đạo, hắn giống như chúa tể thế giới, trấn áp Thiên Long. Ngao Tấn đầy ngập lửa giận, hận không thể liều mạng Hồng Hoang Thiên Long tự bảo. Trước ngày hôm nay, hắn bất luận như thế nào đều không có nghĩ đến, tư thái Hồng Hoang Thiên Long giáng lâm long tộc sẽ bá liệt cùng dã man như vậy, hoàn toàn không có cái gọi là bình đẳng, ngược lại giống như thẩm phán giả, cao cao tại thượng, phán quyết vận mệnh toàn bộ long tộc. Đều mẫu thân nó nghe rõ ràng cho lão tử. Hồng Hoang Thiên Long chân đạp hồng mông chiều dâng, tại long điện trấn áp chín cái đầu Ngao Tấn.
Trước khi thiên khải kết thúc, các ngươi chẳng những không có cho ta nửa điểm giúp đỡ, ngược lại mưu toan chém giết ta tại Thương Huyền. Giữa chúng ta, vẫn là kẻ thù sống còn, không đội trời chung. Nếu không phải long mạch tương liên, ta không đành lòng nhìn long tộc xuống dốc, hôm nay tới không phải ta. Là thần ma liên quân Thương Huyền, là sinh tử thẩm phán chân chính đối với long tộc. Chương 3087 Ba Tôn Long Thần. Hôm nay ta tới, mang đến điều kiện cho các ngươi, mang tới tôn nghiêm cho các ngươi, mang đến hy vọng cho các ngươi tốt nhất hãy tôn trọng ta một chút. Nhất là thiên long tộc các ngươi, ai dám vi phạm tổ huấn, ta tuyệt đối không nương tay. Nên giết thì giết, nên trấn thì trấn. Dù là thiên long tộc từ trên xuống dưới chỉ còn 3 năm tên sẽ không tiếc. Ta sẽ dùng máu của các ngươi bồi dưỡng thiên long tộc hoàn toàn mới mà còn hoàn toàn hiệu chung với ta. Sau khi toàn bộ long điện lâm vào an tĩnh, hồng hoang thiên long tản ra hồng mông quang hải, dẫm đạp đầu ngao tấn, rơi xuống ở giữa long điện. Bây giờ đàm phán, chỉ là tính nội bộ long tộc thương nghị, ngoại giới ai cũng không biết. Sau khi ngoại giới biết đến, cũng đều là sau khi chúng ta thương nghị công bố ra ngoài. Bây giờ cũng thu hồi cao ngạo đáng thương của các ngươi cho lão tử, bàn bạc thật tốt. Hồng hoang thiên long hất đầu quát lớn, móng vuốt hư vô đạp tan mặt đất, cực điểm phách lối, bên trong phách lối càng mang theo vài phần bá khí. Hắn sớm đã không còn là cự ngạc đã từng kia, mà là thiên long mạnh hơn thần linh, ngẩng đầu đế cảnh. Hắn càng đã không còn là mao tặc như trước, mà là siêu cấp cường giả đi theo Khương Phàm chinh chiến qua thiên khải, nghênh chiến qua đế quân. Thiên trùy bách luyện, không sợ hãi, hắn sớm đã đúc thành uy danh thuộc về mình, càng lắng động uy nghiêm thuộc về mình. Có lẽ đại vương, tặc điều bọn hắn còn chưa ý thức được, đại tặc đã từng mang theo bọn hắn hổ nháo đã chân chính trưởng thành, mà trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Long đế trầm giọng nói. Nếu như thế này, ta cũng nói chuyện điều kiện của ta. Cái đầu tiên, siêu thần ngao hồn tộc ta sẽ ở trong vòng 5 năm lên trời, đến lúc đó Khương Phàm tuyệt đối không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp. Cái thứ hai, long tộc đại lục vẫn thuộc về long tộc. Khương Phàm không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào cưỡng ép can thiệp. Cái thứ ba, long tộc nguyện ý chung sống hòa bình cùng Khương Phàm, nhưng địa vị hoàn toàn bình đẳng, không tồn tại ai chịu ai sai khiến. Cái thứ tư, Ngao Tấn cùng Ngao Lê có thể đến Thương Huyền Đại Lục, cùng Thiên Hậu ký kết khế ước, nhưng tuyệt đối không thể công bố ra ngoài, mà thời gian nhiều nhất tiếp tục 10 năm, hoặc là ngày Thiên Hậu lên trời chứng đạo. Cái thứ năm, trong vòng 10 năm, ngươi không được tiến vào chiếm giữ đế thành long tộc. Không được nhúng tay sự vụ long tộc, càng không được di chuyển bất kỳ huyết mạch long tộc gì từ long tộc đại lục đến Thương Huyền đại lục. Cái thứ sáu, tại thời điểm ngươi chân chính quyết định, đầu tiên muốn làm là ở trước mặt toàn bộ long tộc đại lục, tuyên đọc long tộc tổ huấn, cũng tuyên thể hiệu chung toàn bộ truyền thừa đại nghiệp long tộc. Còn có cái thứ bảy cũng là quan trọng nhất, giữ lại thiên khải đăng thiên kiều. Chúng ta không thể nào để Thương Huyền hoàn toàn khống chế thông thiên đại đạo, cái này không chỉ cho thiên hạ đế tộc một cái cơ hội công bằng. Cũng là bảo toàn Thương Huyền đại lục. Các ngươi phải biết, Thương Huyền không phải đời đời đều có thể bảo đảm sinh ra đế quân, cũng không phải mỗi vị chủ nhân Thương Huyền đều có phong thái phách lực như Khương Phàm, chấn được huy hoàng thiên hạ. Tại thời kỳ Thương Huyền toàn thịnh, tòa đăng thiên kiều kia có thể khống chế thiên hạ, nhưng thời kỳ Thương Huyền mỏi mệt, tòa đăng thiên kiều kia mang theo tai nạn, cho nên giữ lại thiên khải đăng thiên kiều rất tất yếu. Hồng Hoang Thiên Long cẩn thận nghe xong, hừ cười nói. Đây mới là thái độ đàm phán nên có. Ba điều kiện đầu tiên, ta hoàn toàn có thể thay Thương Huyền làm quyết định. Đầu thứ tư, điều kiện Thương Huyền bên kia rất rõ ràng, muốn đợi cho sau khi thiên hạ bình định, mới có thể giải trừ khế ước, về phần cụ thể lúc nào, cần các ngươi đến Thương Huyền tự mình bàn bạc. Thứ năm thứ sáu, ta có thể đồng ý, nhưng đầu thứ bảy, cũng cần ngươi đến Thương Huyền tự mình thương thảo. Bây giờ nói điều kiện của ta. Điều đầu tiên, Thương Huyền không còn có địch ý đối với long tộc có, long tộc cũng đừng lại có bất kỳ địch ý gì với Thương Huyền. Điều thứ hai, khi ta trở về đế tộc, cự long tộc tuyệt đối không can thiệp đến chuyện ta khống chế thiên long tộc. Điều thứ ba, ngươi, cần tại tháng 9 đến Thương Huyền đại lục, tiếp chủ nhân Thương Huyền của ta, phần thiên đế quân. Chỉ có ba điều này. Long đế rất bất ngờ, còn tưởng rằng tên lớn lối này sẽ đưa ra mấy yêu cầu quá phận. Kỳ thật còn có điều thứ tư. Nhưng chỉ là điều kiện nhỏ, không cần thiết tính toán ở bên trong, đến lúc đó chính ta giải quyết là được. Nếu là đàm phán, nói hết điều kiện ra đi. Điều kiện nhỏ mà thôi. Điều kiện nhỏ cũng là điều kiện. Chuyện nhỏ, chính là luân hồi long thần theo ta về Thương Huyền,
làm khế ước thú thiên hậu. Tĩnh. Long điện bỗng nhiên an tĩnh. Điều kiện nhỏ, khế ước một tôn long thần, người mẫu thần nó gọi cái này là điều kiện nhỏ. Hồng hoang thiên long, người lấn rồng quá đáng. Luân hồi long thần Ngao Minh giận tím mặt, trước đó cố ý đứng ở phía sau, không có xen vào trận đàm phán đặc thù này, vốn cho rằng không có chuyện gì của hắn, kết quả thời khắc cuối cùng, thình lình bắt hắn cuốn vào, còn làm khế ước thú. Thiên hậu kiếp trước đồ sát luân hồi long tộc bọn hắn, đương thời lại phải khế ước luân hồi long tộc bọn hắn. Chúng ta thiếu nợ nàng à? Long đế cố nén tức giận, run lấy răng nanh nói. Thương huyền sát thực mạnh, đường đường long thần trong mắt các ngươi, vậy mà biến thành điều kiện nhỏ rồi. Long thần sát thực rất mạnh, nhưng luân hồi long hoàng, chân long tộc. Long tộc từ xưa đến nay, chính là thiên long tộc cùng cự long tộc liên hợp trưởng quản, chỉ cần ngươi cùng ta gật đầu, hắn có chỗ trống lựa chọn sao? Ngươi cùng ta, ngươi thật nghĩ mình là lãnh tụ thiên long tộc. Chẳng lẽ có nghi vấn sao? Hồng hoang thiên long ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện long đế. Luân hồi long tộc ta, bây giờ tuyên bố, rời khỏi cự long đại lục. Ngao Minh tức giận hét lớn, làm long chủng mạnh nhất bên trong chân long tộc, trong lịch sử luân hồi long tộc bọn hắn vô số lần rời khỏi long tộc, một mình sinh tồn tại hải vực. Ngàn năm trước, bởi vì thiên hậu nổi điên đồ sát bọn hắn mới bị ép đi đến cự long đại lục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu bây giờ lọt vào uy hiếp, bọn hắn không để ý một lần nữa rời khỏi. Chương 3088 huyết ma đổi chủ 1. Ta đồng ý. Hồng hoang thiên long không đợi long đế giữ lại, trực tiếp đại biểu thiên long tộc đồng ý. Cái này khiến long đế tức giận, cũng làm cho Ngao Tấn, long thần trên danh nghĩa của thiên long tộc xấu hổ giận dữ không thôi. Cáo từ. Ngao Minh giận dữ quay người. Hắc hắc, từ từ thu thập, ta tự mình hộ tống các ngươi rời khỏi cự long đại lục. Hồng hoang thiên long lộ ra nụ cười tà ác. Có ý gì? Trong lòng Ngao Minh run lên, quay người nhìn hằm hằm. Nếu như long tộc cùng Thương Huyền hợp tác, Thương Huyền sẽ đồng ý bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối của long tộc đối với long tộc đại lục, đối với long tộc sinh hoạt nơi này, sẽ không áp đặt hãm hại, nhưng nếu như ngươi rời khỏi cự long đại lục, hắc hắc. Lão tử đồ toàn tộc ngươi. Hồng hoang thiên long chậm rãi quay người, trong đầu hư vô quanh quẩn tiếng cười lạnh tàn nhẫn. Ngươi quá phách lối. Ngao Lê cùng Ngao Minh thực sự chịu đựng không nổi. Lão tử lưng tựa Thương Huyền, chính là phách lối như vậy, ngươi có thể thế nào? Hồng hoang thiên long lần nữa vỗ cánh hét lớn, rằng co với Ngao Lê cùng Ngao Tấn. Bầu không khí bên trong long điện bắt đầu táo bạo, tất cả cường giả long tộc đều nhìn về long đế, chỉ cần long đế gật đầu, bọn hắn lập tức nhào tới, vây bắt đầu hồng hoang thiên long cuồng ngạo đến không ai bì nổi này. Long đế sống 30.000 năm. Tâm tính tương đối trầm ổn, trầm giọng nói. Điều kiện nhỏ thứ tư này, ta sẽ đích thân đến Thương Huyền thương lượng cùng Khương Phàm. Hồng hoang thiên long quả quyết lắc đầu. Không thể nào, luân hồi long thần là thiên hậu trực tiếp điểm tên muốn, coi như không khế ước Ngao Lê cùng Ngao Tấn, cũng muốn khế ước luân hồi long thần. Ngao Minh gầm thét. Luân hồi long tộc chúng ta chọc nàng giận rồi. Nàng kiếp trước đồ sát chúng ta, kiếp này còn muốn trả đạp chúng ta sao? Hồng hoang thiên long bất mãn nói. Ngươi kích động cái rắm, thiên hậu coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút, chờ tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tiếp xúc, ngươi nói không chừng có thể mượn nhờ thiên hậu yêu ái, lần nữa rời khỏi long tộc đại lục, một lần nữa khống chế một vùng biển. Tầm mắt long đế cụp xuống, ánh mắt hiện lạnh, ngay thẳng như vậy sao, ở ngay trước mặt ta mà đi phân liệt. Hồng hoang thiên long nhìn quanh toàn trường. Đừng kéo căng. Ngao Minh, nhất định phải theo ta đi, không có bất kỳ lượn vòng chỗ trống gì. Ngao Minh, chính ngươi nghĩ biện pháp tiếp nhận hiện thực này. Long đế, chúng ta tiếp tục nói chuyện điều kiện của chúng ta. Phách lối, quá phách lối. Bên trong long điện, tất cả cường giả long tộc đều lên cơn giận dữ. Nhưng, có một số việc chính là như vậy, một khi thỏa hiệp một lần liền sẽ một mực thỏa hiệp xuống. Trong lúc thở dốc hồng hộc thô trọng, bầu không khí cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Lấy tức giận trầm mặc, biểu đạt thỏa hiệp. Vì sao muốn đợi đến tháng 9 tới? Long đế trầm giọng mở miệng, nhìn như tránh khỏi vấn đề Ngao Minh, kỳ thực là đồng ý Ngao Minh khế ước. Ngao Minh thất vọng nhìn Long đế, quay người giận dữ rời khỏi. Cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Hồng hoang thiên long nhìn bóng lưng Ngao Minh thổi cái huýt sáo. Chuẩn bị cái gì? Long đế thoáng khẩn trương, chẳng lẽ muốn bọn hắn lừa gạt tới đó, bí mật chu sát? Chuẩn bị hạ lễ,
Một trận chiến thiên khải kết thúc, Thương Huyền có đế, dân chúng có chủ, ngươi không nên lộ mặt chúc mừng. Ngươi yên tâm, chúng ta nếu như muốn giết ngươi, trực tiếp có thể tới nơi này, không cần thiết phiền toái như vậy. Mặt khác, Khương Phàm muốn cùng ngươi thảo luận về thiên khải nguy cơ 3 vạn năm trước kia. Hư không đế quân để lộ chút tin tức đặc thù, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Hồng Hoang Thiên Long không dám nói quá nhiều, miễn cho kích thích quá lớn. Tháng 9, ta sẽ tự thân đến Thương Huyền, ngươi có thể trở về phục mệnh. Long đế thoáng buông xuống cảnh giác, nếu nhắc đến trận nguy cơ kia, Khương Phàm hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị, cũng cần càng nhiều đế quân phối hợp. Chuyện hạ lễ. Hồng Hoang Thiên Long thấy Long đế đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ lễ không cần lo lắng, sẽ đủ với thân phận Long tộc ta, cũng sẽ xứng với địa vị phần thiên đế quân hắn. Không, ngươi hiểu lầm, chuyện hạ lễ, cần chúng ta tự mình chỉ định. Các ngươi muốn cái gì? Long đế lập tức cảnh giác, gia hỏa này coi trọng cái gì của Long tộc rồi. Chớ khẩn trương, chúng ta không cần đồ Long tộc. Các ngươi muốn cái gì? Thái Sơ đế quân. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cần ngươi mang theo đầu Thái Sơ đế quân, khiêng quan tài Thái Sơ đế quân đến Thương Huyền chúc mừng. Hoàng đường, đó là đế quân, há có thể nói giết liền giết. Long đế giận tím mặt, biết gia hỏa này không có ý tốt, làm sao chỉ có 3 điều kiện kết thúc, thì ra chờ ở chỗ này. Giết Thái Sơ đế quân, không chỉ là hạ lễ đối với Thương Huyền, cũng là áy náy đối với hư không đế quân, càng là nguyên nhân chúng ta bỏ qua cho Long tộc dưới cục diện trước mắt. Cho nên, các ngươi nhất định phải giết Thái Sơ. Thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Long đế quả quyết từ chối. Mặc dù hắn rất tự tin đối với thực lực mình, nhưng muốn giết Thái Sơ đế quân tránh trong đế thành, cơ hồ không thể nào. Cho dù là hắn cuối cùng thật giết Thái Sơ đế quân, chỉ sợ cũng phải muốn hơn phân nửa cái mạng, đến lúc đó, Khương Phàm lại đột nhiên giết tới. Tên điên kia làm được loại chuyện này. Đây quả thực là vấn đề, trai sông biểu tượng, ngư ông đắc lợi, đế cấp. Chúng ta muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ, không có khả năng giữ lại quá nhiều đế tộc. Huyết Ma đế tộc, Huyền Vũ đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, cơ bản tuyên cáo diệt tộc, còn lại 4 nhiều nhất giữ lại 2 cái. Nếu như Long tộc các ngươi không nguyện ý vây bắt Thái Sơ đế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể liên hệ cùng Thái Sơ đế tộc, vây bắt Long tộc. Ngươi không cần uy hiếp ta, nếu quả thật muốn giữ lại Thái Sơ đế tộc, cũng không cần tới đây lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi muốn đầu Thái Sơ đế quân, có thể, để Khương Phàm và ta cùng một chỗ tiến công Thái Sơ đế thành. Hắn sẽ không tới, tuy nhiên ta ngược lại có thể cho ngươi chọn lựa đồng bọn. Hắc Ma đế quân, tại thời điểm chúng ta nói chuyện, Hắc Ma đế quân cũng đã cùng chúng ta kết minh, mà nhiệm vụ chúng ta an bài cho hắn đúng lúc là vây bắt Bắc Thái đế thành. Cho nên, hai bên các ngươi có thể hợp tác. Chương 3089 Huyết Ma đổi chủ 2. Trước liên thủ diệt Thái Sơ, sau liên thủ tiếp diệt Bắc Thái. Ma đế chiến lực mạnh nhất cùng yêu đế chiến lực mạnh nhất, nếu quả như thật toàn lực ứng phó, đạp diệt 2 đế thành, vẫn có thể làm được. Hồng Hoang Thiên Long nói xong, ha ha cười. Các ngươi đã 30.000 năm không có hoạt động gân cốt. Vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này làm nóng người. Long đế căm tức nhìn Hồng Hoang Thiên Long. Người đây là đều an bài tốt cho ta. Hồng Hoang Thiên Long đứng thẳng người dậy. Chúc ngươi may mắn, ta sẽ ở Thương Huyền chờ ngươi đi qua. Ngao Lê, Ngao Tấn, dọn dẹp một chút đi, bây giờ theo ta đến Thương Huyền, gặp chủ tử các ngươi một chút thiên hậu. Long đế. Vẻ mặt Ngao Lê cùng Ngao Tấn u ám, mặc dù chuyện sẽ không công bố ra ngoài, cũng có thể kích phát tiềm lực bọn hắn trùng kích bán đế, nhưng nghĩ tới muốn làm khế ước thú cho tiểu ni tử kia, trong lòng vẫn vô cùng kháng cự. Đi thôi, mang theo Ngao Minh. Long đế biết bọn hắn rất không thoải mái, sao hắn dễ chịu. Đại chiến Thương Huyền chỉ còn lại 3 vị Long thần, kết quả toàn bộ kéo đi rồi. Nhưng dưới cục diện trước mắt, hắn chỉ có thể nhịn. Cái này cũng chẳng khác gì là hai bên thỏa hiệp lẫn nhau, bọn hắn nơi này dùng 3 vị Long thần trợ lực thiên hậu trùng kích đế cảnh, Khương Phàm nơi đó cung cấp hoàn cảnh an toàn, bảo đảm siêu thần bọn hắn có thể biến đổi xương đế. 3 vị Long thần, đổi 1 tôn Long đế. Tại thời điểm Kiều Vô Hối, Hồng Hoang Thiên Long phân biệt tiếp Hắc Ma tộc cùng Long tộc, Đại Vương được Hồng Võ Thiên Thần, Lý Dần, Chu Thanh Thọ mấy người dẫn về Huyền Vũ đế tộc, Thiên Hậu mang theo Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và các khế ước thú, tiến về Bạch Hổ đế tộc, Thôn Thiên Ma Hoàng thì đi cùng Khương Thương tiến về Huyết Ma đế tộc. Huyết Ma đại lục là đại lục ma tộc, tương lai muốn thuộc về Thôn Thiên Ma Hoàng,
cho nên bây giờ trinh phạt đương nhiên cần hắn tự mình đi qua. Cân nhắc đến huyết ma đế quân không có chân chính tử vong, Khương Phàm an bài Khương Thương tự mình bồi tiếp, chuẩn bị bất chắc. Khương Phàm mang theo Đông Hoàng Như Ảnh, bí mật xuất hiện ở Tân Hải thuộc Thái Sơ Đại Lục, ngồi xem vở kịch lớn Tam Đế hỗn chiến. Mặc dù dự đoán Hắc Ma Đế quân cùng Long Đế sẽ thỏa hiệp, sau đó liên thủ vây bắt Thái Sơ Đế quân, nhưng vẫn lo lắng ngoại ý muốn nổi lên, cho nên hắn cần tự mình giám sát, để phòng bất chắc. An bài như vậy hẳn là không có vấn đề. Huyền Vũ Đế thành nơi đó, mặc dù hận thấu Thương Huyền, nhưng Huyền Vũ Đế quân, Huyền Vũ Thái Tổ, cùng Huyền Đàm, đều toàn bộ chiến tử, Huyền Vũ Đế tộc nếu như muốn sinh tồn tiếp, nhất định phải thỏa hiệp, tuyển định chủ nhân mới. Mà khẩu tài của Đại Vương, hẳn là có thể ứng phó. Bạch Hổ Đế tộc nơi đó, mặc dù Bạch Hổ hung hãn, nhưng không có Bạch Hổ Đế quân áp trận, Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Lão Yêu Thần đều đã chiến tử, Thiên Hậu mang theo Liệp Thần Thương đi qua, hẳn là có thể phá vỡ Đế Thành. Về phần Huyết Ma Đế Thành nơi đó, mặc dù có thể có chút phiền phức, nhưng vừa vặn dùng để lịch luyện Khương Thương, quá trình có thể có chút khó khăn trắc trở, cuối cùng hẳn không có vấn đề. Nhưng, Huyết Ma Đế Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải Huyết Ma Đế quân khôi phục, mà là Huyết Ma Đế Thành sớm đổi chủ. Man Hoang Đế tộc đã toàn diện rút khỏi Thương Huyền Đại Lục, từ nay sau khi, độc bá Huyết Ma Đại Lục. Khương Phàm hẳn là cảm ơn ta, chân chính thống ngự Thương Huyền Đại Lục. Man Hoang Đế Tổ đứng trên tường thành Huyết Ma Đế Thành, mở ra hai tay, cao giọng la lên. Tại thời điểm Khương Phàm đăng lâm thiên khải, hắn tự mình đuổi giết Huyết Ma Đế Thành. Trước đó còn không có nghĩ đến Khương Phàm có thể thật giết siêu cấp ma đế như Huyết Ma Đế Quân, hắn có khả năng cần lãng phí chút thời gian, không nghĩ tới, Huyết Ma Đế Quân lại bị phế đi, chỉ còn Huyết Linh Châu trốn về Đế Thành. Nếu như thế này, hắn liền không khách khí. Từ nay về sau, Man Hoang Đế tộc sẽ có được lãnh địa chân chính thuộc về mình. Từ nay về sau, Man Hoang Đế tộc thống ngự tất cả ma tộc Huyết Ma Đại Lục. Từ nay về sau, Man Hoang Đế tộc thoát khỏi tên Man Hoang, thực sự trở thành một thành viên ma tộc. Ngươi chính là lão già Man Hoang Đế tổ kia. Khương Thương lao lên đám mây, quan sát Đế Thành đứng vững trong huyết hải nguy nga cuồn cuộn. Lão già này có hư vô pháp tắc xác thực lợi hại, vậy mà có thể hoàn toàn ẩn nặc khí tức đế cảnh. Bọn hắn cũng không biết hắn rời khỏi Thương Huyền tiến vào chiếm giữ Huyết Ma Đế Thành. Man Hoang Đế Tổ đoán được thân phận Khương Thương, nụ cười cuồng nhiệt từ dữ tợn. Ngươi lại là tạp chủng từ đâu xuất hiện? Khương Thương ha ha cười, hai tay hở ra tóc dài, yêu nhã phun ra hai chữ. Ngu xuẩn! Vẻ mặt Man Hoang Đế Tổ dữ tợn biến thành giá lạnh, nhìn chằm chằm Khương Thương trong mây mù, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng cười khẩy nói. Ngươi là nhân ma giao hợp sinh ra, phụ thân mẫu thân của hắn là nhân tộc cùng linh tộc. Hắn là tạp chủng, người đây. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy mắng người khác còn tiện thể chửi mình. Man Hoang Đế Tổ chậm rãi vặn vẹo cái cổ, lộ ra miệng đầy răng nanh. Vốn muốn cho các ngươi cút về, để Khương Phàm đừng lại nhúng chàm Huyết Ma Đại Lục. Các ngươi đã không biết tốt xấu, vậy phải mời hắn tự mình đến một chuyến. Ha ha, chỉ bằng ngươi tự xưng đồ tạp chủng cũng xứng mời hắn đến. Ta nhổ vào. Khương Thương đã có oai hùng của Khương Phàm, lại có mỹ lệ của tinh linh, bộ dáng anh tuấn đến hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lời nói ra miệng không chút khách khí. Chân áp các ngươi, hắn đến cũng phải đến, không đến cũng phải đến. Không gian xung quanh Man Hoang Đế Tổ ầm vang sụp đổ, tĩnh mịch hắc ám bao phủ hắn, sau một khắc biến mất khỏi đế thành. Thứ đáng chết không chết, thích ăn đòn. Hai cánh Khương Thương mở rộng, khung trời cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Cuồng kích bốn phương tám hướng, ngang nhiên ra tay. Bên ngoài mấy chục dặm, Man Hoang Đế Tổ đang vượt qua không gian lọt vào khung trời bạo động, mặc dù không có bị lật tung đi ra, nhưng vẫn hiện ra quỹ tích. Khương Thương khóa chặt đạo quỹ tích kia, hai cánh bạo kích, hai tay như vô hình xé rách khung trời mênh mông, khung trời như đại mạc chập trùng, giống như sóng cả nhấc lên, vậy mà hướng sang hai bên ầm vang tháo chạy. Hắn thoạt nhìn không có động. Lại đối diện chạm vào nhau cùng Man Hoang Đế Tổ đang vượt qua thâm không. Chương 3090 xuất hiện không ngờ. Man Hoang Đế Tổ kinh ngạc, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, phất tay nhấc lên chiều dâng chôn vùi, như hắc ám hoành hành, khung trời sụp đổ, hiển hiện đến thế giới thật sự. Lồng ngực Khương Thương cuồn cuộn, hai tay chấn kích, nắm tay nhấc lên chiều dâng tự nhiên, như sơn hà bạo động, diễn biến tự nhiên vạn tượng hình thành hình dáng thế giới. Bá đạo bạo kích xung động thiên địa, càng chạm đến hệ thống pháp tắc.
như là đêm tối giáng lâm, nghênh kích thế giới ban ngày. Lại như hắc ám vô tận, chặn đánh ánh sáng vạn trượng. Càng giống là tử vong thâm uyên cùng thế giới tự nhiên toàn diện va chạm. Ầm ầm, hắc ám cuồn cuộn, tự nhiên cuồn cuộn, mênh mông mấy vạn dặm thiên địa đều lâm vào lắc lư vô tận. Khương Thương tháo chạy hơn trăm dặm, đạp thật mạnh rơi vào bên trên huyết hải chiều dâng cuồn cuộn. Sắc mặt hắn ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy tự tin, hai cánh bắn ra khung trời pháp tắc, nhấc lên vạn trượng cuồng phong, lần nữa đuổi giết man hoang đế tổ. Không sợ hãi. Man hoang đế tổ liên tục tháo chạy, đứng tại bên trong hư vô thâm không, hắn rất bất ngờ vì tiểu tử thần bí vậy mà có thể khóa chặt quỹ tích của hắn, chống cự thế công của hắn. Hắn là nhi tử Khương Phàm, lại có thể thao túng tự nhiên, hẳn là tinh linh thể, nhưng huyết mạch chu tước không thể nào truyền thừa, chỉ có thể là thần hoàng chi thể. Thần hoàng có thể thao túng không gian, nói đùa cái gì? Lão bất tử, nhớ kỹ tên của ta, Khương Thương. Khương Thương gào thét khắp bầu trời, cuồng chiến man hoang đế tổ. Thức tỉnh đến bây giờ, còn không có thống thống khoái khoái đánh một trận, tiểu gia hỏa, đừng để ta thất vọng. Man hoang đế tổ nghiêm túc, toàn bộ triển khai thực lực, song đế mạch bộc phát, hoắc loạn thâm không, chôn vùi vạn vật, khởi xướng thảm liệt bạo kích về phía Khương Thương. Oanh! Rầm rầm rầm, khung trời sụp đổ, thâm không bạo động. Khương Thương cùng man hoang đế tổ dã man giết tới cùng một chỗ. Man hoang đế tổ hung hãn cùng tàn bạo có tiếng tại thời kỳ hồng hoang, nhưng Khương Thương thuộc về nghé con mới đẻ không sợ cọp, quản ngươi cái gì đế tổ, quản ngươi cái gì song đế mạch, chính là dồn vào chỗ chết. Hỗn chiến đột nhiên vượt quá hai bên đoán trước. Thôn thiên ma hoàng không nghĩ tới huyết ma đế thành lại bị man hoang đế tộc chiếm đoạt. Nhưng hắn cũng không muốn tay không mà quay về. Nơi này sau này là đế thành của hắn, nơi này là đại lục của hắn. Khi Khương Thương cùng man hoang đế tổ giết đến điên, thôn thiên ma hoàng vượt qua huyết hải, tới gần đế thành. Bầu không khí man hoang đế tộc nơi đó càng khẩn trương. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn muốn bằng vào thái độ cường ngạnh đuổi đi chi đội trinh phạt của Thương Huyền, để Khương Phàm dám đến thương lược, cuối cùng chân chính đạt được huyết ma đế thành. Mới hảo hảo chỉnh đốn mảnh đại lục mênh mông này. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vậy mà đến một tên không muốn mạng, cũng dám trực tiếp khiêu chiến man hoang đế tổ bọn hắn. Mặc dù bọn hắn rất hy vọng nhìn thấy đế tổ hiện ra phong thái tuyệt thế, nhưng thật sợ đế tổ giết đỏ mắt, giết chết tân đế này. Đến lúc đó, Khương Phàm thật giết tới, mà còn không chết không thôi. Cái này hoàn toàn không phải kế hoạch ban sơ của bọn hắn. Hy vọng đế tổ có thể hiểu tình cảnh của chúng ta. Man Thiên Cương ngước nhìn bầu trời bạo động, hắn đương nhiên tin tưởng thực lực đế tổ hắn, cho dù Khương Phàm đích thân tới, đều không sợ hãi, nhưng Khương Phàm đồ sát thiên khải, hành động vĩ đại như thế thật sự để cho người ta lạnh mình, nếu quả như thật chém giết, cục diện cuối cùng chỉ có thể là triệt để sụp đổ. Thứ không biết sống chết. Bọn người Man Cát âm thầm tức giận mắng ra hỏa gọi Khương Thương kia. Phách lối cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, lấy tính cách đế tổ bọn hắn không sợ trời không sợ đất. Giết đỏ cả mắt thật có khả năng xé sống hắn. Đến lúc đó, Khương Phàm đến đây báo thù, bọn hắn chỉ sợ đều muốn chôn cùng. Bọn hắn không muốn chết, chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử kia có thể chống đỡ được, cuối cùng lại có thể chạy trốn. Nhưng, tinh linh thể chất, nhân tộc cùng tinh linh kết hợp nhân linh chi thể. Cái này chẳng phải nói, Khương Phàm cùng một vị tinh linh nào đó kết hợp rồi. Có thể đột nhiên xưng đế, tất nhiên là tiềm ẩn rất lâu, nói cách khác. Khương Phàm kiếp trước lưu lại hài tử tại tinh linh tộc. Tên điên kia thật mẫu thân nó, phóng khoáng. Kiếp trước mặc dù chết rất thảm, nhưng ngẫm lại hắn họa hại nữ tử, cũng coi là mẫu thân nó đáng giá. Đa số các cường giả man hoang đế tộc đều phân tán đến trên tường thành nam bộ nguy nga rộng rãi, ngước nhìn siêu cấp đế chiến chém giết oanh oanh liệt liệt, nhưng không có chú ý tới thôn thiên ma hoàng rõ ràng rút lui mấy ngàn dặm. Tránh ra thật xa chiến trường đế cấp đang lặng yên không tiếng động ẩn núp đến sâu trong huyết hải mênh mông xung quanh đế thành, vây quanh bắc bộ đế thành, thôn vệ mãnh liệt huyết triều. Tường thành bắc bộ đế thành, nơi này mặc dù đóng giữ nước cờ man hoang tộc nhân, nhưng cường giả chân chính đều tụ tập đến nam bộ. Mà sức mạnh bảo vệ đế thành chân chính ở chỗ huyết đạo pháp tắc huyết ma đế quân, mà huyết linh châu huyết ma đế quân đang bị trấn áp tại sâu trong đế thành. Bị man hoang đế tổ hấp thu đến trạng thái cực độ mệt mỏi, đã vô lực khống chế huyết đạo pháp tắc. Man hoang đế tộc lại vừa mới khống chế nơi này, còn chưa kịp bố trí pháp tắc phòng ngự của chính mình. Cho nên, hệ thống phòng ngự toàn bộ đế thành, kỳ thật cũng không hoàn thiện. Thậm chí có thể nói, không có man hoang đế tổ khống chế,
phòng ngự nơi này đối với huyết ma đế quân, siêu thần đã hư hóa vượt qua 8 phần mà nói, không chịu nổi một kích. Ong ong ong, vòng xoáy mãnh liệt rất nhanh xông đến huyết hải cuồn cuộn Bắc Bộ đế thành. Mới đầu bên trong sóng lớn lao nhanh đang bị dìm ngập, không có người nào chú ý, nhưng theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn, hơn vạn, vòng xoáy dẫn phát chiều dâng xé rách kinh khủng, phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Bắc Bộ xuất hiện địa tầng đổ sụp, muốn hút khô huyết hải toàn bộ Bắc Bộ. Thông báo tộc trưởng, Bắc Bộ có dị động. Huyết hải Bắc Bộ đổ sụp, phạm vi vòng xoáy đang hướng tới gần cửa thành. Các cường giả man hoang trấn thủ Bắc Bộ rốt cuộc cũng bị kinh động, đánh rách tả tơi hư không, thẳng đến tường thành Nam Bộ. Chương 3091 máu khắp đế thành 1. Bọn hắn có thể xé rách không gian, tốc độ thật nhanh. Từ Nam đến Bắc, vượt qua khoảng cách 500 dặm, mười mấy 20 phút liền đến. Bắc Bộ, chẳng lẽ bọn hắn còn rất nhiều cường giả? Man Thiên Cương kinh hãi, lập tức hô to. Toàn thể nghe lệnh, chạy tới Bắc Bộ cho ta. Man Thiên Tứ vội vàng nói. Toàn bộ, Nam Bộ làm sao bây giờ? Phía trước chính là chiến trường đế cấp, phạm vi ba động mấy vạn dặm, trừ phi Khương Phàm đích thân đến, ai dám tiến công từ nơi này? Toàn bộ tập kết Bắc Bộ cho ta. Nhanh nhanh nhanh. Man Thiên Cương lo lắng thét lên ra lệnh, hai cánh chấn kích, vỡ vụn không gian, thẳng đến tường thành Bắc Bộ. Bên ngoài thành Bắc, vòng xoáy cuồn cuộn, dẫn hải chiều rát mênh mông không ngừng liên tục hội tụ. Không chỉ có mặt biển Bắc Bộ nhanh chóng hạ xuống, mặt biển địa khu khác đều đang không ngừng giảm xuống. Đây cũng không phải là hải triều máu tươi bình thường, mà là siêu cấp huyết hải tượng trưng cho huyết đạo pháp tắc, chiếm cứ huyết ma đế thành mười mấy vạn năm, phạm vi dài nhất đạt tới 170.000 dặm, ngắn nhất đều có 13 vạn dặm, chiều sâu càng thẳng tới địa tầng, tương đương với siêu cấp hải dương trong đất liền. Thôn Thiên Ma Hoàng thôn nạp đại dương mênh mông, dung luyện huyết đạo, hình thể từ 3m đến 30m, 300m. 3.000 mét. Kéo dài bành trướng, kéo dài cường hãn, phạm vi hư vô nhanh chóng từ 8 phần đến 9 phần, hướng về chân chính bán đế cường thế mà bước lên. Khi bọn người Man Thiên Cương đuổi tới Bắc Bộ, thôn Thiên Ma Hoàng đã cao tới vạn mét, lỗ chân lông toàn thân đều đang kịch liệt đóng mở, hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy, biến thành lò luyện kinh khủng, lấy thôn phệ chiều dâng không thể địch nổi tụ tập năng lượng minh mông huyết hải. Vòng xoáy xung quanh tiếp tục tăng vọt, thẳng tới cửa thành đế thành. Đến nổi pháp trận khác trên cửa thành, cùng nham thạch cứng cỏi đều hứng chịu mãnh liệt xé rách. Thôn phệ, không thể nghi ngờ là một trong năng lượng bá đạo nhất thế gian. Thôn Thiên Ma Hoàng, hắn không phải lui ra khỏi chiến trường sao? Man Thiên Cương luống cuống, nhìn siêu cấp ma khu đang tiếp tục bành trướng, vậy mà không biết nên như thế nào phòng ngự. Phòng được sao? Khẳng định không phòng được. Không phòng được làm sao bây giờ? Liều chết chống đỡ, liều mạng sao? Đang tại thời điểm không biết làm sao bây giờ, Man Hoàng Đế Tổ đang cuồng chiến tại Nam Bộ đã nhận ra huyết hải đế thành đang thay đổi. Liều chết thủ đế thành cho ta. Man Hoàng Đế Tổ nhìn về Bắc Bộ nơi xa bỗng nhiên biến sắc, không phải sợ đế thành bị hủy, mà trong huyết ma linh trì bên trong đế thành còn có huyết linh châu huyết ma đế quân. Hắn vừa hấp thu một phần nhỏ, chuẩn bị giữ lại bồi dưỡng càng nhiều ma hoàng. Tuyệt đối không thể để thôn thiên ma hoàng đạt được. Tổ kiến hàng rào hư vô. Phân lưu huyết hải triều dâng. Man Thiên Cương đạt được chỉ lệnh, dứt khoát bạo khởi, hai tay chấn động, ngẩng đầu lên trời hét lớn, ma dực vỡ nát không gian, thâm không đổ sụp, diễn biến hư vô thâm uyên. Diễn biến hư vô thâm uyên, tổ kiến hư vô hàng rào, nhanh nhanh nhanh. Man Thiên Tứ, Man Cát các thần tôn, các thánh hoàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bên ngoài tường thành, riêng phần mình vỡ vụn thâm không, hiện ra truyền thừa hư vô. Hình thành một cái tiếp theo một cái lỗ đen hư vô. Bọn hắn muốn vận dụng, chiến thần tức giận, mượn tới lực lượng đế quân, nhưng đế quân đang đại chiến, bọn hắn không dám mạo phạm, cũng may số lượng khổng lồ, rất nhanh trải rộng bên ngoài thành Bắc, giống như đã phủ lên rộng lớn tấm màn đen, từ không trung thẳng tới đáy biển, giống như cưỡng ép đào ra một đầu vực sâu, cắt đứt liên hệ giữa đế thành cùng huyết hải. Thôn Thiên Ma Hoàng thân cao 3 vạn mét, thông thiên đạt địa, toàn thân dày đặc vòng xoáy đột nhiên khép kín. Biến thành chiến khu màu đỏ như máu nhúc nhích quái dị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh, mười mấy vạn dặm huyết hải đều trở nên bình tĩnh. Ai cũng không thể nào lui, liều chết chống đỡ cho ta. Man Thiên Cương tiếp tục kích phát tiềm lực, duy trì vòng xoáy hư vô của mình.
Đến hàng vạn mà tính cường giả man hoang tạo thành mấy vạn vòng xoáy hư vô, lít nha lít nhít kết nối cùng một chỗ, lẫn nhau tăng cường, lẫn nhau liên lụy. Bọn hắn giã tính mà hung hãn, bọn hắn cường thế càng bá đạo, nhưng giờ phút này đều cảm nhận được mãnh liệt áp bách đến từ phương xa. Lấy uy lực toàn tộc đối kháng thôn thiên ma hoàng. Giống. Thôn thiên ma hoàng đột nhiên bước lên về phía trước, miệng mở lớn, miệng đầy răng nanh, một cái vòng xoáy từ miệng thẳng tới khoang bụng. Ầm ầm tiếng vang như biển máu ngập trời, giống như thiên băng địa liệt, trăm vạn dặm huyết ma đại lục đều nghe được âm thanh oanh minh nào. Sau một khắc, trong mồm đang há to tuôn ra cỗ gió lốc huyết triều, như huyết long xuất huyên, hoành hành 80 dặm thiên địa, đụng phải hàng rào hư vô. Hơn phân nửa huyết hải ngưng tụ mà thành huyết sắc gió lốc, tương đương với tầng tầng áp xúc ức vạn tấn máu tươi, lực bộc phát kinh khủng đủ để dễ như trở bàn tay đánh tan bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Thôn thiên ma hoàng trong lúc nuốt luyện đồng thời bảo lưu lại huyết đạo pháp tắc đặc biệt trong huyết hải. Ầm ầm, huyết chiều cuồng kích, không ngừng liên tục đụng chạm chôn vùi vực sâu. Vực sâu giống như không gian pháp trận, huyết chiều cưỡng ép di chuyển. Nhưng, thế công huyết chiều mãnh liệt, mang theo huyết đạo trùng kích, không chỉ có phá hủy lấy vực sâu, càng đánh thẳng vào huyết mạch của bọn hắn. Vực sâu kéo dài hơn trăm dặm chôn vùi kịch liệt ba động giống như muốn bị cưỡng ép phá tan. Số lượng lớn cường giả bạo thể mà chết. Duy trì vòng xoáy hư vô liên tiếp diệt vong. A à, mạnh như man thiên cương đều đau đớn không chịu nổi, huyết dịch ngược dòng, hoắc loạn toàn thân, huyết mạch hỗn loạn, áp chế truyền thừa. Ngắn ngủi không đầy 3 phút, hư vô hàng rào man hoang toàn tộc xây dựng bị đâm đến thất linh bát lạc, chết bất đắc kỳ tử ít nhất 5.000 người trở lên. Thôn thiên ma hoàng cất bước cuồng kích, lấy uy lực thôn thiên nạp địa khống chế huyết hải bắc bộ trầm xuống mấy ngàn thước. Nhấc lên khủng bố biển động che khuất bầu trời, liên miên bất tuyệt, sôi trào bạo động, hướng về phía huyết ma đế thành bao phủ. Máu khắp đế thành, đã từng là mênh mông huyết hải sông hộ thành huyết ma đế thành kiêu ngạo nhất bây giờ thành, thiên quân vạn mã phá hủy đế thành. Man thiên cương mấy người toàn diện tháo chạy, tường thành kiên cố lung lay sắp đổ. Chương 3092 máu khắp đế thành 2. Thôn thiên ma hoàng lấy uy lực thôn thiên, pháp lệnh đại dương mênh mông. Tiếp tục nhấc lên bạo kích không ngừng, huyết chiều cuồn cuộn bao phủ tường thành, tràn vào đế thành, huyết quang chiếu trời, mùi tanh vô biên, rung động mà khủng bố. Một đám phế vật. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Man hoang đế tổ giã tính gầm thét, sau khi đẩy lui Khương Thương, lần nữa bộc phát. Hai mắt đen kịt, nổ lên chiều dâng chôn vùi kinh khủng, trong chốc lát phóng thích, vậy mà hóa thành ức vạn yên diệt tỏa liên, ẩn chứa kỳ diệu pháp tắc, giao hòa cùng hệ thống thế giới. Cuồng kích kịch liệt nhanh chóng bao phủ trăm ngàn dặm thâm không, lít nha lít nhít, lọt vào trong tầm mắt đều là chôn vùi, muốn vỡ nát hết thảy bên trong thâm không, uy thế kinh khủng như ngay cả tinh hà đều muốn xoắn nát. Hai mắt bộc phát, đồng thời hai cánh cuồng kích, khống chế hư vô pháp tắc, cộng minh cùng chôn vùi, giao hòa cùng vũ trụ, bóng tối vô tận đại bạo động, không chỉ có ẩn chứa tuyệt thế sát uy dễ như trở bàn tay tàn sát hết thảy, càng tràn ngập ba động vạn vẹo răng khắp nơi, đó là dày đặc không gian đảo lộn. Chôn vùi phía trước, hư vô ở phía sau. Chôn vùi bạo động, hư vô vặn vẹo. Không chỉ là hủy diệt, càng là hoắc loạn. Thế công siêu cường bộc phát toàn diện, không chỉ có ẩn chứa song đế sát uy, càng là chôn vùi cường hãn đăng phong tạo cực. Trên người man hoang đế tổ, song đế phối hợp tuyệt đối không chỉ là một thêm hai. Khương Thương vừa mới ổn định liền bị chôn vùi cùng hắc ám bao phủ đập vào mặt. Chôn vùi chiều dâng như ức vạn lôi đình, khủng bố tuyệt luân. Giống như muốn đánh nát hắn thành bột phấn, mà hắc ám bạo động theo sát mà tới, không chỉ có áp chế hắn, càng di chuyển lấy hắn, giống như muốn hắn lưu vong vũ trụ thâm không. Man hoang đế tổ nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Thương, quay người đuổi giết đế thành, muốn chém giết thôn thiên ma hoàng kia, thuận tiện mang đi huyết linh châu huyết ma đế quân. Lão bất tử, xem thường ai đây? Khương Thương bạo tẩu bên trong hoắc loạn cùng chôn vùi, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tóc dài bay loạn. Hắn cường thế câu thông, thiên địa huyền hoàng. Thiên địa minh mông, sơn hà rộng lớn đều bạo động kịch liệt, như là thanh thiên thế giới bỏ ra phúc lợi, giao phó thiên địa bảo vệ thế giới. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Khương Thương ngạnh kháng chôn vùi chiều dâng, đạp nát hắc ám bạo động, bao quanh cực hạn thiên địa bảo vệ cùng huyền hoàng đại đạo, như là viễn cổ bất hủ đại đế, không sợ hết thảy. Hai cánh hắn bạo kích, vần quanh khung trời pháp tắc, sôi trào khung trời chiều dâng, vượt qua 700 dặm chiến trường. Cường thế giết tới phía sau man hoang đế tổ. Sắc mặt man hoang đế tổ hơi biến đổi, bỗng nhiên quay người,
một tiếng hét giận dữ, toàn thân hiển hiện huyết văn quỷ dị, hướng về trán lan tràn, kịch liệt xen lẫn hóa thành một đạo huyết chú kinh khủng. Trong chớp mắt, hư không rung động, vũ trụ gợn sóng, huyết chú từ trên trán bạo kích, đánh về phía Khương Thương đối diện. Huyết chú, quy hư. Yên Diệt cùng hư vô hai cỗ pháp tác dựng dục ra siêu cấp sát chiêu bên trong nhân ma chiến khu của hắn. Hội tụ sự kỳ diệu của hai đạo pháp tác nhưng lại áp đảo phía trên hai đạo pháp tác. Đây không phải điệp ra, mà là cực hạn mạnh hơn. Có thể làm cho vạn vật quy hư, thời gian, không gian, pháp tác các loại đều sẽ sụp đổ trước mặt hắn, triệt để xóa đi khỏi hệ thống thế giới. Thật giống như ngươi chưa từng xuất hiện qua từ thế giới này, càng không có bất kỳ khả năng còn sống gì. Linh hồn Khương Thương hồi hộp, huyết mạch thiết chặt, đây là đế cảnh chiến khu biết trước nguy hiểm, là nhắc nhở hắn tránh né. Nhưng, gương mặt Khương Thương dữ tợn, dã tính mà bá liệt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại tốc độ tăng vọt, ép buộc huyết mạch thiêu đốt, ép buộc chiến khu bạo tẩu, lấy sự kỳ diệu của Niết Bàn, hiện ra cực hạn tiềm lực mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn đang thả ra thiên địa huyền hoàng đạt đến cực hạn, như là dung nhập giữa thiên địa, lại như là hóa thân của thiên địa. Đây không phải pháp tắc, lại mạnh hơn pháp tắc. Đây là thiên địa bảo vệ, không thể phá diệt. Là thế giới chỉ lệnh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ầm ầm, quy hư huyết chú đối kháng thiên địa huyền hoàng. Nháy mắt bạo kích, dẫn động thế giới oanh minh, dung chuyển hệ thống pháp tắc. Không chỉ có huyết ma đại lục phát sinh run rẩy kịch liệt, bên ngoài mấy triệu dặm Khương Phàm, Tinh Linh đế quân, Thái Sơ đế quân, tất cả đế quân mấy người đều có phát giác. Thái Sơ đại lục đông bắc bộ. Khương Phàm ngóng nhìn phương đông, cẩn thận cảm giác hệ thống thế giới đang ba động vô cùng. Sát lục pháp tắc đang dung chuyển, hẳn là thiên hậu đang thôi động liệp thần thương tiến công Bạch Hổ đế thành, sát phạt pháp tắc Bạch Hổ đế thành đang phản kích. Nhưng ngoài ra còn có ba động càng kịch liệt, không giống như là huyết đạo pháp tắc, càng giống là hư vô pháp tắc. Đông Hoàng như ảnh bồi ở bên cạnh Khương Phàm, có thể thông qua cánh cửa hư không cảm giác diễn sinh pháp tắc. Hư vô, Man Hoàng đế tổ sao? Khuôn mặt Khương Phàm có chút động. Ba động vị trí hẳn là huyết ma đế thành. Đông Hoàng như ảnh cẩn thận cảm giác. Quái vật kia đang ở huyết ma đế thành. Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng. Man Hoàng đế tổ thừa dịp thiên khải đại chiến, đánh lén huyết ma đế thành. Hắn ngay cả tổ địa cũng không cần, toàn tộc di chuyển đến huyết ma đại lục. Quái vật kia khống chế hư vô pháp tắc mạnh như thế sao? Trước đó vậy mà hoàn toàn ẩn nấp đế uy của mình. Chúng ta đều thắng được thiên khải đại chiến, hắn thấy không rõ thế cục sao? Đông Hoàng như ảnh không hiểu rõ tôn quái vật kia rốt cuộc có phương thức tư duy gì, trước đó vọng tưởng thôn phệ xí thiên giới, bây giờ còn muốn đến trêu chọc dâu hùm. Thứ không biết sống chết. Khương Phàm nhìn Man Hoàng đế tổ không có can thiệp hắn lên trời chứng đạo, cũng không có quấy rối thiên khải chiến trường, trong lòng coi như hài lòng, cũng muốn sau đó cùng hắn đàm phán một trận. Không nghĩ tới đến chết không đổi, lại muốn tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Đông Hoàng như ảnh nói. Chúng ta đi qua không? Khương Thương mặc dù rất mạnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của Man Hoàng đế tổ. Man Hoàng đế tổ nếu quả thật muốn tuyên chiến cùng chúng ta, rất có thể sẽ giết Khương Thương tế cờ. Khương Phàm ngóng nhìn Thái Sơ đế thành, hơi suy nghĩ nói. Hắc ma cùng Long đế còn không có liên hệ, tạm thời hẳn sẽ không tiến công. Đi huyết ma đại lục. Tốc chiến tốc thắng. Nơi này cách huyết ma đế thành hơn 2 triệu dặm, chỉ mong Khương Thương có thể kiên trì. Đông Hoàng như mở ra không gian, thôi động cánh cửa hư không đi huyết ma đế thành. Chương 3093 ma đế bản nguyên. Huyết ma đế thành. Va chạm mạnh không có gì sánh kịp, vô tình sụp đổ không gian, để thiên địa rối loạn, đại đạo mất cân bằng, càng có hoắc loạn huyết chú ở trong chớp mắt để thiên địa quy hư, vạn vật băng diệt. Đế thành nguy nga vừa mới bị huyết hải bao phủ, tiếp theo bị kinh khủng đế uy sụp đổ. Vài vạn năm, sừng sững không ngã, một trận đế chiến, trầm luân huyết hải. Cường giả Man Hoang đế tộc mới vừa may mắn còn sống từ trong cuồng chiều huyết hải lọt vào vô tình, đổ sát cho dù trốn vào thâm không, cũng bị hỗn loạn kinh khủng nghiền nát. Thôn Thiên Ma Hoàng đang muốn đột phá tường thành, cũng bị đế uy kinh khủng bao phủ. Bên trong đế uy tràn ngập quy hư. Rối loạn các loại để thân thể hắn cưỡng ép tăng vào thảm tao trọng thương. Giống. Man Hoàng đế tổ vỡ nát phế tích, giết ra huyết hải, gào thét thiên địa. Giờ khắc này, hắn thật nổi giận, thời gian qua đi trăm vạn năm, lần đầu tiên toàn lực xuất kích, lại là cục diện như vậy. Tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện vậy mà có thể cùng hắn đối kháng chính diện.
hắn là man hoang đế tổ. Hắn là siêu cấp nhân ma thời kỳ hồng hoang. Hắn từng là siêu cấp chiến binh để cho vô số đế quân kiêng kỵ. Gọi ra ra ngươi sao? Ra ra không chết, đang ở đây. Khung trời bạo loạn, thiên địa rung chuyển, ánh sáng rực rỡ bành trướng nhảy lên, cỗ ba động cực kỳ kỳ diệu giống nhịp tim thế giới. Khương Thương đang gầm thét bên trong niết bàn trùng sinh. Lấy tự nhiên đại đạo, diễn dịch sự kỳ diệu niết bàn. Tiểu tử, hôm nay không phá hủy ngươi, ta cũng không phải man hoang đế tổ. Man hoang đế tổ nổi giận, hai cánh cuồng kích, hủy trời diệt đất, giống như lỗ đen uốn lượn, xé rách thiên địa không gian, đuổi giết Khương Thương. Lão già, hôm nay giết không được ta, đổi họ thành của ta đi. Lão tử đến một chuyến huyết ma đại lục, tìm cháu trai cho Khương gia. Khương Thương tà ác bá liệt, thân quấn phong bạo khung trời, ngang nhiên đuổi giết man hoang đế tổ. Ầm ầm, khung trời hoắc loạn, hư vô hoành hành, hai cỗ hư không pháp tắc phía dưới diễn sinh pháp tắc toàn diện va chạm. Một cái bầu trời sôi trào, một cái hắc ám bạo động, giống như ánh sáng cùng đêm tối tranh hùng, dẫn phát tuyệt thế dung chuyển trên không phế tích đế thành. Khương Thương cùng man hoang đế tổ ở trên trời giống như bạo động mà chém giết kịch liệt. Man hoang đế tổ cực kỳ cường hãn. Sau khi triệt để bị chọc giận, thế công cùng thực lực tiếp tục tăng vọt, cơ hồ hoàn chỉnh tái hiện phong thái đại sát thiên hạ thời đại hồng hoang. Nhưng, ỷ vào cực lớn để hắn chân chính uy hiếp quần hùng, chấn áp đế quân, chủ yếu vẫn là khống chế hư vô pháp tắc, để hắn không chỉ có thể tùy tiện hoành hành ở trong thiên địa, càng có thể phối hợp chôn vùi hiện ra điệp ra uy lực và năng lượng. Mà bây giờ hắn gặp phải Khương Thương, hết lần này tới lần khác nắm trong tay cùng thuộc không gian đại pháp tắc, khung trời pháp tắc. Mặc dù trình độ khống chế cùng vận chuyển còn chưa kịp man hoang đế tổ trăm vạn năm, nhưng dùng để quấy nhiễu cùng chống cự, vẫn dư xài. Khác chính là tự nhiên pháp tắc của Khương Thương, ngụ ý sinh sôi không ngừng, vạn vật hưng thịnh, đối ứng với yên diệt pháp tắc hắc ám cùng tử vong, quả thực là hai thái cực. Mặc dù cũng là khống chế cùng thi triển kém hơn man hoang đế tổ trăm vạn năm lĩnh hội nghiên cứu, nhưng chôn vùi muốn chấn áp tự nhiên, cũng tuyệt đối không phải quá dễ dàng. Về phần không thể phá vỡ thiên ma chiến khu, Khương Thương có thể niết bàn trùng sinh, cũng đủ để đối kháng. Khung trời đối kháng hư vô. Tự nhiên nghênh chiến yên diệt. Thiên ma ngạnh kháng niết bàn. Bọn hắn tựa như là hai đối thủ số mệnh với nhau, vô cùng có khả năng thế lực ngang nhau, cũng có khả năng trở thành khắc tinh lẫn nhau. Hư vô pháp ấn. Yên diệt đạo ngấn. Song quyền man hoang đế tổ dẫn động yên diệt đạo ngấn, hai cánh nhấc lên hư vô pháp ấn. Mang theo bóng tối vô tận lao xuống bạo kích, nghênh kích Khương Thương. Thiên địa sát quyền, thương khung phong bạo. Khương Thương hét giận dữ ngẩng đầu lên trời cao, hai tay pháp lệnh tự nhiên, khống chế thiên địa mênh mông, diễn biến hình dáng thế giới tự nhiên hoa mỹ, hai cánh càng nhấc lên chiều dâng long trời lở đất giống như khung trời, phóng lên tận trời, nghênh chiến man hoang đế tổ. Ầm ầm, song đế tranh hùng, hủy trời diệt đất. Đế thành nguy nga triệt để hủy diệt tại bên trong ba động khủng bố, mười mấy vạn dặm đất bằng bị sang phẳng, huyết hải thì sóng lớn ngập trời, thanh thế vô biên. Khương Thương có thể rõ ràng cảm nhận được man hoang đế tổ cường hãn, cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu so với cùng Thái Sơ đế quân, là cảm giác áp bách kinh khủng, là cảm giác tử vong hồi hộp, nhưng, loại nguy cơ này ngược lại khơi dậy chiến ý hắn. Đều là song pháp tắc, người lại có thể mạnh tới đâu? Tìm được. Thôn Thiên Ma Hoàng đang ở sâu trong huyết hải cuộn trào mãnh liệt, tìm được phế tích đế thành lún xuống. Đế thành phạm vi mấy trăm dặm bị phá thành mảnh nhỏ, hơn mấy ngàn vạn bộ phận thành sụp đổ, theo huyết hải chiều cường nhấc lên trôi đi. Thôn Thiên Ma Hoàng tìm tới chính là huyết ma đại điện. Cả tòa đế thành đều bị hủy, huyết ma đại điện lại rộng rãi như lúc ban đầu, cơ hồ không có nhận bao nhiêu tổn thương. Trong ngoài đại điện trải rộng vết máu, giống như ngàn vạn huyết long quay quanh. Khủng bố nhìn thấy mà giật mình, cũng có huyết đạo vĩnh hằng uy nghiêm. Sâu trong huyết ma đại điện có một mảnh huyết trì. Quy mô không lớn, cũng chỉ có 3-500 mét, nhưng bên trong phun trào huyết khí lại có đế uy cực kỳ khủng bố. Đây mới thực là đế huyết. Đây càng là cấm địa huyết ma đế quân tu luyện. Huyết triều mãnh liệt, huyết khí bốc hơi, huyễn hóa ra sông núi huyết sắc, rừng rậm màu máu, còn có huyết sắc linh thể, như là một thế giới được huyết sắc ngưng tụ. Tinh hồng kinh dị, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Một khu đế huyết, không thể nghi ngờ là huyết dịch tinh hoa thuần túy nhất thế gian. Chương 3094 chết thật rồi sao? Không chỉ có thể cung cấp huyết ma đế quân tu luyện, cũng có thể cam đoan huyết ma đế quân sau khi bị thương nhanh chóng khôi phục,
cái này có thể nói là siêu cấp kho máu của huyết ma đế quân. Ví dụ như bây giờ, huyết ma đế quân tại Thiên Khải binh giải, đưa huyết linh châu trốn về đế thành, chính là muốn mượn dùng huyết trì tái tạo chiến khu. Bởi vậy có thể thấy được, tầm quan trọng của huyết trì này. Người đang ở đây, thôn thiên ma hoàng đi đến bên cạnh huyết trì, kích động nhìn huyết châu chìm nổi trong thế giới huyết sắc. Huyết linh châu to như đầu ma, khuấy động đế uy kinh khủng, càng bành trướng lấy huyết đạo pháp tắc, để huyết mạch toàn thân thôn thiên ma hoàng vừa mới đến gần nghịch loạn, khó mà tự điều khiển. Huyết ma đế quân, người còn sống không? Thôn thiên ma hoàng vô cùng cảnh giác, phải biết, huyết linh châu, huyết ma tộc tương đương với tồn tại giống như mệnh nguyên, bên trong có hoàn chỉnh hồn phách chi nguyên, huyết nhục chi nguyên, cùng ngọn nguồn linh lực, chỉ cần bảo toàn huyết linh châu, thì tương đương với bảo toàn sinh mệnh bản nguyên, hoàn toàn có thể mượn nhờ minh mông huyết hải trùng tu, thậm chí là trùng sinh. Đối với huyết ma đế quân mà nói, chỉ cần linh hồn vẫn còn thì có thể khống chế huyết đạo pháp tắc, có uy lực cường đại. Man hoàng đế tổ vậy mà giữ lại nó, còn đặt ở trong huyết trì. Hoặc chính là đã thật giết hắn, hoặc chính là đang cho hắn cơ hội trùng sinh, sau đó cường cường liên hợp. Đường đường đế quân, lưu lạc đến tận đây, quả thực đáng thương. Ngươi thần phục man hoàng đế tổ rồi. Huyết ma đế tộc đè ép man hoàng trăm ngàn năm, cuối cùng biến thành chó săn của man hoàng đế tổ. Thôn thiên ma hoàng dùng ngôn từ kích thích, thử thăm dò tới gần, hắn không dám mạo hiểm. Nếu như gia hỏa này không chết, cố ý chờ hắn tới gần, hoặc là lúc đang thôn vệ đột nhiên dẫn phát huyết đạo pháp tắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết linh châu ở trong huyết trì chập trùng lên xuống, không có bất kỳ ba động gì. Thôn thiên ma hoàng đột nhiên há miệng, thôn vệ chiều dâng bộc phát, làm bộ muốn thôn vệ huyết linh châu, thực tế là thôn vệ đế huyết trong huyết trì. Kết quả, huyết linh châu vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì, dù là nhỏ xíu nhất. Ngươi chết. Thôn thiên ma hoàng cơ bản xác định, thoáng chần chờ, há miệng cuốn lên huyết linh châu, một phát bắt được. Huyết linh châu giống như là đế tâm minh mông, khuấy động cường đại huyết chiều ba động, đánh thẳng vào toàn thân huyết mạch của hắn, nhưng không có bất kỳ tính tấn công gì. Thôn thiên ma hoàng có chút hoảng hốt, chết thật rồi. Huyết ma đế quân vì đào thoát thiên khải, khuất nhục binh giải, nhưng trở lại đế thành liền bị giết. Man hoàng đế tổ thật hung ác, nếu như giữ lại huyết ma đế quân. Để nó tái tạo chân thân, tất sẽ là trợ lực cường đại. Nhưng, trực tiếp liền giết đi, cái này. Huyết ma đế tộc trấn áp man hoang thời gian vô tận, cuối cùng bị man hoang tiêu diệt, đây là nhân quả tuần hoàn sao. Thôn thiên ma hoàng rời khỏi đại điện, nuốt cả tòa đại điện vào trong thân thể, nhanh chóng rời khỏi đáy biển. Lúc này man hoang đế tổ cùng Khương Thương đánh hừng hực khí thế. Man hoang đế tổ nương tựa theo siêu cấp chiến khu song đế mạch cường đại khống chế. Cùng lắng động trăm vạn năm, bắt đầu toàn diện áp chế Khương Thương. Siêu cấp nhân ma còn sống trăm vạn năm vẫn quá mạnh. Khương Thương, huyết linh châu tới tay, rút lui trước. Thôn thiên ma hoàng xông ra huyết hải, hướng phía bầu trời hô to. Không biết sống chết, để xuống cho ta. Man hoàng đế tổ giận dữ, đang diễn biến hư vô đại mạc cuồng quyển thâm không, giống như xé rách đến vô hạn vũ trụ, đối diện lật ngược Khương Thương đang dây dưa. Lập tức quay người đuổi giết thôn thiên ma hoàng. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Đối thủ của ngươi là ta. Toàn thân Khương Thương trong suốt, cường quang sáng chói, bên trong hiện lên cảnh tượng thiên địa, sơn hà mê ảnh, hắn giao hòa cùng toàn bộ tự nhiên hệ thống, cuồng lực cuồn cuộn, ngạnh hán lấy hư vô đại mạc, truy kích man hoàng đế tổ. Ta nói đi rồi sao? Man hoàng đế tổ làm bộ rời khỏi đột nhiên lộn vòng, đón Khương Thương khởi xướng bạo kích. Khương Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng man hoang đế tổ đối diện chạm vào nhau. Lần này gặp phải vô cùng đột ngột. Hai bên cũng không kịp thi triển cực hạn truyền thừa. Hoặc là, man hoang đế tổ liều chính là cái này. Bí thuật truyền thừa đều không cần, mạnh yếu muốn nhìn thể chất. Tinh linh mạnh, hay thiên ma chiến khu càng mạnh. Không hề nghi ngờ, thiên ma chiến khu mạnh hơn gấp 10 lần. Đùng. Phốc phốc. Một tay man hoàng đế tổ bóp lấy cổ Khương Thương, một tay đánh xuyên lồng ngực, hai cánh điều khiển như cánh tay, gào thét lên chống đỡ hai tay Khương Thương. Niết bàn ba lần, người còn có thể niết bàn không? Chiến thần tức giận. Man hoàng đế tổ khống chế Khương Thương sau một khắc, chiến khu thẳng tắp kịch liệt nhúc nhích, một cỗ uy lực và năng lượng cường đại ầm vang bộc phát. Cái gọi là chiến thần tức giận, không chỉ là khế ước tộc nhân có thể mượn dùng lực lượng của hắn, càng có thể tại thời điểm hắn cần. Hấp thu lực lượng tộc nhân đã khế ước.
Đây cũng là nguyên nhân hắn cực lực muốn bồi dưỡng khế thực lực ước tộc nhân. Thực lực của hắn đã đến cực hạn, muốn tăng cường thì cần bọn hắn càng mạnh. Mà, hắn cấp cho tộc nhân lực lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tương đương với bố thí, mà hắn mượn dùng lực lượng tộc nhân, thì là bá đạo đòi lấy. Bọn người Man Thiên Cương đang trốn xa trong hư không không có chút nào phòng bị, tim đập loạn, ý thức hắc ám, trong chốc lát lâm vào hôn mê, chiến khu thẳng tắp mấy chục mét bắt đầu khô quắt như thi thể. Ngũ đại ma hoàng, năm cỗ tế hiến. Mặc dù không đến mức để thực lực man hoang đế tổ xuất hiện tăng lên về chất, nhưng nháy mắt bộc phát, cũng cho thực lực hắn mạnh hơn bộc phát ra thế công cường đại. Giống, toàn thân man hoang đế tổ nhúc nhích, há miệng điên cuồng gào thét, một cỗ yên diệt cùng hư vô chiều cường trong nháy mắt nổ tung từ bên trong ngực bụng tuôn trào ra, mặc dù thả ra vội vàng, nhưng được ngũ đại ma hoàng kích phát, giờ khắc này bộc phát vẫn trong nháy mắt băng diệt đầu Khương Thương. Chương 3095 cuồng chiến 1. Từ xoay chuyển bạo kích, đến bắt lấy Khương Thương, lại đến cướp đoạt thực lực ma hoàng, sau đó phóng thích chiều dâng hủy diệt, liên tiếp phản kích giống như sớm diễn luyện vô số lần, toàn bộ hành trình chắc không đến 5 giây. Khương Thương thậm chí không có kịp phản ứng bị bắt lại trái tim, đánh nát đầu lâu. Kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này trực tiếp phán quyết thắng bại. Man hoàng đế tổ chống đỡ hai cánh Khương Thương lập tức bộc phát hư vô pháp tắc, hắn vô tình lưu vong thâm không. Khương Thương tháo chạy, trái tim sống sờ sờ bị bắt lại rời khỏi người. Man hoàng đế tổ há miệng nuốt vào trái tim máu rầm rề, thân như luyện lô, cưỡng ép luyện hóa, sau đó cất tiếng gáy to đuổi giết Khương Thương. Phế đi! Thôn thiên ma hoàng kinh hãi, quay người muốn trốn. Hắn không phải đối thủ của man hoàng đế tổ, bảo mệnh quan trọng hơn. Nhưng, suy nghĩ vừa sinh ra, nhanh chóng bị đè xuống. Khương Thương chết rồi, bản hoàng còn có thể sống. Thôn thiên ma hoàng nhìn man hoang đế tổ chấn kích hai cánh, đuổi giết hư không, lập tức sâu hít một ngụm khí lạnh, phát ra ma hống rung trời. Lão quái vật, ngươi dám giết hắn, ta đổ toàn tộc ngươi. Đi đi, ngươi ngược lại đi đi, nhìn ngươi trước giết hắn, hay là ta trước đổ toàn tộc ngươi. Man hoang đế tổ lập tức dừng ở thâm không, đáy mắt như điện hiện ra ý lạnh, trong chốc lát vỡ nát không gian, vượt qua hơn 1000 dặm, trực tiếp xuất hiện trên huyết hải. Một quyền tuôn ra. Chiều cường chôn vùi như biển gầm sôi trào, giống như lỗ đen, lại như vòng xoáy, cùng cộng minh yên diệt pháp tắc hệ thống thế giới, muốn nhất cử oanh sát tên không biết sống chết bên dưới. Ngọa tào, thôn thiên ma hoàng kinh hồn lạnh mình, biết tốc độ man hoang đế tổ rất nhanh, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn 1000 dặm, thời gian một cái nháy mắt đã đến. Đế uy khủng bố đập vào mặt để hắn suýt chút nữa đã từ bỏ ý niệm phản kháng, trực tiếp từ bỏ chờ chết. Tên này quả thực khủng bố, trực diện gặp mặt cùng đứng nơi xa quan sát hoàn toàn là hai loại cảm nhận rất khác nhau. Nhưng thôn thiên ma hoàng cũng không phải người lương thiện, thời điểm gầm thét đã làm ra chuẩn bị. Ầm ầm, ngực bụng thôn thiên ma hoàng cuồn cuộn, há miệng phun ra huyết ma đại điện. Cái này cũng không chỉ là một tòa điện, mà là biểu tượng chí cao vô thượng của huyết ma tộc, càng là cấm khu để huyết ma đế quân tu luyện. Trước đó đế uy bạo động, cả tòa đế thành đều đổ sụp thành phế tích. Duy chỉ có nó bình yên vô sự. Cho nên, thôn thiên ma hoàng vung ra huyết ma đại điện, ngay sau đó phun ra số lượng lớn đế huyết trong huyết trì, nhuộm đỏ cả tòa đại điện, xúc động đế ngấn mặt ngoài đại điện giống như xà mãng dữ tợn. Ầm ầm, huyết ma đại điện phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, như là huyết ma đế quân thức tỉnh, nhất là đế ngấn mặt ngoài nhận đế huyết nhuộm dần, trong chốc lát cường thế thức tỉnh, cộng minh cùng huyết đạo pháp tắc hệ thống thế giới. Tựa như Bắc Thái Đế Thành có thể dẫn động hỗn loạn pháp tắc, Huyết Ma Đế Thành có thể dẫn động huyết đạo pháp tắc, mấu chốt ở trên đại điện riêng phần mình rèn luyện vài vạn năm. Khi chiều dâng chôn vùi tràn ngập yên diệt pháp tắc từ trên trời giáng xuống, Huyết Ma Đại Điện bao quanh huyết đạo pháp tắc phóng lên tận trời. Mặc dù Huyết Ma Đại Điện phản kích kém xa Huyết Ma Đế Quân tự mình thi triển, nhưng Man Hoang Đế Tổ giờ phút này cũng không có dốc hết toàn lực, tiện tay một kích mà thôi. Kết quả, hai cỗ pháp tắc va chạm giữa trời, nổ lên đại bạo động như núi kêu biển gầm, giống như hai thế giới đụng vào nhau, hắc ám cuồn cuộn, huyết quang đầy trời, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, khuấy động mênh mông thiên địa, cuồn cuộn mấy trăm hơn ngàn dặm. Thôn thiên ma hoàng bỗng nhiên chìm xuống, bị hung hăng va vào sâu trong huyết hải, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, khó tự kiềm chế. Man hoàng đế tổ cũng bị bạo tạc lui lại, huyết đạo pháp tắc ba động, cũng ảnh hưởng đến huyết mạch của hắn. Đúng vào lúc này, tiếng gầm lên giận dữ vang vọng vũ trụ thâm không, sóng âm cuồn cuộn,
như sấm chiều cuồn cuộn, thiên địa sụp đổ. Cực hạn bá liệt cùng điên cuồng. Chiến khu Khương Thương không đầu cuồng dã giết trở lại, trong chớp mắt cùng hệ thống tự nhiên dung hợp, da chóc thịt bong, huyết nhục tước đoạt, sống sờ sờ hủy đi mình chỉ còn khung xương. Mặc dù không thể nào lại niết bàn, nhưng mẫu thân nó, lão tử còn có đế khu đây. Ầm ầm. Huyết nhục diễn biến, cường quang vô biên. Ngàn vạn mạch máu hóa thành giang hà lao nhanh, mảng lớn làn da hóa thành sơn hà chập trùng, từng mảnh thịt nát hóa thành núi lớn nguy nga, mênh mông đế khí hóa thành đám mây che trời. Khương Thương cuồng nộ đến tàn bạo, không quan tâm, tách rời mình, cùng pháp tắc cộng minh, cùng thế giới chiếu rọi, diễn biến bức tranh tự nhiên hoa lệ mà thật lớn, tại bên trong cực hạn bạo động cùng cường quang vô biên, trải rộng ra núi cùng sông, trời cùng đất mênh mông trăm vạn dặm. Lão bất tử, người mẫu thân nó cuồng với ai thế? Khương Thương cuồng vũ thâm không, thao túng trăm vạn dặm sơn hà kịch liệt cuồn cuộn, xen lẫn thành một tay tuyệt thế sát tiễn, tầng tầng áp xúc, uy mãnh tăng vọt, chấn động thâm không, rung động thế giới. Mênh mông thiên địa oanh minh, dâng lên vô tận tự nhiên chiều dâng, cuồn cuộn hội tụ ở tự nhiên sát tiễn. Thế giới mênh mông bạo động, chiếu xuống ức vạn tự nhiên pháp tắc, dày đặc quấn quanh bên trong tự nhiên sát tiễn. Giết! Linh hồn Khương Thương gầm thét, cuồng loạn. Hai cánh là cung, tự nhiên làm tiễn, lấy thiên uy vô tận khung trời, pháp lệnh đại đạo tự nhiên. Âm âm, tự nhiên sát tiễn vần quanh khung trời phong bạo, sinh ra cực hạn giao hòa cùng thiên địa vạn vật, cùng thế giới khung trời. Phát xạ, chính là đưa đến. Man hoang đế tổ vừa mới bị huyết đạo pháp tắc trùng kích, huyết mạch chịu ảnh hưởng, mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng cũng nhận kiềm chế. Bành! Man hoang đế tổ bị đối diện đánh xuyên, từ 5 vạn mét thâm không vào tới mênh mông huyết hải. Chương 3096 cuồng chiến 2. Tốt, ta liền biết ngươi có thể đuổi tới. Thôn thiên ma hoàng vui mừng điên cuồng gào thét, hắn liều mình kiềm chế man hoang đế tổ, chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi, nếu như Khương Thương lui, hắn nhất định phải chết, nếu như Khương Thương đuổi không đến, hắn cũng chết chắc rồi. Tiểu tử này quả nhiên có cỗ điên cuồng như phụ thân của hắn. Không chỉ có tới còn rất nóng này. Ầm ầm, man hoang đế tổ va chạm hải triều, nhấc lên vạn trượng huyết đào, chiếu đỏ thiên địa. Thôn thiên ma hoàng liều chết bạo khởi, khiêng huyết ma đại điện vượt biển phóng tới hơn 10 dặm, gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời, luân động huyết ma đại điện phủ xuống. Khương Thương, giao cho ngươi, chống đỡ, ngàn vạn chống đỡ, lão phụ thân điên kia của ngươi lập tức sẽ đến. Thôn thiên ma hoàng trước tiên rút lui. Hốt hoảng lui lại. Vừa mới kiềm chế man hoang đế tổ chỉ là ra tay bất ngờ, bây giờ man hoang đế tổ muốn phát điên, hắn có thể không gánh được loại phản kích này. Tuy nhiên, thời điểm đang rút lui, hắn hơi chút giãy giụa, cắn răng một cái, vung ra huyết linh châu hướng về phía bầu trời. Tiếp được, chớ phụ lòng nó. Khương Thương huy động hài cốt hai cánh, mở ra bầu trời, một phát bắt được huyết linh châu, đuổi giết huyết ma đại điện. Giống. Man hoang đế tổ kích phát chôn vùi chiều cường, điên cuồng phá toái tự nhiên sát tiễn, muốn tránh thoát ra ngoài. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, lại bị bán đế kềm chế, này nếu đặt ở thời đại hồng hoang, đủ để cho thanh danh hắn quét rác. Ầm ầm, Khương Thương từ trên trời giáng xuống, hắn đứng trên huyết ma đại điện. Không chần chờ chút nào, ngang nhiên dẫn nổ tự nhiên sát tiễn huyết nhục ngưng tụ ra. Sát tiễn nổ tung, tự nhiên sụp đổ. Man hoang đế tổ bị đánh xuyên chiến khu kịch liệt phồng lên, cơ hồ muốn từ bên trong nổ tung. Mà kinh khủng pháp tắc trùng kích khuấy động huyết ma đại điện, lần nữa khiên động huyết đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, như ức vạn lôi đình bạo kích, lít nha lít nhít đánh vào trên đại điện, thông qua mặt ngoài tung hoành đế ngấn truyền đến bên trong. Bạo tạc đang tàn phá, huyết mạch lại hỗn loạn, dưới tác dụng trong ngoài, man hoang đế tổ rốt cuộc cũng nhận lấy trọng thương. Lão bất tử, tư vị như thế nào? Đế tổ sống trăm vạn năm, bị tân đế như ta đánh thành như thế này, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khương Thương chấn kích hai cánh, nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, nắm lấy cơ hội nhanh chóng nuốt luyện huyết linh châu. Viên huyết linh châu này là đế khu bản nguyên huyết ma đế quân tái tạo, ẩn chứa sinh cơ cùng huyết khí quá bằng bạc, tương đương với gần phân nửa huyết ma đế quân đều không đủ. Mà Khương Thương không chỉ có kế thừa niết bàn của Khương Phàm. Càng kế thừa, luyện ngục thuật, cũng chính là lấy thân thể làm lô, dung luyện năng lượng. Cho nên, huyết linh châu nhập thể, nhanh chóng bị phá giải hòa tan, hóa thành minh mông huyết khí để chiến khu chỉ còn hài cốt nhanh chóng khôi phục, huyết nhục tân sinh, tinh thần bành trướng. Hắn,
giành lấy cuộc sống mới, thẳng tới đỉnh phong. Thôn Thiên Ma Hoàng đang phóng tới cảm nhận được sóng sinh mệnh mạnh mẽ, quay đầu nhìn lại, trái tim co quắp một trận. Đó là huyết linh châu A, nếu như cho hắn nuốt, hoàn toàn có thể triệt để hư hóa, càng có thể tăng thêm hắn lên trời chứng đạo, có phần thắng xương đế. Nhưng, không có cách nào. Khương Thương nếu như bại, hôm nay hắn cũng liền xong, còn nói gì lên trời chứng đạo. Giống. Man Hoang Đế Tổ triệt để nổi giận, trực tiếp vỡ nát huyết ma đại điện, yên diệt cùng hư vô đang sôi trào trong cuồng chiều phóng lên tận trời. Lồng ngực hắn rách dưới, tóc dài bay loạn, thể hiện dữ tợn như quỷ, hai mắt bắn ra huyết quang, gắt gao tập trung vào Khương Thương xa xa. Đến đây, lão bất tử, ta đã nói rồi, người hôm nay không giết chết được ta, chính là bại. Ta nhìn bộ dáng hỏng bét của ngươi, hôm nay bị bại rất triệt để a. Khương Thương tà khí lẫm nhiên, miệng đầy răng nanh, mênh mông huyết khí cuồn cuộn toàn thân, không chỉ có để hắn trở lại đỉnh phong, còn giống như mạnh hơn. Man Hoang Đế Tổ cuồng nộ đến cực điểm, trước đó cũng không có xem Khương Phàm là gì, miễn cưỡng xem như đối thủ, nhưng bây giờ lại bị con của hắn thương tổn tới. Hắn trợn mắt trừng trừng, toàn thân lan tràn huyết văn, một tiếng rít gào chói tai, vang vọng đất trời, quanh quẩn thâm không. Man Thiên Cương, Man Cắt năm vị thần tôn trước đó rơi vào trạng thái ngủ say từ trong hôn mê, tan thành mây khói, từ linh hồn đến huyết nhục, triệt để chôn vùi. Mà Man Hoang Đế Tổ, thương thế khép lại, huyết mạch sôi trào, trở lại đỉnh phong. Trong cơn giận dữ cực hạn, tại phía dưới cuồng loạn điên cuồng, hắn tự tay giết chết tất cả siêu cấp thần linh hắn tạo nên mấy chục năm. Giết! Khương Thương vung tay điên cuồng gào thét, cộng minh cùng tự nhiên, giao hòa cùng khung trời, ngang nhiên đuổi giết Man Hoang Đế Tổ. Tiểu tử, hôm nay ai cũng ngăn không được, người nhất định phải chết. Man Hoang Đế Tổ cuồng nộ mà điên cuồng, huyết tính triệt để nhóm lửa, cũng điên cuồng đuổi giết Khương Thương. Bành bành bành. Cuộc chiến song đế tại thời khắc này toàn diện thăng cấp. Thôn Thiên Ma Hoàng đang nhanh chân phóng tới rõ ràng nhận ra cỗ ba động khủng bố hủy trời diệt đất, táng diệt vạn vật. Hư vô chiến khu của Thôn Thiên Ma Hoàng kịch liệt gợn sóng, hận không thể sinh ra hai cái cánh. Ngươi không giết chết được ta. Ha ha, rác rưởi. Ngươi không giết chết được ta. Cái giám Man Hoang Đế Tổ. Ngươi, không giết chết được ta. Nghe hiểu tiếng người không? Ngươi, không giết chết được ta. Khương Thương cuồng chiến thâm không, kịch liệt thi triển đồng thời không ngừng mà đùa cợt lấy Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang Đế Tổ cuồng nộ đến cực hạn, các loại bí thuật sát chiêu tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt bạo kích Khương Thương. Lấy đế thành phế tích làm trung tâm, mênh mông huyết hải đều biến thành chiến trường, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, vô tận huyết khí che khuất bầu trời, mênh mông khung trời liên miên sụp đổ. Bọn hắn từ huyết hải giết tới khung trời, từ khung trời giết tiến vũ trụ, lại từ vũ trụ giết trở lại thế giới. Pháp tắc như lôi đình, tràn ngập đất trời bao phủ lấy bọn hắn, năng lượng như biển gầm, liên miên bất tuyệt sôi trào thiên địa. Huyết ma đại lục mênh mông trăm vạn dặm đều như bị bao phủ bên trong đế uy ba động kinh khủng, bất luận là ma tộc hay ma thú đều phủ phục tại trong lãnh địa của riêng mình run lẩy bẩy. Chương 3097 không dám đánh cược. Ha ha ha, sung sướng thoải mái, ha ha. Thật kích thích, đến đây. Khương Thương đánh chật vật, đánh đau đớn, nhưng càng đánh nhiệt huyết dâng trào. Nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch hợp thể, hắn thật chưa chắc là đối thủ của Man Hoang Đế Tổ, nhưng hắn nắm trong tay hai đại pháp tắc, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cứ việc ở vào bị động, bị điên cuồng áp chế, nhưng vẫn liều chết chém giết, ngoan cường ác chiến. Nhất là huyết linh châu kia không chỉ có để hắn khôi phục, còn tương đương giao phó cho hắn tiềm lực niết bàn mới. Nhất là có thể lại nổi lên thiên địa huyền hoàng. Man Hoang Đế Tổ thật hận không thể xé sống Khương Thương, nhưng chôn vùi khó mà hủy diệt tự nhiên, hư vô khó mà trấn áp khung trời, hắn chỉ có thể điên cuồng trọng thương Khương Thương, lại trong thời gian ngắn khó mà nó trực tiếp giết chết. Nhưng, trong thời gian ngắn giết không chết, không có nghĩa vĩnh viễn giết không chết. Man Hoang Đế Tổ bị Khương Thương khiêu khích kích thích đến bạo tẩu, vỡ vụn khung trời, hủy diệt thiên địa, đè ép Khương Thương tiếp tục oanh kích. Thẳng đến. Nửa ngày qua đi. Thời điểm Khương Thương đang bị buộc đến tuyệt cảnh, thi triển thiên địa huyền hoàng, Man Hoang Đế Tổ đột nhiên cảnh giác, ngừng lại tiến công. Đến đây, lão bất tử, tới giết ta đi. Ý thức Khương Thương giao hòa cùng thiên địa, diễn biến phòng ngự mạnh nhất, tiếp tục khiêu khích lấy Man Hoang Đế Tổ. Nơi này là Tây Bộ. Man Hoang Đế Tổ vẫn ngắm nhìn xung quanh, dò xét thâm không, trong bất chi bất giác,
bọn hắn vậy mà giết tới Tây vực huyết ma đại lục, khoảng cách huyết ma đế thành vậy mà dài đến 3-40 vạn dặm. Đây là trùng hợp, hay là... Toàn thân Khương Thương rách dưới, nhìn chằm chằm man hoang đế tổ, bị phát hiện sao? Hắn cũng không phải chỉ là đồ đần làm bừa, ngôn ngữ kịch liệt kích thích không chỉ là phát tiết, càng là quấy nhiễu lý trí man hoang đế tổ. Mặc dù hắn bị áp chế, lại gian nan khống chế phương vị tháo chạy. Nửa ngày thời gian qua đi, hắn dẫn dắt chiến trường từ đế thành hướng sang nam bộ 37 vạn dặm, đã lui đến tây bộ huyết ma đại lục. Lấy trình độ kịch liệt hai bên hỗn chiến, khẳng định từ ban đầu đã kinh động đến Khương Phàm. Lấy trí tuệ Khương Phàm, hẳn là có thể đoán được tình huống nơi này. Đông Hoàng Như Ảnh bồi bạn bên cạnh Khương Phàm nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất giết tới, hắn hấp dẫn man hoang đế tổ không ngừng di chuyển về hướng tây, chính là rút ngắn khoảng cách, để Khương Phàm càng nhanh đuổi tới. Man hoang đế tổ nhìn chằm chằm Khương Thương, biểu tình dữ tợn dần dần nghiêm trọng. Tiểu tử, người đang tính kế ta. Gương mặt Khương Thương dữ tợn. Lão già, vẫn rất thông minh đó. Sợ sao? Man hoang đế tổ nắm chặt móng vuốt, áp chế chiến ý cuồn cuộn trong lồng ngực. Từ khai chiến đến bây giờ, trước trước sau sau đã vượt qua hơn nửa ngày thời gian, mặc dù nơi này cách trung vực Thương Huyền còn có khoảng 100 vạn dặm, nhưng Khương Phàm nơi đó có cánh cửa hư không, cánh cửa pháp tắc chân chính. Nếu như thần linh không gian thôi động, tốc độ khẳng định nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nói không chừng bất cứ lúc nào sẽ chạy tới. Lúc trước mặc dù hắn miễn cưỡng coi Khương Phàm là đối thủ, nhưng nhìn Khương Thương, lại nghĩ đến cánh cửa hư không, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Lão già, có dám đánh cược một tay hay không? Cược trước khi ngươi giết ta, bọn hắn đuổi không đến. Mặt mũi Khương Thương tràn đầy máu tươi, dữ tợn đáng sợ. Hắn không biết Khương Phàm cụ thể đến đâu, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn liều mạng đến bây giờ, tuyệt đối không thể để man hoang đế tổ chạy. Man hoang đế tổ duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, đảo qua miệng đầy răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thương, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn có nắm chắc có thể giết Khương Thương, nhưng, vài phút, mấy tiếng, hắn không có nắm chắc, tên này dù sao cũng là một tôn đế, còn là đế khống chế hai cỗ pháp tắc. Khương Phàm lúc nào đến, vài phút, hay mấy tiếng, Thương Huyền không chỉ có cánh cửa hư không, còn có 3 vị thần linh không gian. Tốc độ kia khó mà đánh giá. Mặc dù Khương Phàm cùng Khương Thương sắp chết cũng không thể giết chết hắn, nhiều nhất có thể khiến hắn trọng thương, nhưng nhiều thêm cánh cửa hư không, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hư vô pháp tắc của hắn rất có thể bị kiềm chế. Đến lúc đó, không chỉ là trọng thương, thật có khả năng mất mạng. Man hoang đế tổ tra xét rõ ràng hệ thống đế uy bên trong thế giới, nhưng hoàn toàn tìm không thấy vết tích Khương Phàm, không cần phải nói khẳng định là bị cánh cửa hư không ẩn nặc. Cược không? Cược thắng, Khương Thương hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi như tìm về mặt mũi. Nhưng nếu là cược sai thì sao? Khương Phàm phối hợp hư cánh cửa không, thật có khả năng chấn hắn ở lại nơi này. Lão già, ta cũng dám cược, người không dám sao? Ha ha, người không bằng ta à? Ngươi chẳng lẽ muốn trốn? Ta nghe nói, ngươi đã từng mưu toan thôn phệ xí thiên giới, kết quả bị nương môn nhi dọa cho chạy. Hôm nay rõ ràng muốn giết ta, đột nhiên lại muốn chạy. Ngươi phải biết, có một số việc, tuyệt đối không nên mở ra tiền lệ, nếu không liền thành quen thuộc. Khương Thương điên cuồng cùng không sợ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn căn bản không biết mình có thể kiên trì đến khi Khương Phàm tới hay không, bây giờ đầy đầu chỉ là cuốn lấy man hoang đế tổ. Không thể để cho huyết linh châu lãng phí hết không công. Tiểu tử, đừng tùy tiện nói thế, chúng ta sau này còn gặp lại. Man hoang đế tổ cuối cùng vẫn đè lại xúc động, mặc dù hy sinh bọn người man thiên cương rất đáng tiếc, nhưng... hắn vẫn bảo vệ một tia lý trí bên dưới sự tức giận cực hạn. Thật muốn chạy, ta quả thật thất vọng về ngươi. Khương Thương cắn chặt răng nanh, hung tợn nhìn chằm chằm man hoang đế tổ. Không nên gấp gáp, ta sẽ còn trở lại. Tin tưởng ta, hối hận chính là ngươi. Ánh mắt man hoang đế tổ lấp lóe, vỗ cánh bạo kích, vỡ vụn hư không, rời khỏi chiến trường. Rác rưởi, phế vật. Khương Thương tức giận gào thét, đều giết tới bây giờ, vậy mà chạy. Đều liều chết mang theo nơi này, lại bị phát giác. Là hắn biểu hiện quá rõ ràng sao? Man hoang đế tổ, nhớ kỹ, đối thủ đời này của ngươi đều là ta. Là ta, Khương Thương. Khương Thương gào thét thiên địa. Hạ chiến thư cho man hoang đế tổ đã biến mất. Chương 3098 bàn bạc kỹ hơn. Nửa ngày sau, thôn thiên ma hoàng chạy tới nơi này.
Hắn vừa mới bắt đầu chính là chạy trối chết về hướng Tây Bộ, muốn tránh khỏi đế chiến trùng kích, kết quả tốc độ Khương Thương dẫn man hoang đế tổ quá nhanh, oanh oanh liệt liệt di chuyển hướng Tây, vậy mà rất nhanh vượt qua hắn, cũng may không có phát hiện hắn. Xong. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn qua Khương Thương ngồi xếp bằng trên bầu trời, rất bất ngờ vậy mà kết thúc. Khương Thương không để ý đến, nghiêm mặt xếp bằng ở giữa thiên địa, hấp thu khí tức tự nhiên, điều trị lấy chiến khu rách mướp. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Man Hoàng đế tổ đâu? Thôn Thiên Ma Hoàng hô to. Ta sinh ra ở ngàn năm trước, người tái tạo ở ngàn năm sau, người phải gọi ta một tiếng tiền bối. Khương Thương lạnh nhạt nói nhỏ, trong lòng rất bực bội. Ta bảo ngươi tiền bối, ngươi biết cương thường luân lý hay không, ta và sư phụ của lão phụ thân hỗn đản kia của ngươi là cùng thế hệ, ta là sư phụ của hoàng phi của lão phụ thân hỗn đản kia của ngươi, mẫu thân ngươi gặp mặt đều tôn kính gọi ta một tiếng tiền bối, ngươi bảo ta gọi ngươi là tiền bối. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận cười. Ngươi nhận nổi sao? Tiểu tử, nếu không phải ta cho ngươi huyết linh châu, ngươi đã sớm chết. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận, thực lực gia hỏa này rất mạnh. Nhưng tính tình thật quá kém. Rốt cuộc là di truyền của Khương Phàm, hay là tinh linh giáo dục xảy ra vấn đề? Nếu ta chết rồi, người có thể sống. Khương Thương không để ý, tiếp tục chữa trị thương thế. Không lâu sau đó, cánh cửa hư không ầm vang mở ra, không gian pháp tắc hệ thống thế giới toàn diện bạo động, kéo dài mấy trăm vạn dặm thiên địa không gian, mênh mông khung trời, vũ trụ mịt mờ, đều nhận đả kích cường liệt. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh bước ra cánh cửa hư không, giáng lâm đến Tây Bộ. Nhưng, Man Hoàng đế tổ đâu? Đều đánh xong, các ngươi tới chậm. Khương Thương mở mắt ra, bất mãn hừ một tiếng. Man Hoàng đế tổ chạy. Khương Phàm nhìn qua chiến tranh phế tích huấn lượt, nếu đều đánh tới nơi này, sao có thể kết thúc? Chẳng lẽ lại là nữ đế thần bí nhúng tay? Ta dẫn dụ hắn di chuyển về hướng Tây, bị hắn phát hiện. Hắn không dám đánh cược, rút lui. Khương Thương liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, lạnh lùng nói. Ngươi quá chậm, muốn giết ta, ta đã chết, sao ngươi có thể bàn giao với mẫu thân ta? Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng trầm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến. Ngươi cùng hắn đánh cược gì rồi? Cược trước khi các ngươi đuổi tới, hắn có thể giết ta hay không? Lúc nào đánh cược? Một ngày trước đi. Một ngày đã đủ hắn giết ngươi 3 lần. Ta không nghĩ tới các ngươi chậm như vậy. Ta tận hết khả năng kiềm chế, các ngươi tận hết khả năng các ngươi có thể đi đường, kết quả cuối cùng như thế nào, phải xem riêng phần mình có hết sức nỗ lực hay không. Khương Thương nhếch miệng nói với Khương Phàm. Ngươi dạy ta nha, muốn bồi dưỡng ăn ý. Ta đang cố gắng, ngươi thì sao? Hắc hắc, Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên cười. Trước đó còn rất tức giận tính tình đứa nhỏ này, bây giờ thấy dáng vẻ Khương Phàm nghiêm mặt muốn đánh người. Đột nhiên cảm giác thật vui vẻ. Để cho ngươi tai họa tinh linh tộc, để cho ngươi ngàn năm bỏ mặc, đây chính là báo ứng. Không quan tâm 1000 năm, đi lên liền trông cậy vào hài tử tôn kính hiếu thuận đối với ngươi, nào có công việc tốt kia, ngươi chịu đi. Huyết Ma Đế thành đâu? Đông Hoàng Như Ảnh hỏi Thôn Thiên Ma Hoàng đang xem náo nhiệt. Sập. Thôn Thiên Ma Hoàng nhún nhún vai. Huyết Linh Châu đâu? Man Hoàng Đế tổ vô dụng, vừa vặn cho Khương Thương dùng. Dùng. Nếu không muốn như nào, ngươi coi hắn thật sự là đối thủ của Man Hoàng Đế Tổ. Thôn Thiên Ma Hoàng không chút khách khí nói. Không phải nói Khương Thương không mạnh, mà Man Hoàng Đế Tổ kia xác thực quá biến thái, thời đại hồng hoang chiến tranh đại đế thật không phải trò đùa. Khương Thương có thể làm được loại trình độ này, đã không còn gì tốt hơn. Man Hoàng chiến tộc đâu? Hẳn là chết gần hết rồi. Đế thành sập, huyết linh châu dùng. Các ngươi đi chuyến này bằng với không thu hoạch được gì. Khương Phàm rất chờ mong viên huyết linh châu của huyết ma đế quân, hoàn toàn có thể để cho Thôn Thiên Ma Hoàng trong thời gian rất ngắn cưỡng ép đạp đổ cảnh giới bán đế, sau đó mau chóng lên trời xưng đế. Thôn Thiên Ma Hoàng càng nhanh xưng đế, chấn nhiếp đối với bát châu thập tam hải càng mạnh, địa vị thương huyền càng vững chắc. Ai có thể nghĩ tới Man Hoàng đế tổ ở đây, có thể sống cũng không tệ rồi. Tuy nhiên, đế huyết trong huyết trì vẫn còn ở đó. Thôn Thiên Ma Hoàng vẫn ẩn giấu chút hàng lậu, đế huyết trong huyết chỉ mặc dù không bằng huyết linh châu, nhưng hẳn là có thể để trình độ hắn hư hóa đẩy lên hơn 9 phần, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Người cùng Khương Thương rút về Thương Huyền, trấn thủ hư không đế thành. Như Ảnh đi tiếp ứng bọn người Thiên Hậu cùng Đại Vương, cũng đều rút về Thương Huyền. Khương Phàm thật không nghĩ tới Man Hoàng đế tổ sẽ vụng trộm đến chiếm lấy huyết ma đế thành,
dù sao trước đó đã không đến can thiệp hắn xưng đế, cũng không có đến thiên khải quấy rối, hắn nghĩ vị nữ đế thần bí kia đã cùng đối phương bàn bạc tốt. Không nghĩ tới, hắn sớm đuổi tới đối thủ một mất một còn là huyết ma đế thành chờ. Huyết ma đế tộc trấn áp man hoang vài vạn năm, man hoang đế tổ đây cũng là báo thù. Mặc kệ man hoang đế tổ ban đầu chỉ là vì báo thù, hay phải đối kháng cùng hắn, trải qua trận đại chiến này, hai bên xem như triệt để vạch mặt. Từ nay về sau man hoang đế tổ sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Không thể giết hắn, thật sự là một tiếc nuối. Thôn thiên ma hoàng nhìn lại huyết ma đại lục, trước đó còn muốn thống trị nơi này, bây giờ thì thôi đừng suy nghĩ nữa. Không chết ở trên tay hắn cũng đã rất tốt, về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Khương Phàm bây giờ càng cần hơn đến Thái Sơ cùng Bắc Thái nơi đó nhìn chằm chằm, nghiêm phòng man hoang đế tổ đột nhiên đi ra quấy rối. Tinh linh đế tộc cùng Thương Huyền đế thành nơi đó, cũng cần tăng cường phòng ngự. Chờ sau khi hết thảy đều kết thúc, lại tìm sinh mệnh nữ đế tìm hiểu tình huống. Chương 3099 hợp tác chiều sâu. Bên trong hắc ám thâm không, sắc mặt man hoang đế tổ âm trầm, sát ý cuồn cuộn. Trận chiến đầu tiên khi trở về đỉnh phong lại là kết cục hỏng bét như vậy, quả thực sỉ nhục. Nhưng tiểu tử này vậy mà có thể thao túng thương khung pháp tắc, thật sự khiến người ngoài ý. Nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch, thật không có nguy hiểm gì, dù sao tại trước mặt đế mạch cường đại, nhiều một đầu thần mạch, thậm chí là hai đầu thần mạch, đều không có ảnh hưởng thực chất, nhưng rèn luyện ra pháp tắc thì lại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, có thể so với nửa đế mạch. Mà còn là thương khung pháp tắc. Một cái thương khung, một cái tự nhiên, chân chính ý nghĩa thiên, địa. Nhất là tiểu tử kia cuồng tính. Điên, dã man, không quan tâm, loại tình huống này cực ít xuất đến vấn đề đế cảnh, càng giống như tên điên vừa mới tu luyện, không hiểu trời cao đất rộng. Hai mắt man hoang đế tổ tinh hồng lóe ra ánh mắt oán độc. Chạy ra khỏi lồng giam, sống thêm một lần, hắn cũng không phải đến chịu nhục. Hôm nay lui, lần sau nhất định phải giết triệt để. Khương Thương. Man hoang đế tổ răng cắn đến két vang, song quyền gắt gao nắm chặt, đây là mục tiêu đầu tiên sau khi hắn khôi phục muốn giết chết. Nhưng, bây giờ Thương Huyền đã thành đại khí, muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác săn giết Khương Thương, cần phải có cái đủ phân lượng giúp đỡ. Hắc ma đế quân. Cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu man hoang đế tổ, chính là đế quân ma tộc còn sót lại, nhưng rất nhanh bị hắn lắc đầu phủ định. Mặc dù hắc ma chiến khu có thể cùng thiên ma chiến khu chống lại đỉnh cấp chiến khu ma tộc, nhưng đối với loại ma quân an giật 30.000 năm, hắn hoàn toàn không để vào mắt. U Linh, ngươi ở đâu? Ngươi muốn ngồi xem đại chiến sát thiên, thần ma chết thảm, ngươi trở ra khống chế thế giới à? Nghĩ hay lắm. Man hoang đế tổ nghĩ đến trợ thủ. Ngươi hẳn là đang ở cửu U thâm không? Sẽ không sai, ngươi khẳng định tại cửu U thâm không? Chỉ cần đám dạ nha kia không chết hết. Nhất định tại cửu U thâm không chờ ngươi. Nhưng, đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết sinh mệnh nữ đế, tuyệt đối không thể lại để cho nàng vướng bận. Man hoang đế tổ lao xuống, rời khỏi không gian hư vô. Sau khi hắc ma đế quân nghĩ sâu tính kỹ, ngưng tụ ý thức thể, giáng lâm đến Long đế thành. Long đế ngưng tụ ý thức thể, bí mật tiếp kiến hắc ma đế quân. Xem ra chúng ta đều bị Khương Phàm đùa nghịch, một kế ly gián cực kỳ rõ ràng. Lại hủy đi thành hai bộ phận chúng ta. Đám kia bại ở Thiên Khải, chúng ta này chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Bây giờ nói những chuyện này đã trễ. Nếu ngươi đã tới, nói rõ làm ra quyết định kỹ càng. Ta rất hiếu kỳ, Khương Phàm đưa điều kiện gì thuyết phục ngươi. Hắc ma đế quân nhìn thái độ Long đế, hẳn là thỏa hiệp. Cái này mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng thỏa hiệp nhẹ nhàng như vậy, lại rất bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Long đế là tên cao ngạo nhất bên trong tất cả đế quân, cao ngạo đến nổi là tôn nghiêm thắng qua hết thảy. Mà Khương Phàm nơi đó lại có Hồng Hoang Thiên Long, chẳng lẽ không sợ phiền phức sau khi tính sổ sách, để Thiên Long tộc thay thế hắn Cự Long tộc làm chủ nhân Long tộc. Ngao hồn xưng đế. Long đế không có giấu giếm, dù sao cũng là chuyện phát sinh mấy năm sau. Khương Phàm cho phép Cự Long tộc ngươi sinh ra vị đế quân thứ hai. Hắc ma đế quân kinh ngạc đến chấn kinh. Lấy thực lực Cự Long tộc, chỉ cần hoàn toàn hư hóa, dưới tình huống không có cường địch quấy nhiễu, cơ hội chống đỡ thiên kiếp vô cùng cao. Nói cách khác, chỉ cần Khương Phàm đồng ý Long tộc, Ngao hồn thật có khả năng xưng đế. Chờ ta đi Thương Huyền, sẽ để cho Khương Phàm lập huyết thệ. Long đế thật đúng là không nghi ngờ, dù sao nguy cơ sắp xảy ra,
Khương Phàm nếu như khăng khăng giết Thái Sơ đế quân cùng Bắc Thái đế quân thì cần đế quân mới bổ sung. Mà Long tộc không thể nghi ngờ là sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa. Cự Long song đế, Hắc Ma đế quân cũng đã hiểu nguyên do trong đó, Khương Phàm cần đế quân mới, Long tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tính cả Hồng Hoang Thiên Long, Long tộc tương nghênh đến thời đại Tam đế. Mặc dù Hồng Hoang Thiên Long chưa hẳn thân cận cùng chúng ta, nhưng chúng ta hai tôn cự long đế quân cũng rất cường đại. Long đế ý vị sâu xa nói. Nói bóng gió, một khi cự long có được đội hình song đế, chắc chắn ngạo thị thiên hạ, có được quyền nói chuyện tuyệt đối, dù là Khương Phàm đều khách khí, cho nên. Lão bằng hữu, hợp tác với chúng ta đi. Mặc kệ là cục diện trước mắt, hay là ứng phó nguy cơ tương lai, đội hình song long phối hắc ma, không chỉ có thể ngăn được Khương Phàm, cũng có thể sống đến cuối cùng. Hắc Ma đế quân nhìn Long đế thật sâu, không có tiếp tục nghĩ dựa theo mạch suy nghĩ Long đế, mà dọc theo ý nghĩ mình, chạy hùng hục, hai đầu cự Long đế quân, lại phối hợp Hồng Hoang Thiên Long, Long tộc chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cường tộc. Dù cho Hồng Hoang Thiên Long là thuộc phe Khương Phàm bên kia, nhưng chung quy vẫn là Long tộc. Khương Phàm thật không sợ khống chế không nổi Long tộc. Hay là nói, trong này có tình huống khác. Ví dụ như, Long tộc kỳ thật triệt để đầu phục Khương Phàm. Nếu không như thế nào để Khương Phàm hoàn toàn yên tâm? Ý thức Hắc Ma đế quân dò xét lấy đế thành, tìm kiếm một ít khí tức thần ma. Nếu như hai bên kết minh chiều sâu, nơi này khẳng định có một ít thân tín Khương Phàm đóng giữ. Kết quả vừa tra, vậy mà không có cảm nhận được bất luận ba động thần linh gì. Ngao Lê cùng Ngao Tấn đâu? Long đế có chút há mồm, chần chờ. Hắn không có ý tứ nói chuyện khế ước, chỉ có thể hàm hồ nói. Đi Thương Huyền. Qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. Chương 3100 Bắc Thái chịu chết. Hắc Ma đế quân lập tức cảnh giác, không sai, khẳng định là hợp tác chiều sâu. Mẫu thân nó, khắp thiên hạ đều là Khương Phàm đúng không? Bọn hắn thân như người một nhà, mình là người ngoài rồi. Hắc Ma đế quân âm thầm khẩn trương, xem ra cần phải tìm Khương Phàm hảo hảo nói chuyện, cũng phải trà trộn vào, đại gia đình, nếu không nguy cơ sát thiên tiến đến, hắn rất có thể là người đầu tiên hy sinh. Chúng ta, hợp tác. Long đế thấy Hắc Ma đế quân chậm chạp không chịu đáp lại, chỉ có thể làm rõ nói. Chúng ta không phải tại hợp tác sao? Trước giáp công Thái Sơ đế quân, tại bôn tập Bắc Thái đế quân. Như thế nào? Ta có ý là, giữa chúng ta hợp tác chiều sâu, từ nay về sau, đồng tiến chung lui, đồng sinh cộng tử. Đương nhiên, Hắc Ma đế quân rất sung sướng đồng ý, lão Long này lại thay Khương Phàm mời chào ta. Lão già quả nhiên cùng Khương Phàm là người một nhà. Tuy nhiên, ta không cần ngươi mời chào, ta muốn trực tiếp đi tìm Khương Phàm hảo hảo nói chuyện. Tốt, 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 tốt. Long đế rất kích động, không nghĩ tới gia hỏa này thống khoái đồng ý như vậy. Chúng ta trước thu thập Thái Sơ. Toàn lực ứng phó. Chúng ta nên hoạt động một chút gân cốt, làm cho Khương Phàm nhìn, làm cho thiên hạ nhìn. Hắc Ma đế quân nơi này, làm cho Khương Phàm nhìn, là muốn mượn cơ hội này biểu đạt trung tâm. Nhưng Long đế nghe vào trong lỗ tai hiểu thì là chấn nhiếp Khương Phàm, cho nên. Ngạo nghễ nói. Tốt thay cho cái danh làm cho Khương Phàm nhìn, lần này, nhất định phải san bằng Thái Sơ đế thành. Hắc Ma đế quân thật sâu gật đầu, lần nữa làm sâu sắc phán đoán, Long tộc triệt để quy thuận Khương Phàm, hắn không thể nào do dự nữa. Nhưng, làm như thế nào hợp tác chiều sâu cùng Khương Phàm đây? Trực tiếp lôi kéo làm quen, đuổi tới không phải mua bán. Hắn đường đường là Hắc Ma đế quân không thể để cho người xem nhẹ. Tặng quà, lễ vật gì có thể làm cho Khương Phàm hiểu tâm ý của hắn. Bây giờ Thương Huyền giống như cái gì cũng không thiếu. Khương Phàm bây giờ cần gì? Ma nữ, hai mắt Hắc Ma đế quân tỏa sáng, tiếp đó nhíu mày. Thái Sơ đế thành. Từ khi Thái Sơ đế quân bại lui Thiên Khải, sau khi trở về đế thành, liền bắt đầu suy nghĩ cục diện hiện tại. Lấy tính cách của Khương Phàm. Tuyệt đối sẽ không tha hắn, càng sẽ không buông tha Thái Sơ đế tộc. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Đương nhiên không thể. Chẳng lẽ muốn thỏa hiệp? Tuyệt đối không thể. Nhưng, không ngồi chờ chết, đế quân khác chắc chắn sẽ không có ai dám can đảm đối kháng Khương Phàm ở bên dưới cục diện trước mắt. Không thỏa hiệp, hắn dựa vào cái gì chống cự thế công của Khương Phàm? Thái Sơ đế quân nghĩ muốn hợp tác cùng Bắc Thái đế quân. Nhưng thật không xác định Bắc Thái đế quân có phải giảng hòa cùng Khương Phàm hay không. Nói chuyện. Không có thời gian. Huống chi nói chuyện lại có thể thế nào? Có thể nói ra ý tưởng thật sự của Bắc Thái đế quân sao?
Bây giờ hắn đối với bất kỳ người nào đều ngờ vực vô căn cứ. Suy đi nghĩ lại, Thái Sơ đế quân làm một quyết định to gan. Đầu tiên, giữ lại truyền thừa. Tinh tuyển 100 vị tinh anh cùng thiên tài đế tộc, cùng 3.000 nữ tử vừa độ tuổi, thân mật hợp tác, sau đó nữ tử nặc danh đưa ra đế thành, phân tán đến Thái Sơ đại lục, cùng hải vực gần đó. Để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù 3.000 nữ tử chưa hẳn đều sẽ thụ thai, nhưng chỉ cần có mấy trăm thành công, sau đó lại có mười mấy người sống sót, coi như không gãy Thái Sơ truyền thừa. Thứ hai, phong tồn truyền thừa. Thái Sơ đế quân tự mình bố trí 7 chỗ bí cảnh, ẩn nấp nơi nào đó trong trăm vạn dặm sơn hà. Tinh tuyển 7 chi tinh nhuệ, trao quyền cho cấp dưới đến bên trong những bí cảnh kia, lưu lại bộ phận tài nguyên, để bọn hắn ở bên trong bí mật sinh tồn, sinh sôi, phát triển. Không đến khi phong ấn bí cảnh nới lỏng, tuyệt đối không đến rời khỏi. Thứ ba, đế thành phiêu lưu. Thái Sơ đế quân bắt đầu điên cuồng cướp bóc tài nguyên tất cả thần tộc cùng hoàng tộc Thái Sơ đại lục, cơ hồ là dã man cứng rắn đoạt, tóm lại trong thời gian ngắn nhất có thể đoạt bao nhiêu thì đoạt bấy nhiêu, sau đó chuẩn bị thoát khỏi thế giới. Cứ như vậy, khi phát giác được Hắc Ma đế quân cùng Long đế rời khỏi đế thành, đuổi giết Thái Sơ đế quân quả quyết dẫn bạo vực sâu chôn vùi đế thành xung quanh, rời khỏi từ hệ thống thế giới, bay vào bên trong thâm không mênh mông. Rời khỏi với thế giới, đây là cực hạn năng lực đặc hữu của Yên Diệt lĩnh vực. Thái Sơ đế quân hạ quyết tâm muốn phiêu lưu mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Chờ đến sau khi trận nguy cơ thần bí đi qua, lại lần theo pháp tắc dẫn dắt, trở lại thế giới. Mặc dù hắn không xác định 3 vạn năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là trận tuyệt thế nguy cơ. Khương Phàm dày vò thế giới thành bộ dáng hỏng bét hiện tại, hẳn là cũng gánh không được. Đến lúc đó, hắn trở lại thế giới, chính là chủ nhân thế giới. Hắn mang theo đế thành chạy. Hắn rời khỏi thế giới này rồi. Thà rằng thoát khỏi thế giới, đều không thỏa hiệp cùng Khương Phàm. Hắc Ma đế quân cùng Long đế đứng trước vu lỗ đen hắc ám hoang, thể hiện vô cùng phức tạp. Trên nửa đường phát giác không đúng sức, vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy Thái Sơ đế quân tồn tại, còn tưởng rằng tăng cường Yên Diệt lĩnh vực đế thành, chuẩn bị từ chết đến lết, kết quả. Không có. Cả tòa đế thành cũng bị mất. Bọn hắn nhìn hắc ám thâm uyên trống rỗng, rõ ràng hẳn là tiếc nuối, hẳn là ảo não, nhưng lại không biết thế nào lại có chút bội phục Thái Sơ đế quân thủ vững thái độ kiêu ngạo của đế tộc. Quyết không thỏa hiệp, tuyệt đối không hợp tác, tuyệt đối không khuất phục. Dù là toàn tộc lưu vong thâm không, cái này giống như mới là tư thái đế quân nên có. Chương 3101 xong đế kết thúc 1. Chạy, chạy. Thân rồng to lớn của Long đế chậm rãi quay quanh kéo dài hơn 10 vạn mét, dựa theo ước định, hắn muốn mang theo đầu Thái Sơ đế quân đi Thương Huyền, bây giờ Thái Sơ chạy, sao hắn bàn giao nơi đó? Hắn cũng không phải e ngại Khương Phàm, mà lo lắng Khương Phàm đổi ý, ước hẹn xong đế. Đi Bắc Thái đế thành, không thể nào lại để cho hắn chạy. Hắc Ma đế quân vặn vẹo chiến khu to lớn, đó là lễ vật gặp mặt giữa hắn và Khương Phàm, tuyệt đối không thể lại có ngoài ý muốn. Thái Sơ đế quân khống chế Yên Diệt pháp tắc, có thể rời khỏi với hệ thống thế giới, Bắc Thái đế quân khống chế chính là hỗn loạn, trốn không thoát. Long đế mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn giao trách nhiệm cho Thái Hư Cổ Long lập tức mang bọn họ đi tới. Bắc Thái đế thành. Bắc Thái đế quân chắp tay đứng trong trung ương đại điện đế thành, yên lặng cảm giác thế giới pháp tắc ba động ba động. Vừa đứng, chính là 2 tháng. Mới đầu là cảnh giác Khương Phàm. Muốn chân chân chính chính đánh một trận cùng Khương Phàm. Hắn muốn bảo vệ vinh quang đế quân, hắn muốn chứng minh thực lực của hắn. Lần này, hắn sẽ không lui. Thời khắc tất yếu, hắn thậm chí muốn kéo lấy Khương Phàm chịu chết. Nhưng, hắn đã chờ lại chờ, từ đầu đến cuối không có đợi đến Khương Phàm. Khương Phàm đang tu luyện, sau khi mạnh lên lại đến. Hay đang lập mưu âm mưu khác. Bắc Thái đế quân tiếp tục cảnh giác, cũng tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến trước mấy ngày, Hắc Ma đế quân cùng Long đế đột nhiên rời khỏi đế thành riêng phần mình, xông về Thái Sơ đại lục, sau đó, Thái Sơ đế thành hoàn toàn biến mất, Hắc Ma đế quân cùng Long đế ở nơi đó ngắn ngủi dừng lại, thẳng đến Tây Bắc Bộ mà tới. Bắc Thái đế quân mặc dù chỉ có thể mơ hồ bắt quỹ tích bọn hắn di động, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Khương Phàm, không muốn tự mình giáng lâm nơi này, không muốn lại cùng hắn giao thủ. Một nguyên nhân, hẳn là e ngại hắn liều chết phản kích. Bây giờ Khương Phàm mặc dù thắng, nhưng chịu không được bất kỳ cái gì thương vong cùng ngoài ý muốn,
nếu không chấn nhiếp vừa mới hình thành sẽ nhận trùng kích, đế quân khác đều sẽ một lần nữa liên hợp lại. Nguyên nhân thứ hai, Khương Phàm muốn bức bách Hắc Ma đế quân cùng Long đế vây bắt Bắc Thái đế thành. Như thế này đã có thể cho thiên hạ thấy sự thống trị của hắn, càng phải mượn tay hắn, trọng thương Hắc Ma đế quân cùng Long đế, thuận tiện khống chế sau này. Bắc Thái đế quân nhắm nghiền hai mắt, không hổ là chiến tranh cuồng nhân đùa bỡn âm mưu, đều thắng được thắng lợi thiên khải, lại còn đang tính toán. Thái Sơ, rời khỏi. Bạch Hổ, Lưu Đày. Tinh Linh, Thần Phục. Huyết Ma, Huyền Vũ, đều đã chết. Hắc Ma, Long Tộc, Thỏa Hiệp. Thế giới này, chỉ còn lại có ta. Bắc Thái đế quân thì thào khẽ nói, bỗng nhiên có loại cô độc cùng mê mang trước nay chưa từng có. Tám vị đế quân đã từng thống ngự thiên hạ, vậy mà bởi vì một trận cuộc chiến thiên khải mà sụp đổ, bọn hắn duy trì 30.000 năm thống trị, cũng thọ hết chết già. Làm sao lại biến thành như thế này? Bọn hắn bị bại quá nhanh, bị bại quá hoàn toàn, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Thật chỉ là nguyên nhân bọn hắn ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau sao? Bọn hắn chỉ muốn bảo vệ đế tộc của mình mà thôi. Bắc Thái đế quân cảm nhận được Hắc Ma đế quân cùng Long đế đang nhanh chóng tới gần, trong lòng bi thương một hồi, còn có mấy phần buồn cười. Bọn hắn, muốn tự giết lẫn nhau. Khương Phàm, cao cao tại thượng, chứng kiến hết thảy nơi này. Ngươi thắng. Ngươi thắng triệt để. Bắc Thái đế quân đi ra đại điện, ở trên cao nhìn xuống quan sát đế thành rộng rãi. Đế thành sớm đã không có phồn hoa như thường ngày, trên đường cái đều không có mấy người đi lại. Cư dân ngoại thành đều trốn ở trong nhà mình, lo sợ bất an. Cường giả nội thành đều trấn thủ lấy pháp trận, khẩn trương lại sợ hãi. Đây chính là đế tộc của hắn. Đây chính là kết cục cuối cùng của đế tộc mà hắn chấp trường. Bắc Thái đế quân cảm thấy thất bại cùng bi thương nồng đậm. Số mạng của hắn đã định. Đế thành của hắn thì sao đây? Khi Hắc Ma đế quân cùng Long đế phóng tới 2 triệu dặm, chiến huyết sôi trào giết tới Bắc Thái đế thành trước mặt. Đế thành phun trào sóng chiều hỗn loạn trong lúc bất chợt trở nên bình tĩnh, ngay cả liên hệ cùng pháp tắc thế giới đều bỗng nhiên tách ra. Trong chủ điện khu nội thành lại đột nhiên vang lên từng trận rên rỉ, cường giả toàn tộc quỳ xuống trước điện, bất luận nam nữ bà lão, bi thống rơi lệ. Bắc Thái đế quân, chết. Hồn phách tiêu tán, quy về thế giới. Độc Lưu đế khu, xếp bằng ở chủ điện. Bắc Thái đế quân, chết. Không có chiến đấu bao la hùng vĩ, không có điên cuồng gào thét. Bên trong chủ điện hắn bế quan 30.000 năm, tại đại điện tượng trưng cho địa vị trí cao Bắc Thái đế tộc, lựa chọn tự thân kết thúc. Hắn không làm quân cờ của Khương Phàm, không chém giết cùng Hắc Ma đế quân cùng Long đế. Hắn không có cuồng loạn phát tiết, dùng hủy diệt bản thân bảo toàn tôn nghiêm sau cùng của mình. Hắn lưu lại đế khu của mình, còn có một phong tự tay viết, tên người nhận rõ ràng là hai chữ Lý Dần. Hắc Ma đế quân cùng Long đế ở cao trên không đế thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một tên thoát khỏi, một người tự sát. Hai vị đế quân nhân tộc vậy mà đều dùng phương thức của mình để bảo vệ đế quân cao ngạo. Bọn hắn kính nể đồng thời vậy mà sinh ra hổ thẹn đối với thái độ của mình. Thiện đãi Bắc Thái đế thành. Long đế trầm thấp nói một câu, lui ra khỏi đế thành. Không vì cái khác, chỉ là Bắc Thái đế quân không để cho mưu kế Khương Phàm đạt được. Nếu như Bắc Thái đế quân thật muốn liều chết chém giết, hắn cùng Hắc Ma đế quân khẳng định muốn trọng thương. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có không còn dám phản kháng Khương Phàm, thậm chí ngay cả sinh tử đều bị Khương Phàm nắm ở trong tay. Chương 3102 xong đế kết thúc 2. Bây giờ Bắc Thái đế quân tuyệt nhiên chịu chết, chính là phá âm mưu Khương Phàm, cũng làm cho bọn hắn càng có niềm tin khi mặt đối mặt cùng với Khương Phàm. Toàn bộ ở lại trong thành, ai cũng không cho phép ra đi. Hắc Ma đế quân rời khỏi đế thành, trấn thủ ở bên ngoài. Đây chính là dâng tặng lễ vật hắn ước định cùng Thương Huyền, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Trước mặt đại điện, Cung Như Ngọc ngồi liệt trước di thể đế quân, bưng lấy di thư trong tay, hoảng hốt đến đã mất đi suy nghĩ. Chết rồi. Nam tử mang cho nàng vô tận vinh quang cùng tự hào, cứ như vậy tự mình kết thúc. Hắn là đế quân, là kẻ thống trị của đại lục mà. Chẳng lẽ không chịu phản kháng một chút không? Chẳng lẽ không thể có những biện pháp khác sao? Cung Như Ngọc khó mà tiếp nhận, cũng khó có thể hiểu. Đế tộc, rốt cuộc thế nào? Đế quân, rốt cuộc thế nào? Thế giới này, rốt cuộc thế nào? Lão Hầu Vương Hướng U Mộng đứng ở đằng xa, thất hồn lạc phách nhìn đế khu đã không có khí tức. Đế quân vậy mà chết rồi. Đế quân đó,
đây là tồn tại chí cao vô thượng, tương đương với trời trong lòng nàng, vậy mà chết rồi. Hương U Mộng một lần hoảng hốt, đế quân hẳn là chỉ ngủ thiếp đi, đang suy nghĩ đối sách, giải quyết khốn cục trước mắt. Mà, hắn không thể chết. Hắn chết, đế tộc làm sao bây giờ? Bắc Thái Đại Lục làm sao bây giờ? Nàng và Hướng Gia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi Khương Phàm nhận được tin tức cũng bị hôn mê. Thái Sơ chạy trốn. Bắc Thái tự sát. Dự đoán tất cả ngoài ý muốn, duy chỉ có không có tình huống như hiện tại. Không làm bất kỳ kháng cự nào. Không tiến hành bất kỳ cố gắng gì. Cứ như vậy trực tiếp đơn giản vừa chết vừa trốn. Đây cũng là siêu cấp đế chiến tràn đầy biến cố sau chiến đấu thiên khải, vậy mà lặng yên không một tiếng động kết thúc như thế. Mặc dù cục diện trước mắt sụp đổ đến trình độ vô cùng hỏng bét, nhưng ít ra vẫn có thao túng chỗ trống, cũng có rất nhiều lựa chọn khác. Chí ít Khương Phàm dự đoán được ba loại biện pháp có thể thay đổi cục diện, mặc dù cuối cùng chưa hẳn như thế nào, nhưng ít ra trước mắt có thể kiên trì. Kết quả, hắn khẩn trương tịch mịch. Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác, thật đánh giá cao những đế quân này. 30.000 năm yên lặng, 30.000 năm an nhàn, làm hao mòn tất cả dũng khí cùng huyết tính bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn lúc trước xưng đế đều là nhờ hư không đế quân một đường bảo vệ từ cảnh giới Thánh Hoàng, trong thời gian ngắn nhất đưa đến đế cảnh. Không chút khách khí mà nói, sau khi bọn hắn tiến vào thần linh cảnh giới liền không có tiến hành qua chiến đấu. Nhưng, bọn hắn chung quy vẫn là đế quân mà, ngạo thị thiên hạ 30.000 năm, chẳng lẽ không thể hiện ra tư thái cuối cùng. Khương Phàm mặc dù biết mình không thể dự đoán tất cả mọi chuyện, nhưng loại tình huống này vẫn để hắn có chút ảo não. Sớm biết, tự mình giết qua. Đầu tháng 3, Khương Phàm tự mình giáng lâm Bắc Thái Đế Thành. Dân chúng Đế Thành gần ngàn vạn, đều quật cường ưỡn ngực, không có bất kỳ ai có ý khuất nhục, nhưng trong ánh mắt lắc lư không che giấu được sợ hãi cùng mê mang, có chút thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi Khương Phàm hỏa thiêu Đế Thành. Khương Phàm không để ý đến bọn hắn, thẳng đi tới đại điện, nhìn Bắc Thái Đế Quân ngồi xếp bằng trên đài cao. Sinh cơ bàng bạc, sinh động như thật. Nhưng không có linh hồn, chỉ còn đế khu. Bọn người cung như ngọc hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, bởi vì đế uy, cũng bởi vì e ngại, thân thể bọn họ không cầm được mà run rẩy. Lấy ra, Khương Phàm lạnh lùng liếc mắt kiều mỹ nữ tử bên cạnh. Cung như ngọc gian nan chống thân thể lên, đưa di ngôn đế quân tự mình viết xuống cho Khương Phàm. Khương Phàm lật ra nhìn một chút, cả quyển không có nói tới hắn, tất cả đều là nói với Lý Dần. Chủ quan chính là để Lý Dần dung hợp đế khu, trùng kích đế cảnh, tiếp quản Bắc Thái đế tộc, thiện đãi dân chúng đế thành, bảo vệ Bắc Thái đại lục. Cái này tương đương với hy sinh mình, bảo toàn Bắc Thái đại lục, thuận tiện tạo nên cho Bắc Thái đế tộc một lãnh tụ mới. Mặc dù lãnh tụ này chưa hẳn có tình cảm đối với hắn, nhưng ít ra là huyết mạch của hắn, là hỗn loạn đế mạch, có thể bảo toàn truyền thừa, bảo toàn đế tộc, bảo toàn đại lục. Mà, không chiến mà chết, đế khu hoàn chỉnh giao cho. Hài tử cũng có thể gây nên Lý Dần trung tình, bảo hộ đế tộc tốt hơn. Khương Phàm nhìn một chút, lại có cảm xúc như vậy. Bắc Thái đế quân quyết định này mặc dù rất không dũng cảm, cũng có nhục đế danh, nhưng đối với Bắc Thái đế tộc mà nói, nên tính là sáng suốt. Ngươi chính là cung như ngọc kia. Khương Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn kiều mỹ nữ tử quý khí trước mặt. Là, cung như ngọc vốn định biểu hiện tỉnh táo, nhưng âm thanh phát ra liền nói lắp. Ở lại nơi này, chờ Lý Dần tới. Khương Phàm không có làm khó nàng, dù sao từ trên huyết mạch mà nói, đây cũng là thân sinh mẫu thân của Lý Dần. Huống chi, nhi tử kia của Lý Dần vẫn luôn được nàng chăm sóc. Vâng, cung như ngọc âm thầm thở phào, còn tưởng rằng Khương Phàm sẽ để cho nàng chôn cùng đế quân. Khương Phàm nhắc nhở, chờ Lý Dần tới, ngươi nên làm như thế nào, nghĩ thông suốt. Cung như ngọc gật đầu. Không dám nhìn ánh mắt tràn ngập hủy diệt của Khương Phàm. Ta biết, ánh mắt Khương Phàm đảo qua toàn trường. Bắc Thái đế quân chết rồi, ân oán trước đó có thể tạm thời buông xuống. Dựa theo di thư nói, Lý Dần tiếp quản Bắc Thái đế tộc, cùng Bắc Thái đại lục. Từ hôm nay trở đi, tòa đế thành này có chủ nhân mới, các ngươi có tộc trưởng mới. Lý Dần cần tu luyện, sẽ tạm thời ở lại Thương Huyền, sau khi xưng đế mới có thể cân nhắc trở về. Chương 3103 khế ước mới. Trước lúc đó, các người cố gắng ngẫm lại rõ ràng, nên dùng tư thái gì nghênh đón hắn, đối đãi hắn, phụng dưỡng hắn. Mặt khác, quản lý cùng giám sát đế thành các ngươi sẽ để cho Thương Huyền phụ trách.
thẳng đến khi Lý Dần trở về, sau khi xác định các ngươi chân chính hiệu chung, Thương Huyền mới sẽ không còn giám thị. Giọng Khương Phàm nghiêm nghị quanh quẩn ở quảng trường ngoài điện, các tộc nhân Bắc Thái khẩn trương đều cảm thấy ngoài ý muốn, không có trấn áp, không có hãm hại, vậy mà tha bọn hắn như thế. Không, đây cũng là Khương Phàm khinh thường tự mình động thủ đi, chờ cái gọi là Thương Huyền giám thị tới, mới thật sự là gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, Khương Phàm chỉ ít bảo toàn Bắc Thái đế tộc. Muốn bọn hắn hiệu chung Lý Dần. Mặc dù trên tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp thần phục hiệu chung Thương Huyền. Khương Phàm cố ý liếc mắt nhìn Lão Hồ Vương hướng U Mộng đứng ở trong góc nhỏ. Xin mời Lão Hồ Vương mang theo toàn tộc hướng ra theo ta về Thương Huyền đại lục. Thân thể mềm mại của hướng U Mộng run rẩy, suýt chút nữa ngồi quỳ ở nơi đó. Cho ngươi một giờ chuẩn bị, một người cũng không thể thiếu. Khương Phàm muốn đưa đám tộc nhân hướng ra này đến trước mặt tỷ muội hướng Vãn Tình, thần phục người thắng chân chính. Đây không phải cố ý phách lối, mà là an ủi tâm linh tỷ muội hướng Vãn Tình. Dù sao dưới cục diện năm đó, tỷ muội các nàng càng giống phản đồ, đó cũng là tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng các nàng. Hư không đế thành, thiên hậu, đại vương, kiều vô hối, hồng hoang thiên long đám người lần lượt rút về Thương Huyền. Sau chiến đấu thiên khải chỉ là tu dưỡng ngắn ngủi. Bây giờ cục diện cơ bản ổn định, có thể chia sẻ tài nguyên, thỏa thích bế quan. Nhất là Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, cùng Đại Vương đều được ký thác kỳ vọng. Đại Vương mặc dù đột phá thần linh ngắn ngủi 2 năm, nhưng bây giờ bày ở trước mặt nó chính là tài nguyên toàn bộ Huyền Vũ Đế tộc, còn có 2 tôn Huyền Vũ Đế quân. Để bảo đảm Đại Vương trưởng thành, Đan Hoàng còn mang Tô Lăng và mấy đệ tử thân truyền liên thủ luyện chế các loại đan dược kích phát tiềm lực cùng tổ mạch. Trình độ coi trọng như thế, cùng sứ mệnh trọng trấn Huyền Vũ Đế tộc, rốt cuộc cũng để Đại Vương lười biếng nghiêm túc. Tiềm lực Lý Dần không thể nghi ngờ, trình độ hư hóa đã đạt 3 phần, bây giờ Bắc Thái Đế quân tự thân kết thúc, tương đương với giao toàn bộ đế khu cho hắn, hắn có hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hư hóa. Hồng Hoang Thiên Long thì bắt đầu luyện hóa thân thể tàn phế của huyết ma. Cũng nhận được bộ phận đế huyết Huyền Vũ Đế quân, để mà kích phát tiềm lực, tiếp tục đột phá. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng được chia đến bộ phận thân thể tàn phế của huyết ma, phối hợp đế huyết trong huyết trì, hoàn toàn hư hóa cũng không khó khăn. Mấu chốt nhất là Thiên Hậu. Thiên Hậu dung luyện đế tâm, trình độ hư hóa mạnh hơn 9 phần, nhưng vì kích phát ra tiềm lực càng cực hạn, nàng cần khế ước yêu thú mới, Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần. Dù sao Thiên Hậu thuộc về đế văn hoàn toàn mới, bản thân đế mạch độ khó nhất định tràn đầy biến cố, ai cũng không dám cam đoan nhất định thành công, lại có thể tiếp quản pháp tắc gì, cho nên bọn hắn muốn dùng hết khả năng làm đến tốt nhất. Vì thế, Thiên Hậu giải trừ Tô Lăng cùng huyết sư làm bạn lâu nhất, cũng giải trừ Huyễn Vụ Mê Điệp. Mặc dù Huyễn Vụ Mê Điệp rất đáng tiếc, nhưng đã đến vấn đề đế cảnh, kỳ thật thời gian yếu ớt rất khó phát huy ra hiệu quả cực hạn. Còn không bằng tranh thủ năng lực khác càng cường đại càng có thể phát huy ra hiệu quả. Càng quan trọng hơn là, Khương Phàm và Thiên Hậu đều lo lắng thời gian loại vật này quá quỷ bí, làm không tốt có thể mang theo lôi kiếp càng kinh khủng, đến lúc đó biến khéo thành vụng, thất bại trong gang tấc. Tam Đại Long Thần vào ở cùng khế ước, nhận lấy toàn xí thiên giới cùng đế thành chú ý. Ba đầu Long Thần, Thiên Hậu quá hung tàn. Nhìn bọn chúng giống như không phải rất tình nguyện. Vừa mới bắt đầu sẽ rất đau. Sau đó liền sung sướng. Xéo đi, còn có thể nghiêm chỉnh hay không? Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Hống, Đăng Sa, Kim Ô, Thái Âm Ngọc Thố, Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần. Đội hình này, quá kinh khủng. Hồng Hoang đến nay, chỉ sợ không có người nào có thể được nhiều tổ thú như vậy ủng hộ. Ngẫm lại hình ảnh kia, Thiên Hậu đi tuần, thập đại thần thú bảo vệ. A, à, bài diện. Mọi người nhìn qua ba đầu Long Thần nơi xa, kích động chỉ trỏ. Bọn người Tu La cũng đều đuổi tới, vì Thiên Hậu vui mừng, cũng kỳ vọng về thực lực sau khi Thiên Hậu xưng đế. Duy chỉ có Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, ba đầu Long Thần uất ức nén giận, đối với bọn hắn là chủ nhân Long Tộc mà nói, thật sự vô cùng nhục nhã. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng bảy vị khế ước thần thú toàn bộ tụ tập ở chỗ này, một là bảo vệ Thiên Hậu, để tránh ba đầu Long Thần làm loạn. Mà đang mong đợi thực lực Thiên Hậu tăng vọt, mang tới cho bọn hắn huyết mạch kích thích. Bắt đầu, Khương Phàm ra hiệu cho Thiên Hậu, phóng thích đế uy, tự mình trấn nhiếp Ngao Lê, Ngao Tấn cùng Ngao Minh. Không cần kháng cự, Thiên Hậu đầu tiên đi tới phía trước Ngao Minh,
ngưng tụ ra tinh huyết, khắc họa phù chú trên trán nó, tiến hành khế ước huyết mạch cùng linh hồn. Ngao Minh vùng vẫy một lát, vẫn từ bỏ chống lại. Tùy ý huyết chú nhập thể, xâm lấn huyết mạch, xâm nhập linh hồn. Giữa lẫn nhau rất nhanh xuất hiện liên hệ vi diệu, sau đó nhanh chóng tăng cường. Huyết khí toàn thân Ngao Minh cuồn cuộn, từ da thịt chảy ra huyết thủy, mang theo từng tia hồn khí cùng linh lực bành trướng, không ngừng liên tục tràn vào trong thân thể hư vô của Thiên Hậu. Chương 3104 Lão Hổ Yêu Mạnh Bạo. Thiên Hậu lấy huyết mạch cấu kết, tiếp đỡ liên hệ, lấy dung nạp khí hải, bí lực vô lượng diễn biến luân hồi bí lực. Theo khế ước thành hình, thân thể hư của Thiên Hậu vô kịch liệt ba động, giống như nuốt cả một đầu long thần, sinh cơ bàng bạc, khí hải sôi trào, liên đới là đám hồng hoang tổ kỳ lân đều nhận trùng kích, huyết mạch toàn thân nóng hổi sao động. Ngao Minh nhanh chóng khô quắt, suy yếu, như muốn bị tươi sống quất chết, nhưng khi khế ước thành hình, một cỗ khí tức càng hùng vĩ càng cường thịnh từ bên trong huyết mạch cùng khí hải Thiên Hậu tuôn trào ra, phản hồi cho Ngao Minh. Thân thể Ngao Minh trước một khắc còn đau không muốn sống nhanh chóng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa dài, thư sướng không nói ra được, vậy mà không nhịn được nhắm mắt lại, phát ra một tiếng ngâm khẽ, trên mặt đều không tự chủ lộ ra nụ cười mấy phần hạnh phúc. A, à, Ngao Lê cùng Ngao Tấn phát ra nói nhỏ quái dị, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ rút lui phía sau hai bước. Nhưng Ngao Minh dừng lại không được. Cảm giác sắp chết trước đó quá cường liệt, bây giờ cảm giác thư sướng lại quá bành trướng. Đến mức thân rồng khổng lồ đều mềm ở nơi đó, tùy tiện hưởng thụ lấy cảm giác thoải mái cuộc đời đến nay đều không có thể nghiệm qua. Tới phiên ngươi. Thiên Hậu khế ước Ngao Minh xong, quay đầu nhìn về hướng Ngao Tấn. Chờ một lát. Ngao Tấn lay động mãnh liệt chín cái đầu, phun ra bản nguyên khí tức, miệng mình cuốn lấy, phòng ngừa mình sau này cũng phát ra âm thanh khuất nhục. Chín cái đầu của nó, nếu như toàn bộ than nhẹ, âm thanh kia, chỉ sợ sẽ quanh quẩn trong đế thành một đoạn thời gian. Nhưng, miệng nó thì cuốn lấy, cái mũi không có chắn, thanh âm thông qua xoang mũi cùng yết hầu cộng minh phát ra. Sau khi khế ước hoàn thành, Thiên Hậu phản hồi huyết khí cùng năng lượng, loại cảm giác đặc biệt trở về từ cõi chết, trời hạn lâu ngày gặp mưa rào kia, mãnh liệt mà bành trướng, để nó hít một hơi thật sâu, sau đó. Chín đầu tề ngâm, kéo dài không suy. Ngao Lê ở bên cạnh nhìn khuất nhục vừa thương xót phẫn hận không thể trước tiên để mình mê đi, sau đó lại khế ước. Thiên Hậu trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian mới hoàn thành khế ước với ba đầu long thần. Năng lượng cường đại không hề nghi ngờ kích phát tiềm lực Thiên Hậu, nhưng không thể toàn diện hư hóa như nguyện. Một tầng cuối cùng này, thực sự thật quá khó khăn. Tuy nhiên, long mạch hoàn toàn mới vào ở, kích thích Thiên Hậu đồng thời cũng kích thích ba đầu long thần, đến mức bọn chúng sau đó lại có loại. Cảm giác cũng không phải quá bết bát. Sâu trong xí thiên giới. Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng, không có đi chứng kiến Thiên Hậu khế ước tại đế thành, mà gặp được tộc nhân Hướng gia bị Khương Phàm mang về. Gia tộc từng phân liệt tại vạn đạo đế thành, rốt cuộc lúc này đoàn tụ. Nhưng, hồi tưởng trận phân biệt trước kia, lại nhìn cục diện trước mắt, trong lòng bọn họ đều ngũ vị tạp trần. Lão Hồ Vương đứng ở phía sau tộc nhân đều rũ cục lấy đầu, không dám nhìn tộc nhân đối diện. 10 năm, bọn hắn ở đế thành trải qua cũng không tốt, hoặc là nói thật không tốt. Mặc dù gia nhập đế thành tôn quý nhưng không có đạt được chút nào lễ ngộ, ngược lại bởi vì cung như ngọc, khắp nơi bị áp chế, không tự do, không được tự nhiên, rất uất ức. Mà vì cục diện hòa hoãn, Lão Hồ Vương thậm chí chọn lựa rất nhiều mỹ mạo nữ tử đi thân cận một ít công tử trưởng lão. Nhưng trước khi cuộc chiến thiên khải phát sinh, bọn hắn chỉ ít còn cho rằng bọn họ trải qua càng tốt hơn so với bọn người Hướng Vãn Tình, bởi vì kết cục thiên khải cuộc chiến cơ bản đã định, Khương Phàm một phương chắc chắn sẽ thua. Bọn người Hướng Vãn Tình bị thảm tao tàn sát, hài cốt không còn. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Bị bại lại là đế tộc. Hướng Vãn Tình và các tộc nhân từ đầu đến cuối không bị bọn hắn xem trọng theo Khương Phàm đại thắng, triệt để xoay người. Bây giờ Khương Phàm không chỉ có toại nguyện trở thành chủ nhân Thương Huyền, càng trở thành chủ nhân thế giới, chúa tể vận mệnh thiên hạ vạn tộc, bao gồm cả long tộc. Mặc cho xử trí. Hướng U Mộng nhắm mắt lại. Làm xong chuẩn bị bị nhục nhã cùng đùa cợt. Nàng không hối hận con đường mình lựa chọn, chỉ là không có thấy rõ phương hướng lịch sử thủy triều lao nhanh, nhưng loại phương hướng này, ai có thể thấy rõ. Chỉ là một trận đánh cược cược mà thôi. Người khác cược thắng, nàng thua cuộc. Có chơi có chịu, mặc cho xử trí. Khương Phàm đã làm cam đoan. Xử trí đối với các ngươi, do chúng ta toàn quyền làm chủ, hắn không làm bất kỳ can thiệp nào. Hướng Vãn Đồng mở miệng. Không có tư thái người thắng.
Dù sao cũng từng là ân sư mình, cũng là tộc nhân mình. Hướng U Mộng từ từ nhắm hai mắt, không có lên tiếng. Hướng Vãn Đồng hơi chút trầm mặc, thở dài, nói. Thật vui mừng, các ngươi cũng còn sống. Ân, hoan nghênh về nhà. Hướng U Mộng còn tưởng rằng mình nghe lầm, mở mắt ra nhìn về phía Hướng Vãn Đồng. Các tộc nhân sau lưng Hướng U Mộng lần lượt ngẩng đầu, khó có thể tin. Chúng ta đồng tông đồng tộc, chỉ là lý niệm khác biệt, tạm thời tách ra, không phải kẻ địch, càng không phải kẻ thù. Lúc ấy ta nói qua, ta đang tìm kiếm con đường thứ hai cho Hướng gia, rất vinh hạnh, ta tìm được. Hướng Vãn Đồng chủ động buông xuống khúc mắc, thể hiện thái độ. Hướng Vãn Tình mặc dù có chút cảm xúc, nhưng đối mặt đám trưởng bối cùng tộc nhân, nàng thực sự bày không ra tư thái cao ngạo đi chế nhạo cùng trừng phạt. Hướng U Mộng khẽ nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi Hướng Vãn Đồng vậy mà tính như vậy. Hướng Vãn Đồng nói, nơi này có rất nhiều chỗ ở, các ngươi có thể ở gần đó, chờ thích ứng hoàn cảnh, lại ở một chỗ cùng chúng ta. Hướng U Mộng cau mày, lẳng lặng nhìn Hướng Vãn Đồng hồi lâu, xác định không phải đang nói đùa, sắc mặt hơi chậm, khôi phục tư thái thanh ngạo bình thường. Chương 3105 lại khải phong thần đài. Các ngươi ở nơi này có được khỏe hay không? Hướng Vãn Đồng nói. Rất tốt, ta trước đó bị thương nặng, bây giờ bắt đầu khôi phục, muội muội đã là thần linh, còn được Khương Phàm khâm định là hoàng phi, địa vị gia tộc ở chỗ này rất ổn, các ngươi có thể yên tâm sinh hoạt ở chỗ này. Hướng U Mộng liếc mắt nhìn Hướng Vãn Tình, thiên hồ linh văn vậy mà có thể xưng thần, đây chính là tuyệt vô cận hữu tiền lệ, nhìn ra được Khương Phàm đối vẫn rất sủng ái nàng. Đương nhiên, khí chất nữ tử Hướng gia bọn hắn đặc biệt, không có mấy người nam tử có thể chống cự. Mang ta đi chỗ ở của các ngươi nhìn. Hướng U Mộng đoan trang thanh ngạo, có chút ngẩng đầu, đi tới phía trước. Ngay ở phía trước không xa. Hướng Vãn Đồng ra hiệu Hướng Vãn Tình an bài tốt tộc nhân, tự mình dẫn đường cho lão tộc trưởng. Địa vị của ngươi thì sao, còn không có minh xác. Hướng U Mộng thuận miệng hỏi một câu. Phong Vương, cho phép Hướng gia khai phủ. Ta nói chính là địa vị của ngươi trong hậu cung Khương Phàm. Ngài hiểu lầm. Ta cùng Khương Phàm không có gì. Bất tranh khí. Hướng U Mộng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, nói. Khương Phàm bây giờ không giống với lúc trước, người phải bắt được cơ hội. Ngài vừa tới nơi này, không phải hiểu rất rõ tình huống, Khương Phàm. Ta không hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng ta hiểu rõ tương lai. Nữ tử bên cạnh Khương Phàm có ai đơn giản, chỉ bằng muội muội của ngươi, làm sao chống lại các nàng. Tuy nói bây giờ hắn mê luyến muội muội của ngươi, định vị trí hoàng phi, sau này thì sao, nữ tử sẽ càng ngày càng nhiều, một người so với một người càng xinh đẹp, một người so với một người có bối cảnh. Nam tử đa tình nhất, cũng bạc bẽo nhất. Huống chi nữ tử bây giờ theo dõi hắn, không có 100, cũng có 80. Một khi ngày nào Khương Phàm ngán muội muội của ngươi, lại nhận dụ hoặc khác, đừng nói lần nữa sủng ái, chính là vị trí hoàng phi đều không gánh nổi. Đến lúc đó Hướng gia làm sao bây giờ? Ngươi không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì muội muội của ngươi, nghĩ vì gia tộc. Ánh mắt không nên quá thiển cận, muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến ngày gian nguy. Hướng U Mộng không cho Hướng Vãn Đồng cơ hội giải thích. Nam tử ưa thích cảm giác tươi mới, cũng hầu như sẽ có chút sở hơi về chuyện tư mật, ta cũng không tin thời điểm hắn cùng Vãn Tình thân mật, sẽ không nghĩ tới ngươi. Ngươi cùng ngươi muội muội thương lượng kế sách. Tìm một cơ hội bắt lấy hắn. Ta không phải thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, liên quan đến Hưng Suy gia tộc. Còn có, chuẩn bị cho ta một phần danh sách, liệt kê ra tất cả nam tính chưa lập gia đình bên trong Xí Thiên Giới, tốt nhất là những người có phân lượng, những người đi theo Khương Phàm lập nghiệp kia. Đúng rồi, Thiên Hậu giống như có huynh trưởng, gọi là Tô Triệt phải không?